Chương 701, vô địch cấp 4. mà Tiếng nổ ầm ầm kéo dài rất lâu, chờ đến khi khói lửa tàn đi, mọi người cuối cùng cũng nhìn ra tình hình trên sân. Đến khi nhìn rõ, khán giả cũng không nhịn được kinh ngạc mà thốt lên một tiếng, sân thể dục lúc này bị biến dạng rồi, ngoại trừ võ đài còn sừng sững bất động, toàn bộ sân thể dục giờ đây đã không còn nhìn ra nguyên dạng, chỉ là một mảnh đất đen với vô số hố to hố nhỏ, võ đài hình như cao hơn trước nhiều. Lúc này, Phương Bình đứng ngạo nghễ trên lôi đài, trường đao trong tay đã thành hình răng cưa phương bình chống đao mà đứng trên người ngượng một màu máu vương kim dương ở phía đối diện từ lâu đã không còn mảnh áo trên người dày đặc vết thương nhìn như đồ sứ bị vỡ nát tem thắn phương bình mở miệng nói chuyện máu trong miệng trào ra từng ngụm muốn nuốt cũng nuốt không được lão vương khốn kiếp lại liều mạng với mình sớm biết đã bổ ổng một đao cho ổng ngủm củ tỏi luôn rồi đôi mắt vương kim dương lộ ra vẻ mờ mịt mông lung sau đó đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng hãy cười nói không tính là cậu thắng chứ phương bình khẽ rên một tiếng sau đó khí huyết cả người khí huyết đánh anh thêm một lần nữa cũng không có chuyện gì sắc mặt vương kim dương chớp mắt thay đổi hơi bất đắc dĩ có chút mất mát rất muốn mở miệng mắng người nhưng cuối cùng không thể làm gì tiếng than nhẹ vang lên đừng thể hiện nội phủ bị thương không nhẹ coi như cậu thắng đi vương kim dương khẽ lắc đầu vừa ho ra máu vừa đi xuống lôi đài thua thì thua đi đây cũng là động lực của mình Phương Bình nở nụ cười, cũng cất bước xuống lôi đài, thân hình thẳng tắp. Nếu so sánh với hình tượng thảm hại của Vương Kiên Dương, Phương Bình còn có thời gian vuốt lại kiểu tóc trên khán đài. Hoàng cảnh bất đắc dĩ, liếc mắt ra hiệu cho Đường Phong, Đường Phong mật đầu, cất bước đi đến. Thằng nhóc kia nội thương nghiêm trọng, còn dáng giả vờ, cũng không sợ thật sự bị nổ nội tạng. Dưới đài, đau của tôi, giọng của Tần Phượng Thanh gần như khóc nức nở. Trong nháy mắt Phương Bình xuống đài, Tần Phượng Thanh nhảy một cái, nhanh chóng chạy qua vừa mới bắt được phương bình liền muốn trách móc phụt máu trong miệng phương bình phun mạnh ra ngoài cậu nghe ngược món tay chỉ tần phượng thanh sau đó ngả vào người đều phong vừa bước tới tần phượng thanh biến sắc hô cằn nói đừng như vậy hai chúng ta ai mà không biết động đỏ rõ ràng muốn ăn vạ anh mày đường phong bất đắc dĩ hơi đau đầu nói nội phủ trọng thương không phải em làm tần phượng thanh cao giọng hét âm thanh sắc bánh vô cùng chuyện này không thể tính lên đầu em được em chỉ muốn lấy lại thanh đao mà thôi Đường Phong Quang cho cậu biểu tình cạn lời, sau đó tức giận nói. Em còn chưa có năng lực đó, muốn đánh Phương Bình trọng thương, Tân Phượng Thanh còn chưa làm được. Tân Phượng Thanh lập tức thở phòng một cái, vội vàng ngật đầu nói. Đúng, em đánh không lại cậu ta, mọi người đều nhìn thấy, là tên khốn vương Kim Dương kia đánh. Không liên quan gì tới em. Phương Bình lúc này cũng chưa hoàn toàn ngất đi, hơi thở mong manh nói. Anh nhồi thêm một đòn cuối cùng, út nha. Liên quan quái gì tới tôi, có bị đánh chết tần phượng thanh cũng không nhận nhận rồi khả năng sẽ không còn lấy lại đao được nữa phương bình lường một cái lão tần dạo này không dễ bị lừa nữa rồi thở dài một hơi mặc kệ anh ta cậu lấy ra một lọ thuốc trong gói hàng phương bình ăn như ăn kẹo tan liền ba viên hồi mệnh đan sắc mặt mọi người đều thay đổi một hồi cái tên phương bình keo kiệt này một lần nuốt ba viên hồi mệnh đan có thể thấy nội phủ rước cuộc bị thương nặng cỡ nào phía bên kia hiệu trưởng nam võ cũng lấy ra mấy viên hồi mệnh đan cho vương kim dương nuốt vào thở dài một hơi phương bình trùng hợp nhìn thấy một màn này không nhịn được nhìn về phía đường phong bất đắc dĩ nói hay thầy nhìn nam võ nhà người ta kìa trường người ta nghèo như vậy hiệu trưởng người ta lấy thuốc cho uống mình thật thảm tự mình uống thuốc do mình mua đường phong hình như hơi lúng túng nhưng vẫn nói nam võ xuất chiến không nhận được điểm thường đây là sự thật nam võ thật sự chưa trao thường điểm thường vương kim dương không muốn những người khác ngại nên không muốn đặc biệt là khi bọn họ hầu như không ra tay Ma võ ngược lại thường cho đội chủ lực mỗi người 2000 điểm, tương đương người viên hồi mệnh đan rồi, Phương Bình hơi bất đắc dĩ. Liếc nhìn Tần Phượng Thanh một cái, mở miệng nói: "Anh có ra tay đâu, 2000 điểm quá nhiều." Sắc mặt Tần Phượng Thanh đen thui, cắn răng nói: "Cậu không cho anh ra tay." "Không phải anh không muốn ra sân nhá, làm sao? Còn muốn trừ điểm thưởng của anh mày, cậu dám trừ? Tông đây sẽ liều mạng với cậu." Phương Bình thấy ông này thuộc hạng liều mạng đâm đầu không dễ chọc, cậu nhìn về phía nhóm người tạ lỗi, Hãy thở dài. Tháng này nhà trường cũng khó khăn, hay là như vậy đi, mọi người thống nhất nhận một 000 điểm, tiết kiệm cho nhà trường một chút. Lúc này, Trần Văn Long đã lên đài, Trương Ngữ nghe vậy nói. Anh không có ý kiến, không thưởng điểm cũng không sao. Phương Bình thầm tán thưởng trong lòng, khẽ lắm, nhìn đi, đây mới là phong cách nho nhã của quân tử. Nào giống Tần Phượng Thanh, vì tư lợi, Trương Ngữ vừa mới nói xong, đều phong liền nói. Được rồi, mọi người nên nhận bao nhiêu thì cứ nhận, nhà trường còn chưa tới mức này, tần phượng thanh vội vàng gật đầu sau đó đặt lấy trường đao của mình trong tay phương bình nhìn thấy thanh đao giang cửa trái tim của tần phượng thanh gần như dỉ máu anh ta cắn răng nói ít nhất phải bồi thường anh 80 triệu phương bình liếc mắt không thèm để ý tần phượng thanh thấy thế lại nói 60 triệu không được lôi cái gì 40 triệu của cậu ra nói nếu không anh không muốn sống nữa bây giờ anh sẽ trần chuồng chạy giữa sân thể dục nói là do cậu bức anh mọi người lập tức khiếp sợ lời này của tần phượng thanh quá trâu rồi tần phượng thanh hừ nói nhìn tôi làm gì tôi mất mặt ma võ cũng mất mặt hơn nữa còn là loại không biết giấu mặt đi đâu kia kìa phương bình không bồi thường tôi tôi sẽ đồng quy vô tận với cậu ta phương bình cũng cạn lời luôn lát sau mới nói vân hy đưa tôi ba mũi tên trần vân hy vội vàng đưa ba mũi tên dài cho phương bình phương bình cầm một hồi không thấy điểm tài phú tăng lên phương bình cũng hơi bất đắc dĩ nghĩa là nam võ còn muốn lấy về làm sao có thể chứ lần này đánh lão vương khí nếp bản thân cũng tiêu hao không ít đã dùng hơn 5 triệu điểm tài phú cộng với ba viên hồi mệnh đan mình hao tổn bao nhiêu cũng không tính rồi cũng không thể thâm hụt lớn như vậy ba mũi tên này mình nhất định phải giữ lại dù sao năm võ lần này lọt vào top 4, được chi thêm 10 tỷ cũng không nên để ý chút tiền này hơn nữa lão vương lần trước thiếu mình năm sáu chục triệu ba mũi tên có được bao nhiêu hợp kim cấp a đâu? cùng lắm là mấy triệu a nghĩ đến đây Phương Bình cũng mặc kệ, ném mũi tên cho Tần Phượng Thanh, tức giận nói. Như đó đủ rồi, anh bớt chơi trò này với em, lủng vai chỗ mà thôi. Cũng không phải bị đánh nát thành bụi phấn. Tần Phượng Thanh có vẻ hơi không quá thỏa mãn, lầu bầu nói. Không phải cậu còn thanh yên nguyệt đao cấp sao, bồi cho lương sư huynh rồi. Đao của cậu ta mới cấp. Đao của tôi là cấp, hay là cậu lấy đao bồi thường cho tôi, tôi đưa cậu ta ba mũi tên này. Ha ha. Phương Bình, cậu qua đáng lắm đó, cậu dùng đao của tôi thành như vậy, Phương Bình đau đầu, khoát tay một cái nói. Coi như anh thiếu 30 triệu. Lại trừ 10 triệu, được chưa? Cầu, Tân Phượng Thanh không phục. Nhưng ba mũi tên dài cũng là hợp kim cấp A. Miễn cưỡng cũng có thể bù đáp tổn thất của cậu ta rồi. Hiện tại Phương Bình lại trừ 10 triệu tiền nợ. Mặc dù cậu cũng không định trảm nhưng mà trừ bớt 10 triệu, hình như cũng đã có lời rồi. Nhi đến đây, mặc dù vẫn không quá thỏa mãn, Tân Phượng Thanh cũng không dây dừa nữa. Ngật đầu nói. Cô, cậu lời quá rồi, anh sớm trả 30 triệu cho em. Rồi, Tần Phượng thanh thầm mắng một tiếng, trả cái đầu cậu. Trong lúc mấy người nói chuyện, trên võ đài, Trần Văn Long ung dung đánh bại Lam Vô Phong. Đánh đến vòng này, Phương Bình thực ra cũng chẳng muốn nhìn, còn lại ba vị cấp 3, đánh đấm gì nữa. Liếc nhìn xa xa, Vương Kim Dương còn đang chữa thương. Phương Bình thở một hơi, nói, vòng tranh đấu hạng 34. Đại khai anh ấy sẽ không đánh, tiếc thật. Tự lực Phương Kim Dương chỉ kém hơn tôi một bậc, đánh diêu thành quân vẫn có hy vọng đường phong giờ khóc giờ cười cậu thật thắng cậu ta một bậc sao có điều cũng có thể nói như vậy khả năng chịu đòn của phương bình thật sự mạnh hơn vương kim dương nếu như hai người thật sự liều mạng tranh đấu đến cùng xác suất cao vương kim dương sẽ ngủ củ tỏi phương bình thì không hẳn chương 702, nam giang địa quật xuất hiện kiểm tra tình hình khôi phục nội phủ của phương bình thấy thương thế nội phủ đang trở nên tốt hơn đường phong thở nhẹ một hơi nói cũng còn may nhưng mà Then quá hồ đầu, cầu thiên địa kém chút nữa đã bị sập rồi. Nếu cầu thiên địa bị sập, Phương Bình sẽ trực tiếp bị giáng cấp, chỉ còn là cấp 3. Đương nhiên, trong khi vẫn còn đang rèn luyện xương cốt thân thể như thế này. Nếu như cầu thiên địa đổ nát, ngũ tạo của cậu sẽ bị trọng thương, nếu muốn đột phá lên cấp 4 tiếp, khó khăn, không chuẩn bị dùng chiêu này, Phương Bình lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Do anh ấy nhất định phải bắt nạt em, lúc đánh Lý Hàn Tùng, ai lấy đâu có mạnh như vậy. Nếu như vậy, then sẽ còn nhây nhây Táo dài cho anh ấy hao thêm chút khí huyết nữa. Ai dè? Lúc đánh vem, anh ấy sung mãnh như dùng thuốc kích dục ấy, không đánh ảnh thì đánh ai. Lão Phương quá bắt nạt người. Lúc đánh cộng, lực lượng khí huyết bùng nổ đến mức không biên giới, còn dùng cả công kích từ xa, cuối cùng còn điều động cốt tỉ nhập vào cơ thể, không tiếc bản thân bị trọng thương chỉ để đánh cộng. Phương Bình hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải đáp trả rồi, đến mức ai tung đại chiêu với ai. Phương Bình tự động quên rồi, một bên khác. Vết thương trên người Vương Kim Dương đang dần dần khép lại. Sau một lát, Vương Kim Dương mở mắt, hiệu trưởng Nam Võ mới thở nhẹ một hơi, đạo sư bên cạnh muốn nói lại thôi. Một lát sau người nói, có chút kích động, Vương Kim Dương cũng không phủ nhận, khẽ lật đầu, tiếp khẽ cười nói. Lòng hiếu thắng nổi lên, không áp chế được, thường ngày Vương Kim Dương rất trầm ổn, nhưng lúc này đúng là không áp chế tính sốc nổi của mình. Đạo sư kia cũng không tiếp tục nói nữa. Chỉ thở dài nói, tiếp theo cũng không có cách nào đánh với trường quân đội đệ nhất rồi cốt tỷ nhập vào cơ thể nội phủ của vương kim dương cũng bị trọng thương dù đã dùng không ít thuốc nhưng nếu không nghỉ ngơi mấy ngày đừng mong khỏi hẳn thời gian này xây dựng trên cơ sở sức khôi phục của cậu cực mạnh những võ giả biến dị như bọn họ sức khôi phục đều hơn xa võ giả bình thường nếu không phải như thế liên tục chiến đấu mấy người bọn họ đã không cách nào tái chiến rồi đạo sư nói xong hiệu trưởng nam võ mở miệng nói tôi đã nói chuyện với bộ giáo dục rồi nam võ chịu thua không trên hạng ba nữa. Lại đánh nữa, Vương Kim Dương mang thương ra trận, một khi Diêu Thành Quân xuống tay á độc, có khả năng sẽ triệt để phế bỏ Vương Kim Dương. Nói xong, hiệu trưởng Nam Võ lại nói, phải về Nam Giang rồi. Buổi chiều tôi sẽ trở về, lối vào địa quật, xuất hiện rồi, sắc mặt mấy người chớp mắt thay đổi, Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, lối vào xuất hiện rồi. Đúng, vừa mới xuất hiện buổi sáng, hiện những người thuộc nhóm đầu tiên phải vào đã lục tục đến, chờ đường nối ổn định hơn chúng ta sẽ tiến vào. Kim Dương, Ten trước cứ ở lại đây dưỡng thương. Thêm đột phá cấp 5, không kém gì cấp 5 cao kỳ phổ thông. Thậm chí là đỉnh cấp 5, chờ thêm 1-2 năm, chờ sau khi tốt nghiệp, thôi đi, đến lúc đó tính sau. Hiệu trưởng Nam Võ nói vài câu, không nói thêm gì nữa. Đáng tiếc, nếu lúc này Vương Kim Dương là tông sư, thậm chí là cấp 6 thôi. Sau khi vào địa quật, ông cũng có thể an tâm giao Nam Võ cho Vương Kim Dương. Nhưng hiện tại Vương Kim Dương vẫn là cấp 4, dù lên cấp năm cũng còn hơi yếu một chút nam võ tuy không bằng ma võ nhưng chức hiệu trưởng này nếu không đến cấp 6, dù có là thiên tài cũng khó mà ngồi vững được hiệu trưởng vương kim dương hơi thay đổi sắc mặt suy nghĩ một chút đứng lên nói Tên cùng thầy trở về thầy chờ em một lát Tên đi một chút sẽ trở lại nói xong vương kim dương cất bước đi về phía đội ma võ lối vào địa quật xuất hiện phải qua thông báo với phương bình một tiếng không biết phương bình có thể dẫn một ít người của ma võ qua trợ giúp hay không ma đô võ đại thắng trọng tài lớn tiếng tuyên bố một câu trần văn long ung dung hoàn thành một đánh bốn trên thực tế lúc này không mấy ai quan tâm trận chiến của bọn họ mọi người vẫn còn đang bàn luận kết quả trận đấu giữa vương kim dương và phương bình mặc dù phương bình nói mình thắng nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục đánh hiển nhiên bị thương không nhẹ nhưng nhìn phương bình có vẻ thong dong nhẹ nhàng hơn vương kim dương là thật lúc này mọi người đều đang bàn luận xem những người này và cường giả đứng đầu bảng xếp hạng cấp 4, đến cùng ai mạnh ai yếu dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy cường giả đệ nhất cấp 4 ra tay. Khán giả nghị luận cái gì, Phương Bình cũng không để ý. Phương Bình cũng không cảm thấy người đứng đầu cấp 4 kia mạnh hơn bốn người bọn họ bao nhiêu, dù cho chiến pháp tu luyện xuất quỷ nhập thần, Phương Bình cũng không để ý. Cậu tự nhận mình vô địch cấp 4, đương nhiên là vô địch, đánh bại Vương Kim Dương và Diêu Thành Quân. Cậu cũng không quan tâm Lý Hàn Tùng lắm, cậu mà không vô địch cấp 4 thì ai vào đây nữa. Tiếng tuyên bố ma võ thắng lợi truyền đến. Phương Bình liếc nhìn Lý Hàn Tùng một cái, ngày mai sẽ đánh cái ông đầu sắt này đừng nghĩ tôi bị thương là không thể đánh nữa rồi đang dùng ánh mắt uy hiếp lý hàn tùng phương bình nghe được tiếng bước chân cậu nghiêng đầu nhìn về phía vương kim dương đang đi tới mấy người ma võ đồng loạt nhìn về vương kim dương vương kim dương cũng không thèm để ý đi tới phương bình trước mặt mở miệng nói lối vào địa quật mở ra rồi xuất hiện rồi sang sống mới mở lát nữa anh về nam giang tối đa khoảng 3 năm ngày đường nối vững chắc là có thể tiến vào rồi nếu như cậu có hứng thú có thể tới nam giang Phương Bình trầm ngâm nói. Vậy được, nan giang địa quật xuất hiện, em đã sớm nghĩ muốn đến xem xem, chưa trận đấu kết thúc, Ten lập tức về ma võ một chuyến, sắp xếp một hồi. Ô, vậy anh chờ cậu, nói hết. Vương Kim Dương xoay người rời đi. Không bao lâu, nóng người nam võ thu dọn đồ đạc, dường dập rời đi. Bọn họ vừa đi. Phương Bình không tự chủ nhìn về phía hoàng cảnh vừa bước đến, thở ra một hơi, mở miệng nói. Viện trưởng, em muốn tổ chức một nhóm đi Nam Giang, Hoàng Cảnh nhíu mày, một lát mới nói: "Lưu lão đã ở Nam Giang, tôi và hiệu trưởng sẽ không đến Nam Giang, ba đại tông sư đã có một người đi rồi, lại đi nữa. Ma võ bên này gặp phiền phức rồi. Ngô Khuê Sơn còn phải tọa trấn ma võ, còn phải canh trường ma đô địa quật, Hoàng Cảnh cũng không thể vẫn ở bên ngoài tiêu giao, kết thúc thi đấu giao lưu ông phải về trường, canh giữ ma võ, để Ngô Khuê Sơn rảnh tay." Một khi ông và Lưu Phá Lỗ đều bị kẹt lại, Nam Giang địa quật, dù lần này giành được danh hiệu đệ nhất võ đại, mô huy sơn cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non khó mà chống đỡ cho ma gõ ù then cũng không muốn hai thầy qua đó tem muốn tổ chức một nhóm đạo sư đi qua cùng đại đội hành động thầy thấy thế nào hoàng cảnh trầm ngâm chốc lát mở miệng nói nhiều nhất không vượt qua 30 người bằng không ma võ không thể duy trì dạy học như hiện tại nữa tem đã rõ thầy yên tâm đi phương bình gật đầu đường phong bên cạnh mới vừa muốn mở miệng hoàng cảnh nhân tiện nói cậu không thể đi hiện tại cậu an tâm chờ đột phá đi. Đường Phong đã tinh huyết hợp nhất, cách tông sư không xa rồi. Lúc này đi rồi Nam Giang, xui xảo qua đời thì làm sao bây giờ? Lý trưởng sinh đã qua, Cường giả đỉnh cấp 6 của ma võ vốn không nhiều. Lưu Phượng Như hiện còn đang ở ma đô địa quật, nhiều cường giả đi Nam Giang như vậy. Ma võ không gánh vác được nguy hiểm như thế. La Nhất Xuyên bên cạnh mở miệng nói. Phía đạo sư. Để ta mang đội đi. Ông cũng là cường giả đỉnh cấp 6, nhưng vẫn chưa đến mức tinh huyết hợp nhất công không quan trọng bằng đường phong, hoàng cảnh muốn nói lại thôi. Cuối cùng gật đầu nói, tốt, vậy cậu mang đội đi khoa. Nói xong, ông nhìn về phía Phương Bình nói, về phía học viên, đừng tổ chức quá nhiều người qua, địa quật sơ khai rất nguy hiểm, chờ một thời gian ngắn, ít nhất phải đợi Nam Giang đạt được cứ điểm, học viên mới có thể đi qua. Phương Bình gật đầu nói, em biết, em sẽ không để cho mọi người đi chịu chết. Nhưng em muốn vào trước xem sao, cướp giật cơ duyên. Em cũng đi. Hai mắt Tần Phượng Thanh tỏa sáng, địa quật sơ khai à. ha Khắp nơi là bảo, nghe nói địa quật sơ khai, đá năng lượng giống như đá cụi đấy. Đâu đâu cũng có, thảo dược ngàn năm mọc như cỏ dại, lướt mắt nhìn là có. Tùy tiện đi vài bước đều gặp được khoáng sản, kim loại hiếm của địa quật đếm không xỉ nhi lại, Tần Phượng Thanh đều đỏ mắt rồi, đi nhà tiền A, chương 703, che lấp đồng bạn, tem cũng đi. Tần Phượng Thanh nói xong, mấy vị võ giả cấp 4 lục tục lên tiếng. Phương Bình liếc nhìn mọi người một cái, suy nghĩ một chút, tính sau đi. Đi vào cũng không phải bây giờ. Trước hết đánh xong trận đấu lại tính, dù sao còn mấy ngày nữa mới vào địa quật được. Hơn nữa, nhóm đầu tiên đi vào quá nguy hiểm, Phương Bình nghĩ, chờ các tông sư thanh lý kẻ địch bên kia rồi đi vào cũng không muộn. Còn trận chung kết, chưa tới mức đó, trận chung kết sắp tới, trừ khi lối vào địa quật bị công phá, nếu không sẽ không ngưng thi đấu. Ngày này, tông sư ở tại Kinh Đô rời đi không ít, vốn có không ít tông sư còn chuẩn bị ở lại nơi này chờ trận kết quả trận chung kết nhưng nam giang địa quật bỗng nhiên xuất hiện các tông sư của những nơi ở gần nam giang lần lượt dẫn đội rời đi ngay cả những tông sư ở vùng xa khác lúc này cũng không còn tâm trạng xem thi đấu mặc kệ có trợ giúp hay không một khi thế cuộc nam giang chuyển biến xấu phía trên cũng sẽ chiêu mộ tông sư đến giúp tất cả những thứ này người bình thường hoàn toàn không cảm giác được bọn họ còn đang mong chờ trận chung kết chờ phương bình và lý hàn tùng giao chiến nhìn thấy khán giả hứng thú giạt rào Phương Bình than nhẹ một tiếng, lần này không biết bao nhiêu võ giả hy sinh nơi tha hương. Bây giờ, những người này chờ mong con cái của mình trở thành võ giả, tiến vào võ đại, không ai biết rằng. Con đường này không dễ đi như vậy, chờ đến một ngày nào đó, khi địa quật được công khai, không biết giờ này ngày này, những phụ huynh toàn tâm toàn ý muốn đưa con cái mình vào võ đại liệu có hối hận không? Nam Giang, Mãi Thành Thị An, dãy núi Thương Sơn. Giờ khắc này, rất nhiều quân nhân đang bắt đầu bận túi bụi trên mảnh đất hoang tàn vắng vẻ này tại nơi này trong tương lai sẽ là trọng địa quân sự giờ khắc này nam giang đã bắt đầu chính thức kiến thiết chính giữa khu đất là một cái hố sâu đến mấy chục mét dưới đáy hố một cái vòng xoáy to bằng đầu người không ngừng khuấy động không gian chung quanh bồn đất vang tung tóe một cỗ năng lượng nồng nặc đang không ngừng tuôn ra từ vòng xoáy đó bên trên hố trương định nam lưu phá lỗ gà năm sáu vị tông sư khác đều đến lông mày ai cũng nhíu chặt không ai nói tiếng nào chấn thủ sứ phía nam ngô xuyên cũng là một trong số đó làm chấn thủ xứ phía nam trong tình huống nam giang không có cấp 9 nào hắn nhất định phải đến tọa chấn không biết đã trôi qua bao lâu trương định nam mới mở miệng nói chiều nay hiệu trưởng hồ sẽ trở về phó tư lệnh chu của quân bộ cũng sẽ đến một vị cấp 9 một vị cấp 8 năm vị cấp 7 lại thêm người 20 vị cấp 6 là tối đa nếu nhiều hơn đường nối sẽ sập mất một xuyên trầm ngâm chốc lát rồi nói hay là ông ở lại mặt đất chỉ huy đại cục đi Trấn thủ ngô cứ nói dỡ trương định nam khẽ cười nói đại cục nằm ở địa quật mô xuyên không nói nữa đại cục thật sự nằm ở địa quật trương định nam nói xong liếc nhìn đám người ở phía xa khẽ thở dài chúng ta mạnh hơn bọn họ cấp 6. đi vào e là sẽ gặp nguy hiểm mô xuyên hơi nhíu mày lần này có bảy cường giả tông sư đi vào bảy người đều phải nghe lập tức xuất chiến không thể chọn nhiều tông sư hơn nữa chỉ có thể chọn cường giả cấp 6 tiến vào liên tục canh trường đường nối phòng ngừa bị phá hoại mặt khác cũng là để dọn dẹp đám tung tét còn sót lại tông sư giao chiến không để ý tới tung tét quá lãng phí chiến lực, dù giết rất nhanh nhưng cũng khá tốn thời gian như không quản thì không được nếu đường nối địa quật bị người khác phá hoại thì mọi người đều sẽ bị nhốt trong địa quật ngô xin không nói tiếp lưu phá lỗ cũng nhìn về phía xa khẽ thở dài đều đã đến cuối đường võ đạo rồi xin tưởng nghe theo mệnh trời thôi mỗi lần địa quật mở ra đều có cường giả cấp 6 đi vào trước những người này đều đã đi đến phía cuối con đường võ đạo rất khó tiến thêm một bước. Đi vào địa quật, sẽ lập nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ, nếu sống sót, sẽ có thể đột phá. Lý Trường Sinh đâu rồi? Trương Định Nam bỗng nhiên hỏi một câu, trong đám người không có Lý Trường Sinh, Lưu Phá Lỗ nghe vậy buồn cười nói. Ông sẽ biết ngay thôi, vừa dứt lời, xa xa. Trên không trung, một ông lão tóc trắng bay bay, đập kiếm dưới chân, ngự không mà đến. Mấy đứa ơi, ta đến rồi. Lý Trường Sinh đạp kiếm mà đi, phong khoáng như tiên. Cười to nói. Sao vậy? Đám người Trương Định Nam đồng loạt choáng váng. Mau tóc này, khé nào? Ngụm tóc trắng, tốn ba nghìn đồng, không bị hồ đúng không? Trương Định Nam căng hết cả đầu, Ngô Xuyên cũng cười khổ nói. Trường Sinh, ông. Rất muốn chửi một câu ông bị giành hà cha nội. Nhưng suy nghĩ lại, Ngô Xuyên cũng không nói tiếp nữa. Ngô Xuyên và Lý Trường Sinh đều là học sinh của lão hiệu trưởng, tuy Ngô Xuyên trông vẫn còn trẻ, nhưng thật ra ông còn lớn tuổi hơn Lão Lý một chút. Sau khi ông tốt nghiệp ma võ, Lý Trường Sinh mới vào trường học. Lý Trường Sinh của người năm trước, kinh tuyệt đương đại, tuy rằng chỉ là cường giả đỉnh cấp 5, nhưng chiến lược lại vô cùng mạnh. Hắn dừng bước ở đỉnh cấp 5 chỉ vì muốn rèn luyện kim thân mà thôi. Không ngờ, còn chưa rèn kim thân thành công, đã gặp phải thành chủ thành thiên môn. Sau đó, Lão Lý hoàn toàn thất bại, tuy rằng đã đột phá đến đỉnh cấp 6, nhưng lực lượng tinh thần lại bị trọng thương, đừng nói tông sư ngay cả phóng tinh thần thuộc giai đoạn thứ hai của cấp 6 đỉnh phong cũng không thể làm được. Nếu không phải là như thế, sợ là đã sớm đã bước vào cảnh giới kim thân rồi. Nếu Lý Trường Sinh bước vào cảnh giới kim thân, hiệu trưởng ma võ hiện tại Ngô Khuê Sơn cũng chưa chắc là đối thủ của ông. Lão Lý không quan tâm đến bọn họ, vước mái tóc dài màu trắng của mình, cười ha hà nói. Tiểu tử kia nói không sai, cường giả mà, nên như vậy, ít nhất tạo hình cũng đẹp đẽ. Mọi người giờ khóc giờ cười, Trương Định Nam vỗ trán nói ông kiềm chế một chút, chớ bị chúng ta nhầm thành võ giả địa quật. Làm gì đến mức đó, huống hồ, ai chém ai còn khó nói. Lão Lý nở nụ cười, lại nói, khi nào có thể vào. Trong vòng ba ngày, chờ đường nối hơi hơi vững chắc rồi đi, biết rồi. Tôi đi đây. Sau khi nói xong, lão Lý ngự kiếm mà đi, kiếm, vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhìn ông rời đi. Mọi người khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vòng xoáy phía dưới, không ai lên tiếng nữa. Kinh đầu, phương bình nhận được điện thoại của em gái phương bình hình như gần đây thiên phú của em tăng lên rồi phương viêm vui sướng có vẻ đặc biệt hương phấn phương bình buồn cười nói làm sao em biết tốc độ tu luyện của em tăng nhanh đó phương viên đương nhiên nói phương bình thiên phú tăng cao quả nhiên là có tác dụng bây giờ thiên phú của em đã mạnh hơn trước khi tu luyện khí huyết cũng sẽ khôi phục nhanh hơn hạt năng lượng bạo phát ở thụy dương dương thành cách đó không ra phương viên cảm nhận rất rõ ràng tốc độ tu luyện nhanh hơn lúc trước thật sao có thể là thật sự tăng lên, nhưng không thể kiêu ngạo. Thiên phú trước kia của em là 160, bây giờ tối đa cũng chỉ 170. Muốn đạt đến mức của anh, vẫn còn xa rồi lắm. Nhưng có nỗ lực thì có hy vọng. Phương Bình cổ vũ vài câu, Phương Viên hưng phấn nói. Vậy em sẽ tiếp tục cố gắng. Phương Bình, thiên phú mạnh, thật châu bò. Khó trách anh tu luyện nhanh như vậy. Em mới 170 thôi, mà đã có cảm giác tốc độ tu luyện rất nhanh rồi. Anh cũng sắp đến 700, tu luyện 1 giờ, bằng mấy ngày của chúng ta, không kém bao nhiêu đâu. Nếu không, sao anh của em lại có thể là võ giả có thiên phú mạnh nhất ma võ chứ? Có gen trận đấu không? Hừ, có, thật là lợi hại. Vậy ngày mai tiếp tục xem. Anh của em còn chưa phát huy hết khả năng đó. Cố ý chơi đùa với bọn họ. Đến ngày mai, Ten sẽ biết anh của em mạnh đến mức nào. Thật sao? Phương viên hơi nghi ngờ nói. Vậy hôm nay anh không đánh Nam à? Ngốc. Em không biết Vương Kim Dương sao? Lúc trước, anh lấy dạy anh cơ sở võ đạo, làm sao cũng phải để lại chút mặt mũi cho anh ấy. Một người đánh thắng tất cả bọn họ, chẳng phải anh ta sẽ khó chịu đến muốn khóc sao. Hơn nữa, chúng ta ở ngay Nam Giang, đánh người khác thì được, đánh Nam Giang thì không được. Tổng đốc Nam Giang còn mời anh của em làm phó tổng đốc, kiểu gì cũng phải khách khí khách khí. Hát, đã hiểu, bán nhân tình cho bọn họ. Phương viên nhanh chóng lý giải nỗi khổ tâm của anh mình, chẳng trách Phương Bình không đánh xuyên đội Nam Giang. chương 704, che lấp đồng bạn, hai nhí tới đây phương Viên vừa nói chuyện điện thoại vừa đánh chữ trong nhóm cha. nói cho đám người hội viên bình biết lần này không đánh xuyên qua nam giang võ đại là vì để lại mặt mũi cho nam giang chứ không phải vì anh tuy yếu thân không thân ngươi cùng quỷ mọi người cũng không cần trắng trợn tuyên truyền trong lòng biết là tốt rồi gửi xong tin nhắn phương viên lại nói phương bình đánh xong tề nhà không xem tình hình ra sao đã hai an hem nói chuyện một lát phương bình cúp điện thoại địa quật nam giang mở ra nhiệt tình đánh nhau cũng dần ít đi lão lý bế quan xong chưa nhỉ lữ phượng nhu còn chưa từ địa quật về đám ông bà lão này thật sự cứ khiến người ta phải lo lắng phương bình nhẹ nhàng xoa so chán lần này cậu đi cũng khá lâu nên về rồi ngày 19 tháng 12, vốn còn phải đánh tranh hạng 3. tớ như nam võ rút lui tư tự cũng được quyết định nam võ hạng 4, trường quân đội đệ nhất hạng 3. giờ khắc này chỉ còn lại trận tranh quái quân lúc phương bình đi vào sân thể dục đám người kinh võ đang làm nóng người bầu không khí nhiệt liệt khẽ lắc đầu nói đánh nhanh thắng nhanh lấy được hạng nhất lập tức trở về ma võ đám người trần văn long còn muốn bàn chiến thuật với hắn nhưng phương bình lại nói như vậy bọn họ cũng không nói thêm nữa hoàng cảnh cũng đang ở đây khẽ hay nói đau của em ngươi có tác dụng không ông không quá chắc chắn dù là tông sư nhưng lực lượng tinh thần của phương bình vẫn đang bao trùm toàn bộ cây đao Trừ phi ông mạnh mẽ đột phá Nếu không ông cũng không cảm giác được cái gì Nếu Lý đầu sắt không muốn chết Thành thật chịu thua Em cũng không muốn rút đao chảm anh ấy Nhưng nếu anh ấy không chịu thua ten sẽ chảm đầu sắt đó Tông sư ra tay ngăn cản, Viện trưởng nhớ đến đòi quyền lợi cho em Phương Bình đã quyết định rồi Lần này sẽ dùng một đao chém đối phương Lý đầu sắt không ăn được Tông sư tất nhiên phải ra tay Nhớ ra tay sẽ vi phạm quy tắc Không đền tiền là không được hoang cảnh cảm thấy buồn cười hãy cười nói nếu em thật sự có thể dùng một đao chẳng cậu ta kinh võ ra tay tôi sẽ ra mặt chắc chắn phải tuân theo quy tắc lần trước hiệu trưởng tây sơn võ đại còn chưa phá dối trận đấu cũng đã phải đến phương bình năm viên hồi mệnh đan kinh võ có tiền hơn tây sơn nhiều vậy thầy nhìn là được rồi phương bình nói xong tự tin vô cùng trực tiếp đạp không nhảy lên võ đài quát lên lý han tùng lên này Đường phong thấy thế nhìn về phía hoàng cảnh do hỏi cậu ta được không vậy lý hàn tùng dù sao cũng đột phá đến cấp 5. thương thế của phương bình đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn chiều hôm qua dùng với vương kim dương hôm nay chắc là không thể sử dụng nữa nếu dùng thương thế sẽ nặng hơn cái được không đủ bù cái mất hoàng cảnh hơi trầm ngâm nói không rõ lắm nhưng cậu ta tự tin như vậy chắc là không sao đâu như hoàng cảnh nghĩ thời gian phương bình ngươi đau không dài mới có hai tháng không hẳn có thể ngươi được mạnh lắm huống hổ phương bình mới cấp 4, trước đây vẫn đang tu luyện tăng cảnh giới lý hàn tùng thấy phương bình lên đài cũng không chần trở nữa nhảy lên một cái ha xuống võ đài nhìn phương bình lý hàn tùng trầm giọng nói vết thương của cậu chưa lành tôi không muốn ý thế hiếp người ít nói nhảm phương bình trực tiếp ngắt lời bây giờ tôi đang muốn về ma võ không có thời gian nói nhiều với anh lý hàn tùng chịu thua đi miễn phải đánh một trận lãng phí thời gian cậu lý hàn tùng vô cùng tức giận tuy cậu ta liên tục thua vương kim dương và diêu thành quân nhưng thế không có nghĩa là cậu ta yếu qua mấy lần trong đám người thương thế của cậu là nhẹ nhất đặc biệt là sau khi cậu ta đột phá lên cấp 5, trải qua mấy ngày cảnh giới càng thêm vững chắc giờ khác này dù có lại đối chiến chiêu thành quân cấp 5, lý hàn tùng cũng không nghĩ mình sẽ thất bại lần trước thua là vì cảnh giới bất ổn cậu lo lắng thua sẽ rớt cấp hơn nữa kinh võ còn có những người khác cậu mới lựa chọn chịu thua hôm qua phương bình bị thương nghiêm trọng kinh võ tông sư cũng phán đoán cậu không thể sử dụng lại chiêu kia nữa trong tình huống đó phương bình lấy tự tin ở đâu ra mà càn rỡ như thế không chịu thua đúng không phương bình cũng chỉ nói thế thôi đối phương không chịu thua mới là bình thường chịu thua là kẻ ngốc rồi vừa dứt lời trong tay còn chưa tuyên bố bắt đầu phương bình tay trái đỡ bao tay phải đặt trên chuôi đao quát lên vậy anh đừng trách tôi chảm anh Ngục, tiếng gió truyền đi một cột huyết khí phóng lên trời giờ khắc này Bình loạn đao vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng Phương Bình đã thu lại một chút lực lượng tinh thần che đậy quanh đao. Huyết khí ngút trời, ngay cả hư không cũng phải rung động. Sắc mặt Lý Hàn Tùng trong chớp mắt đã thay đổi, không chỉ có cộng, giờ khác này, một số cường giả đang xem cũng đều biến sắc. Trên khán đài, tinh võ tông sư biến sắc, một lát mới cao mày nói. Cậu ta mới nuôi đao hai tháng. Đao mày, không phải võ giả cấp bốn ngươi hai tháng là có thể thành. Hai tháng, hoàng cảnh cũng hơi kinh ngạc, ngật đầu nói có thể so với cường giả cấp 6 ngươi đao 2 tháng, không phải ai cũng có thể sử dụng thuật ngươi đao. Hạn chế rất nhiều. Đầu tiên, đó phải là một thanh binh khí tốt, không phải ai cũng có, dù là trường sinh kiếm hay là bình loạn đao, đều là binh khí đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Thứ hai, không phải ai cũng có thời gian và tinh lực điên người. Tiêu tốn rất nhiều lực lượng khí huyết, trừ phi giống như lão lý, không thể lên cấp. Bằng không, mọi người đều sẽ cân nhắc tăng cấp trước. Thứ ba, không phải ai cũng hiểu pháp môn này thứ này bình thường đều là bí truyền cứ tư dù có người đồng ý ngươi đao kiếm nhưng nếu không có niềm tin và khí thế tuyệt đỉnh đao kiếm ngươi ra cũng chưa chắc có thể đạt được hiệu quả như mong muốn chịu thua đi phương bình lại khẽ quát một tiếng ánh đao sắc bén dù có là khán giả ở ngoài khán đài cách một tấm chắn lực lượng tinh thần thì giờ khắc này cũng cảm nhận được sắc khí lạnh lùng nghiêm nghị trên đầu lý hàn tùng đã hiện ra ánh vàng dùng để chống lại khí đao sắc bén nghe thấy phương bình nói lý hàn tùng lạnh mát Hư lạnh nói, nắng mơ, đau chưa già, đã kêu cậu chịu thua, nào có đơn giản như vậy. Tôi vốn định chém giết ngoại địch, nhưng nếu anh không muốn chịu thua, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Cùng lắm thì tôi nuôi lại lần nữa. Bây giờ tôi càng mạnh hơn. Nói xong, Phương Bình ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Tài, giữa không trung, sắc mặt Trọng Tài biến đổi bất định. Sau một chốc, bắt tao. Trận đấu bắt đầu, chén, mục, nương theo tiếng quát của Phương Bình tiếng nổ đùng đùng vang lên tấm chắn bằng lực lượng tinh thần rung lên rõ ràng một cột huyết khí ngút trời chém về phía chân trời khi phương bình rút đao cột khí huyết này chớp mắt rơi xuống mặt đất cơ thể của lý hàn tùng từ lâu đã vàng óng cậu ta có lòng nghĩ tránh né nhưng giờ khác này cậu ta lại bị ánh đao vững vàng khóa chặt cật ngươi đao ngươi một đao này chảm không chúng kẻ địch có mạnh đến đâu cũng như không phương bình sao có thể không chuẩn bị chứ từng tầng từng tầng lá chắn lực lượng tinh thần tuy rằng yếu ớt nhưng hiện tại lại đang bao vây khắp người lý hàn tùng không trốn được tôi không tin tiếng giống giận dữ của lý hàn tùng vang vọng phía chân trời cậu không tin cũng không muốn tin mình là cường giả cấp 5, nay cả một đao của phương bình cũng không đỡ được thời khắc này ánh vàng sáng rực lý hàn tùng không muốn phòng thủ Năm đấm thét cũng bùng nổ ánh sáng lóa mắt màu vàng phóng lên trời giết thẳng về phía đao kia giờ khắc này phía chân trời đã có cường giả tông sư phá không lao đến tiếng xe gió sắc bén chấn đến mức màng tai của khán giả cũng đau đớn tuy tông sư có thiết lập tấm chắn bằng lực lượng tinh thần nhưng không phải chỗ nào cũng có giờ khác này tiếng động truyền đến từ trên bầu trời toàn bộ tấm chắn cũng không thể hoàn toàn che hết được xóa lý hàn tùng gầm dữ vội đấm ra một quyền ầm ầm giang rắc tiếng vang lanh lảnh truyền ra bao tay hợp kim cấp trong chớp mắt bị vỡ vụng giờ khác này ánh đao vẫn tiếp tục hạ xuống hai tay của lý hàn tùng trong chớp mắt nổ tung máu me đầy mặt xương cốt màu vàng nhạt cũng phát ra tiếng rãy rắc rắc tiếng lò tuyệt vọng của lý hàn tùng lần thứ hai vang lên ánh vàng lại lần nữa sáng rực hắn lửng đầu định va chạm với ánh đao đủ rồi một tiếng quát lạnh truyền ra giữa không trung tường giả tông sư vung trường đánh lý hàn tùng ra khỏi võ đài chương 705, tây trường ầm tiếng nổ vang truyền đến ánh đao rơi xuống đất những mảnh vỡ hộp kim bắn lên không trung những mảnh vỡ này dường như bị người dẫn dắt bắn đến một hướng nào đó lúc sắp chạm vào bình phong tinh thần thì mất đi uy lực chậm rãi rơi xuống đất sau một khắc hai bóng người phóng lên nhanh như cắt trần vân hy mới vừa nhặt lên một mảnh vỡ đã thấy tần phượng thanh cũng đang nhặt hoang mang vô cùng phương bình kêu nàng nhặt mảnh vỡ tần phượng thanh cũng vậy sao thấy tần phượng thanh cong mông không có chút hình tượng chút nào trần vân hy suy nghĩ một chút không tiếp tục nhặt nữa quên đi để tần sư huynh lấy trước tần phượng thanh không lo nhiều như vậy chớp mắt đã bỏ toàn bộ mảnh vỡ vào túi không nói hai lời, cất bước bỏ chạy. Cậu ta muốn về ma võ trước, ít nhất 200 cân. Nghĩa là gì? 20 ngàn điểm. Đương nhiên, loại hộp kim cấp A này, chưa qua rèn đúc, hơi hơi thiếu một chút, có thể chết khấu, cũng tầm 10 ngàn điểm. Phát tài rồi, dù Phương Bình thật sự trừ hắn 2.000 điểm khen thưởng, hắn cũng mặc kệ. Tần Phượng Thanh rất nhanh, Phương Bình mới vừa kết thúc chiến đấu, Tần Phượng Thanh đã phóng qua lưới sắt, ngựa không mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Không có bao nhiêu người để ý đến cậu ta, giờ khác này khán giả toàn trường đều đang nhìn phương bình không ai ngờ phương bình cấp 4 đối chiến lý hàn tùng cấp 5. lại nhìn ép như vậy một đao mà thôi một đao chảm nát nắm đấm thép của lý hàn tùng cuối cùng còn dùng đầu để đỡ đòn nếu không có tông sư kinh võ ra tay tay là sẽ bị giết chết thật mạnh thời khắc này không chỉ người bình thường mà một số võ giả cấp 5, cấp 6 đều im lặng vì quá chấn động đây chính là thực lực chân thật của phương bình sao một đao vượt cấp chảm thiên kiêu tứ đại thiên kiêu có phải nên liệt riêng Phương Bình ra? Trước đó, Phương Bình nói mình là kẻ mạnh nhất trong cấp 4, không ai tin. Nhưng bây giờ, mọi người tin rồi, Phương Bình thắng, tiếng quát của trọng tài khiến mọi người tỉnh táo lại. Trên khán đài, Tông Sư Kinh Võ đã trở về, sau Phương đều không lên tiếng. Hoàng cảnh không yêu cầu bồi thường, bởi vì Tần Phượng Thanh đã lấy được, hơn nữa còn bỏ trốn. Kinh Võ cũng không bắt Tần Phượng Thanh lại. Bởi vì đó chính là bồi thường, bằng không. Tần Phượng Thanh lấy chút hợp kim cấp vẫn được, hộp kim cấp A. Nhiều như vậy, bị lấy đi, cậu ta cũng đừng nghĩ ra khỏi kinh võ. Con chuyện Tần Phượng Thanh cho Phương Bình, hay cho ma võ, tin võ không quan tâm. Trên lôi đài, sắc mặt Phương Bình đen kịt, Tần Phượng Thanh cũng quá to gan. Giờ khắc này, cậu cũng không lo được Tần Phượng Thanh. Lý Hàn Tùng hồn bay phách lạc đứng ở một bên, không xuống đài. Phương Bình trầm giọng nói, Lý Dư Huynh, nên xuống đài rồi. Lý Hàn Tùng ngẩng đầu nhìn lại mình, hai tay máu thịt bé bét, hầu như không nhìn ra nguyên dạng phương bình tôi thật sự rất yếu sao liên chiến liên bại cấp 4 thua cấp 5 cũng thua ô cô cấp 4 mới đáng nói lý hàn tùng thật sự bị đả kích không anh rất mạnh rất mạnh rất mạnh nhưng tôi càng mạnh hơn phương bình đứng ngạo nghĩ, cất cao giọng nói vừa rồi tôi có thể chém cả cấp 6, không quan tâm người khác có tin hay không lý hàn tùng tin tâm tình hơi khá hơn một chút Lý Hàn Tùng than nhẹ một tiếng, xoay người xuống đài, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, hoa thi đấu này sẽ ảnh hưởng đến cả đời cậu ta, thì ra mình không phải mạnh nhất. Xa xa. Sắc mặt mấy vị tông sư kinh võ nặng nề, hy vọng Lý Hàn Tùng có thể vượt qua cửa ải này, đi ra ngoài, mới có thể càng mạnh hơn. Sau ba phút, trọng tài lớn tiếng nói. Ma đầu võ đại thắng, thi đấu giao lưu vĩ đại lần thứ hai, chính thức kết thúc. Vương Bình nạo nghĩa sương sững, lưu lại truyền thuyết bất bại, thiên kiêu ngang trời, phương bình một người bất bại quét ngang đường đại danh chấn tứ phương ma đồ võ đại ma võ vô địch hội trưởng vô địch khi đội viên dự thi trở về ma võ toàn bộ sân trường đều dậy sóng vực cấp chảm thiên kiêu phương bình một mình quét ngang bốn phương tám hướng liên tiếp đánh thắng trường quân đội địa nhất và kinh võ bầu không khí hiện tại của ma võ dạo rực đến cực hạn cái gì gọi là bá đạo đây chính là bá đạo cái gì gọi là vô địch đây chính là vô địch từ đầu đến cuối không hề thua một trận một ván nào hiện tại ma võ phương bình ở bên ngoài đã được khen là thiên kiêu số một không chỉ được lan truyền giữa đám học sinh mà ngay cả những học sinh tốt nghiệp võ giả xã hội đều biết ở thời đại này tính trong đám người từ 30 tuổi trở xuống cảnh giới của phương bình không hẳn là cao nhất nhưng chiến lược và tiến độ tu luyện đều sắp đạt đến cực hạn rồi phương bình không chỉ mạnh trong trường mà khi ra ngoài cậu vẫn cường thấy bá đạo ung dung vực ải dẫn dắt ma đâu võ đại lấy được vị trí danh giao số 1. lần này là danh hiệu đường đường chính chính do chính phủ xếp hạng Trước kia, kinh võ nói mình là số một, mọi giới cũng công nhận là số một, nhưng cũng không được chính phủ công nhận. Chính phủ tổ chức xếp hạng võ đại lần đầu tiên, ma võ lại lấy được hạng nhất, vinh dự đó khiến đám người ma võ kích động không thôi. Một số võ giả tiền bối thậm chí còn nước mắt tràn mi. Đời này của lão hiệu trưởng, nguyện vọng lớn nhất chính là bình định địa quật, một nguyện vọng khác chính là ma võ vượt qua kinh võ, một trường chấn một quật. Nhưng mãi đến khi chết trận tha hương, lão hiệu trưởng cũng không thể nhìn thấy dù bây giờ chỉ là một lần chi đấu giao lưu. Dù chỉ là một bảng xếp hạng do chính phủ đưa ra, không có nghĩa là ma võ thật sự mạnh hơn kinh võ, nhưng vẫn làm bọn họ kích động vô cùng. Đây là bước mặt lịch sử. Từ ngày ma võ thắng lợi, ma võ sẽ đứng ở vị trí thứ nhất, dù có bao nhiêu nguyên nhân phía sâu thì họ cũng là số một. Bên ngoài giáo sử quán, Mô Khuê Sơn tự mình dẫn người tới đón tiếp đám người Phương Bình. Phương Bình xuống xe, cầm một khung chữ vàng trong tay, trên đó có bốn chữ lớn đệ nhất danh giáo. Đây chính là chiến lợi phẩm lần này. Cái bảng nho nhỏ bằng quyền sách này có ý nghĩa phi phàm, nghĩa là năm sau sẽ chi được 9 tỷ tài chính, nghĩa là năm sau chiêu sinh. Mang Võ sẽ chiêu mộ được nhiều học sinh ưu tú hơn, nghĩa là sau này có thể có càng nhiều tài nguyên để tuyển dụng giáo viên trung cấp, cũng có nghĩa là trong một năm này, Ma Võ sẽ cưỡi trên đầu kinh võ, dân sướng với thực. Tốt. Rất tốt. Cảm ơn các em đã mang đến vẻ vang và vinh dự cho Ma Võ. Cảm ơn các em đã dành hạng nhất cho Ma Võ vinh quang thuộc về ma võ cũng thuộc về các em hôm nay chúng ta chứng kiến tên của phương bình và mọi người khắc lên ma võ giáo sử quán ngô huy sơn lớn tiếng tuyên bố quyết định của ma võ tên của phương bình và mọi người lưu giáo sử quán người bình thường không thể lưu trên trong giáo sử quán của ma võ tông sư có thể vào người chết trận địa quật có thể vào võ giả có cống hiến to lớn cho ma võ có thể vào những năm gần đây chỉ có một số ít người còn sống mới có thể lưu tên trong giáo sử quán bọn họ đều là những võ giả lập công to ở địa quật mà đám người phương bình được lưu tên lại không phải vì có chiến công địa quật, bởi vì phương bình dẫn dắt ma võ lấy được hạng nhất công lao và thành tựu không kém người đời trước chút nào chúng ta chứng kiến sau lưng ngô khuê sơn những võ giả khác lớn tiếng quát thấy những ông lão bà lão này tích động như thế phương bình ho nhẹ một tiếng vừa định phát biểu vài câu cảm nghĩ ngô khuê sơn đã lập tức nhận bảng hiệu quát lên cho bảo phương bình còn giữ nguyên tư thế cầm bảng hiệu mà những người phía sau đã lướt qua cậu hộ tống hiệu trưởng tiến vào trường sử quán tiến hành trao bài Ồ, đồng mò phương bình mắng một câu mô khuê sơn quá mưu mô thầy cho em nói vài câu đi chứ thời cơ này thật tốt là thời điểm tốt để thu mua lòng người lúc này nói vài câu kinh võ là cái dám gì sớm muộn chúng ta sẽ vượt qua hết khi tôi vẫn còn ở trường cố gắng đột phá số lượng tông sư lên hai chữ số tăng cường phúc lợi của giáo viên bồi dưỡng nhiều học sinh trung cấp hơn dù cũng có mấy phần khoác lác nhưng những người này kích động như thế chẳng ai nghi ngờ đâu. Nhưng mà, Mua Khuê Sơn chỉ lo tên tuổi của mình sẽ vượt qua ông ấy, thế mà không cho mình cơ hội. Phương Bình âm thầm nhổ nước bọt một trận, cũng chỉ có thể đi cho đoàn người đồng thời tiến vào giáo sử quán. chương 706, về trường 2, sau khi dằn vật thật lâu trong đó, nghi thức tiếp đón mới hoàn thành. Mua Khuê Sơn và Hoàng Cảnh đều không ở lâu, bọn họ đi sang khu phía nam, có thể là đi bài tế lão hiệu trưởng. Ma võ cuối cùng cũng lấy được danh xương số một rồi. Làm xong những thứ này, Phương Bình cũng hơi mệt những ngày gần đây liên tiếp giao thủ với cường giả thật ra cậu cũng ủi hoài hơn nữa còn bị thương không nhẹ dù khí huyết đầy đủ giờ khác này cũng có chút mệt mỏi nhưng vẫn còn chuyện chưa xử lý xong lúc này phương bình không khỏi không cảm khái con người một khi nắm quyền thì sẽ bận bịu làm mãi không xong nếu cậu chỉ là học viên bình thường giờ khác này về trường về phòng ngủ mùa giấc thật ngon ai thèm quan tâm chuyện gì đang long trời lở đất nhưng cậu không phải làm hội trưởng hội võ đạo ma võ Địa quật nam giang cũng đã mở ra vào giờ phút này còn phải tiếp tục bận rộn hồi võ đạo phương bình cất bước đi vào một đường đi tới tiếng chào hỏi hội trưởng hội trưởng cực khổ rồi vang lên không ngừng phương bình mang đến vinh dự cho bọn họ mang đến lợi ích thiết thực giờ khắc này dù phương bình ở trong trường có hơi mạnh tay nhưng khác một chút mọi người cũng không thèm để ý trái lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên phương bình khẽ gật đầu đáp lại trên đường trần vân hy chạy chậm tới phương bình cũng không phí lời nói thẳng triệu tập toàn bộ học viên trên cấp 3, mở học, mặt khác. Thông báo Tần Phượng Thanh, giao đầu ra, nếu anh ấy không giao, tôi sẽ truy nã anh ta. Trần Vân Hy liếu lưỡi, tốt nhất là Tần Sư Huynh nên mở điện thoại, nếu thật sự không trở về, vậy thì chờ chết đi. Phương Bình nói truy nã, không hẳn là đùa đâu, võ đại có quyền làm thế. Võ đại có thể truyền nhiệm vụ, thậm chí có thể kết nối với hệ thống nhiệm vụ của cục điều tra và truy bắt với quân bộ. Một khi Tần Phượng Thanh bị truy nã, Trần Vân Hy cũng không dám tưởng tượng, tần phượng thanh sẽ thảm đến mức nào phương bình vào văn phòng trần vân hy vội vã đến văn phòng hội võ đạo bắt đầu làm việc từ trước đến giờ hiệu suất của võ giả không chậm chút nào sau 15 phút toàn bộ học viên cấp 3 trở lên trong trường đã đến đến đầy đủ tần phượng thanh cũng đến giờ khác này sắc mặt tần phượng thanh đen kịt tỏ vẻ không vui truy nã tôi phương bình quá á độc đáng lẽ cậu ta còn muốn trốn bắt đầu chuẩn bị đi nam giang kết quả còn chưa kịp xuất phát Lo phát thanh trong sân trường ma võ vang lên Tần Phượng Thanh mau tới hội võ đạo học, nếu không, ma võ sẽ phát lệnh truy nã, xử tội như tà giáo đồ. Lần này, Tần Phượng Thanh không còn cách nào tránh đi nữa, bên phía khí huyết trì, giáo viên cấp 6 nhìn chằm chằm cậu, như thể muốn áp giải cậu. Tần Phượng Thanh sợ đến mức vội vã giải thích chỉ là hiểu lầm, bị giáo viên nhìn chằm chằm, cậu không thể không trở lại hội võ đạo. Mọi người vừa đến, Phương Bình mở miệng, nhân tiện nói. Tần Phượng Thanh rời khỏi đội ngũ trước khi chi đấu kết thúc, thiếu cái nhìn đại cục, thiếu tâm cống hiến cho ma võ thiếu cảm giác vinh dự tập thể nhưng nể tình anh cơ thời nhận ra sai lầm của mình lần này phản nặc khen thưởng chi đấu như đội viên dự bị nói cách khác Chưa một nghìn điểm sắc mặt tần phượng thanh chớp mắt thay đổi nẻ mặt đau khổ nói anh trả mảnh vỡ hộp kim cho cậu có được không lúc anh đi cậu đã đánh bại lý hàn tùng chắc chắn là thắng mà vậy mà cũng tính là đi sớm hả phí lời phương bình quát lớn nói nếu lỡ thì sao ma võ thua trách nhiệm này ai gánh chịu nếu tôi không đủ mạnh trần sư huynh không thể thắng tần trạch trách nhiệm này anh gánh sao việc này có liên quan đến đấu tranh lấy hạng nhất mấy trăm triệu tài chính vô số thầy trò ma võ trường mong anh tần phượng thanh lại xem đây là trò đùa sao anh xứng đáng với lão hiệu trưởng sao lão hiệu trưởng một đời này đều muốn vượt qua kinh võ ở bước mọt này nếu thua anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao gặp lợi nhỏ mà quên đại nghĩa nếu không phải cuối cùng chúng ta thắng anh cũng trở về ma võ đồng thời trả lại hợp kim anh có tin các tông sư ma võ sẽ áp giải anh về trường không? Tần Phượng Thanh, anh biết mình sai chưa? Mọi người nhìn chằm chằm nhìn Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh bi ai nói. Biết, tôi sai ở chỗ, không nên cướp đầu của cộng. Đậu đỏ, mình thật khờ, đã sờn nói. Đầu của Phương Bình, dù có vứt dưới chân mình cũng không được lấy, sao lại quyền mất chứ? Cầm đầu của người khác thì không sao, cầm của Phương Bình sẽ chết người. Phương Bình nghĩa chính ngôn từ nói. Nói hư nói Vượng tôi thấy anh vẫn chưa tỉnh táo, tôi không muốn lấy mảnh vỡ hộp kim mà sẽ nộp cho hội võ đạo. Hơn nữa, đây cũng không phải vấn đề của mảnh vỡ hộp kim, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Võ giả như chúng ta, cần tranh thì phải tranh, ý tôi không phải là chuyện hộp kim mà là chuyện anh không có lòng trung thành với ma võ. Tự ý rời khỏi đội ngũ, nếu là ở quân bộ, anh hẳn là đào binh, phải bị xử tử. Tần Phượng Thanh cúi đầu, cậu nói đúng thì là đúng, bây giờ mà ta tranh luận, kỳ càng phiền toái. Cũng may, Trương Ngữ khuyên nhiều, Phương hội trưởng, Tần Phượng Thanh chỉ là nhất thời hồ đồ, cũng không phải cố ý. Phương Bình hơi giơ tay, mở miệng nói. Lần này thì thôi. Nếu có lần sau, nhiên trị không tha. Nói xong, Phương Bình không quản anh ta nữa. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía mọi người, nhìn thấy Diệp Kình, khẽ lật đầu nói. Diệp Sư Huynh đột phá, chúc mừng. Diệp Kình nhẹ nhàng gật đầu, lần này anh ta không đi xem chi đấu giao lưu. Lần trước thua giới sắc hỏa thượng, con đường vô địch cấp 3 đi không thuận lợi, nhưng mấy ngày nay cũng tỉnh lại, Lúc bọn Phương Bình chi đấu, Diệp Kinh đột phá đến cấp 4. Hiện ở đây có 12 võ giả cấp 4, người cấp 3 sơ kỳ trở lên, tổng cộng 44 người. Ma võ cuối cùng cũng coi như khôi phục không ít. Tâm trạng Phương Bình cũng không tệ lắm. Lúc khai giảng võ giả cấp 4 chỉ có 9 người, người mạnh nhất chỉ đến cấp 4 cao kỳ. Bây giờ, võ giả cấp 4 có 12 người, chỉ là ở đây, còn có 2 người ra ngoài vẫn chưa trở về. Nói cách khác. Trong 3 tháng, 5 người đột phá đến cấp 4 mà hắn và Trần Văn Long đều là đỉnh cấp 4, cấp 4 cao kỳ cũng có Tần Phượng Thanh vào trường ngữ. Cấp 4 trung kỳ cũng có mấy người, thực lực này mạnh gấp đôi khi khai giảng. Mà trước đó, võ giả cấp 3 chỉ có tổng cộng 51 người, bây giờ có hơn 30 người cấp 3 cao kỳ. Nhân số cấp 3 đột phá con số 150. Người. Điều này khiến tâm trạng Phương Bình càng tốt hơn. Nói xong, Phương Bình lại nhìn triệu lỗi, cười cười nói. Triệu lỗi, cậu tiến triển rất tốt, cuối cùng cũng coi như tiến vào cấp 3 cao kỳ. Phó sư đỉnh tiến triển sao rồi? Còn thiếu một chút, nhưng trước cuối tháng có hy vọng tiến vào cấp 3 cao kỳ. Triệu Lỗi thành thật trả lời, bây giờ ngay cả Tân Phượng Thanh đều bị chỉnh đốn thành thành thật thật, cậu tốt nhất đừng nói nhảm, nếu không sẽ bị Phương Bình bắt thóc trường trị. Hường, vậy cũng không tệ. Nên nói Tân Sinh cũng không tệ, đám người Đường Văn đều đã đi cấp 2. còn nhanh hơn chúng ta lúc trước, Phương Bình cười nói. Ma Võ chỉ có thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh mọi người đều nỗ lực cùng nhau chung tay hóp sức xây dựng ma võ càng tốt hơn đương nhiên lần này triệu tập mọi người cũng không phải là vì khoe khoang thành tích nói về chủ đề chính sáng hôm qua lối vào địa quật nam giang mở ra hai ngày sau đường nối địa quật ổn định sẽ có thể đi vào địa quật mở ra là nguy cơ cũng là kỳ ngộ điều đó mọi người đều biết là người của nam giang dù về giết địch hay tranh cướp kỳ ngộ tôi cũng sẽ trở về lần này triệu tập mọi người đến cũng là để trưng cầu ý kiến của mọi người có muốn cùng đi hay không? Đương nhiên, lần này không bắt buộc, địa quật mới mở, nguy hiểm tầng tầng, dù mọi người đều là cấp 3 cao kỳ, cũng cực kỳ nguy hiểm. Tôi đi." Tần Phượng Thanh là người đầu tiên nói. Phương Bình không để ý đến anh ta, Tần Phượng Thanh nhất định sẽ đi, chuyện đó không hỏi cũng biết. Trần Văn Long cân nhắc chốc lát mở miệng nói: "Tôi phải về quân bộ, tại Ma Đồ địa quật còn có nhiệm vụ, hơn nữa tôi cũng chuẩn bị đột phá cấp 5." Trần Dư Huynh không cần phải thế, em nói rồi lần này không phải là nhiệm vụ bắt buộc trần sư huynh đột phá quan trọng hơn bây giờ kinh võ và trường quân đội địa nhất đều có võ giả cấp 5, ma võ cũng cần có cấp 5. tạm thời em sẽ không đột phá nội phủ của cậu có thiếu một chút cầu thiên địa cũng chưa vững chắc còn phải chờ một chút trần văn long thở nhẹ một hơi lật đầu không nói nữa chương 707, trăm tiền tai chỉ là phù du trường ngữ tạ lỗi cũng dồn dập mở miệng đều lựa chọn đi cơ hội hiếm có võ giả cũng không sợ nguy hiểm nếu thật sư sợ thì đừng vào địa quật làm gì cuối cùng cộng thêm phương bình có chín vị võ giả cấp 424 vị võ giả cấp 3 trở lên cùng đi những người khác đều đang ở bước mặt đột phá bước mặt đều còn có chuyện khác để làm không thể đi được 33 người đều là cấp 3 cao kỳ trở lên thực lực đó cũng đã không kém phương bình ngược lại hơi do dự những người này đều là đám người tinh nghệ nhất của ma võ một khi bị trôn vùi ở địa quật tương lai của ma võ chắc chắn sẽ suy sụp cân nhắc một lát Phương Bình nhìn về phía Lương Phong Hoa nói. Lương Sư Huynh, anh ở lại trường chờ đột phá cấp 4 cao kỳ đi. Lương Phong Hoa hơi nhíu mày, mật vật đầu, không nói gì. Trương Sư Huynh, anh cũng vậy. Trương Ngữ muốn nói lại thôi. Phương Bình mở miệng nói. Sau khi em dẫn đội đi. Anh tạm thời cùng Lương Sư Huynh phụ trách xử lý chuyện của hội võ đạo. Hội võ đạo không thể tê liệt. Trần Sư Huynh không ở trong trường. Tem và Tần Phượng Thanh đi. Cần anh tọa chấn hội võ đạo. Trương Ngữ nghe vậy cũng không cự tuyệt nữa, gật đầu đồng ý. Trần Vân Hy, cậu cũng không cần đi. Cậu dù sao cũng mới đột phá đến cấp 3 cao kỳ. Trần Vân Hy nhỏ giọng, chịu lỗi cũng vậy mà. Tôi sẽ không cản trở mọi người, Phương Bình hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Tùy cậu, các cậu phải hành động cùng mọi người, không được tùy tiện tách đội. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người trở lại chuẩn bị một chút, tôi qua bên giáo viên xem thử, thống nhất hành động. Nói xong những lời này, Phương Bình thấy Tần Phượng Thanh vô cùng đáng thương nhìn mình, tức giận nói. Nhìn cái gì, nói trừ là trừ, tự nhận khen thưởng đi, một nghìn điểm, để em xem ai dám cho anh nhiều hơn. Tần Phượng Thanh thê thảm, một nghìn điểm, con địch đến tay mà cũng bay mất, ba mươi triệu đó trời. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Thanh biết, mình có nói gì cũng vô dụng, Phương Bình đang khống chế hội võ đạo, lại dẫn đội lấy được hạng nhất, các đạo sư đều nể mặt cậu ta, bây giờ cậu cũng chẳng tìm ai được, nhưng vẫn ôm hy vọng cuối cùng. Tần Phượng Thanh nhào giọng nói, thêm chút chút đi mà. Cậu cho anh anh chia cậu một nửa. Anh nghĩ Phương Bình em là loại người nào? Phương Bình quát lớn nói. Đừng nghĩ những thứ lung ta lung tung này. Muốn điểm thì tự đi địa quật kiếm. Được rồi, tên còn có việc, anh đừng dây dưa nữa. Nói xong, Phương Bình cất bước rời đi. Ai thêm thắt gì với anh? Trường học cho điểm, hội võ đạo lĩnh. Của hội võ đạo là của cậu, dù không tham ô. Lấy ra thu mua nhân tâm cũng được. Tân Phượng Thanh Anh lãng phí điểm thường nghiêm trọng, cho anh còn không bằng không cho. Cái tên này, có chút điểm thưởng mà đã can dỡ như thế, dám xem khí huyết trì như nhà trọ, huống hồ Tân Phượng Thanh mới vừa đột phá đến cấp 4 cao kỳ, hiện tại cũng không thiếu tài nguyên tu luyện cho nhiều điểm bảo đảm sẽ lãng phí, không chừng còn có thể đổi trường đao cấp thành cấp a. Phương Bình còn không lãng phí như anh ta, nếu Trương Định Nam không cho Thanh Đao, cây đao cấp của Phương Bình ít nhất có thể dùng đến cấp giáo. Phòng họp, ta nhà giáo viên. Lúc Phương Bình đến, La Nhất Xuyên và Đường Phong đều đã ở đó, thấy Phương Bình đến. La Nhất Xuyên mở miệng nói, trước đó chúng tôi đã thông báo, cũng có không ít giáo viên muốn đi. Sau khi sàng lọc một hồi, nhân số hạn chế dưới 30 người. Bây giờ có thêm tôi, 4 vị võ giả cấp 6, 12 vị võ giả cấp 5, 12 vị võ giả cấp 4, tổng cộng 28 người. Phương Bình nghe vậy, lập tức nói. Hội võ đạo có 7 võ giả cấp 424, võ giả cấp 3 kỳ trở lên. La Nhất Xuyên hơi nhíu mày, đường phong cũng chầm ngâm chúc lát nói. Liệu có nguy hiểm quá hay không Võ giả cấp 3 trung cấp trở lên Đi hơn một nửa rồi Ý của em là võ giả cấp 3 cấp 4 Hành động theo đại đội Chờ lúc sau mới đi vào Tính ra vẫn an toàn Một số võ giả cấp 4 và cấp 5 Có thể đơn độc hành động Cũng có thể lập tổ đội hành động Tình huống cụ thể Đợi đến đó rồi tính sao Lần này ma võ Tính cả lưu lão thì đã điều động một vị cao cấp 35 trung cấp 24 cấp 3 cao kỳ Cũng coi như dương danh ma võ chính nghĩa Đương nhiên em cũng có chút tư tâm. Việc này xem như là nửa công nửa tư. Trước khi trở về, em đã bản với Nam Giang. Bây giờ tài chính Nam Giang cũng khá căng thẳng, nhưng đồng ý phụ cấp ma võ 300 triệu tiền mặt, dùng để mua đan dược binh khí. Cá nhân em cũng bỏ vốn 300 triệu, móp đủ 600 triệu, để các thầy cô và bạn học mua một số trang bị cần thiết. Đường Phong không nhịn được liếc mắt nhìn Phương Bình, một lát sau mới nói. Cá nhân em thì thôi đi, mọi người đều phải đi Nam Giang, cũng không phải. Phương Bình cười lắc đầu nói thầy đường đừng nói như thế đi nan giang có kỳ ngộ thế nhưng nguy hiểm càng lớn hơn vốn dĩ mọi người có thể không đi nhưng lại do em dốc hết sức chủ trương ma võ mới động viên nhiều người như vậy đi nan giang 300 triệu không nhiều tiền ta chỉ là vật ngoài thân đổ là được vừa nói xong la nhất xuyên và đường phong đều không khỏi nhìn phương bình với cặp mắt khác xưa thật không giống ngày xưa phương bình không phải như vậy chỉ biết đòi tiền điều này khiến đường phong cũng từng rất bất mãn với cậu nhưng từ khi phương bình làm hội trưởng hội võ đạo thì hoàn toàn khác luôn. Toàn bộ hợp kim mà cậu lấy được khi chi đấu giao lưu đều nộp lên cho hội võ đạo, thi đấu võ đạo do cậu tổ chức, toàn bộ tiền lời thuộc về trường học. Bây giờ, còn dùng danh nghĩa cá nhân. Phụ cấp tài chính trong ma võ, điều này khiến đường phong cũng hơi hoảng hốt, con người sao lại có thể thay đổi lớn đến thế. Tâm trạng hiện tại của La Nhất Xuyên giờ cũng cực kỳ phức tạp, dù là ông, chuyện phụ cấp 300 triệu cho trường học, không phải ông không có, mà thật là rất khó làm được. Phương Bình còn chỉ là một học sinh, hơn nữa số tiền này cũng do cậu từng đồng kiếm được ma võ đi nam giang cũng không phải chỉ vì phương bình dù phương bình không chi tiền cũng sẽ không có ai nói gì nhưng bây giờ cậu không chỉ cho mà còn cho số tiền rất lớn la nhất xuyên vỗ vai phương bình vai hãy cười nói giang sơn đời nào cũng có nhân tài nhìn thấy hen tôi lại nhớ đến lão hiệu trưởng đó là một vị cường giả vô cùng được tôn trọng không chỉ vì thực lực trong mắt đám người ma võ lão hiệu trưởng hầu như là sự tồn tại không thể thay thế nhưng mà bây giờ phương bình giống như đang đi cùng con đường với lão hiệu trưởng đại công vô tư một lòng vì ma võ thiên kiêu như thế xuất hiện tại ma võ là may mắn của ma võ phương bình khiêm tốn nói viện trưởng la chớ chê cười em sao em có thể sánh với lão hiệu trưởng chứ ten chỉ cố hết sức mình thôi tiền tài mà chỉ là vật ngoài thân phương bình bây giờ dư không ít tiền lần trước sau khi ra khỏi địa quật kiếm được đến 600 triệu sau đó đến công ty xài không ít Bây giờ Viễn Phương đang mở rộng trên toàn quốc, nhưng đầu tư cũng không tới 200 triệu, trong tay cậu vẫn còn 400 triệu. Phương Bình thật ra không dùng được những thứ đó, cậu chủ yếu dùng điểm tài phú. Lần này sai hơn 300 triệu, toàn bộ ma võ đều sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Người khác thì thôi không nói. Đường Phong và La Nhất Duyên, hai vị võ giả đỉnh cấp 6 này hiện đều rất thân thiết với cậu. Ma võ có tổng cộng 7 vị cường giả đỉnh cấp 6, thêm nữ Phượng Ngưu và Lão Lý. Phương Bình nghĩ hiện tại ít nhất cậu có thể thu mua 4 người, còn 3 người kia, một vị trấn giữ địa quật, cộng thêm hai vị viện trưởng. Hai vị đó, Phương Bình cảm thấy cũng không khó, dù sao sau khi cậu làm hội trưởng, Học viện Văn học và Học viện Chế tạo đã nhận được không ít phúc lợi, trừ ba vị tông sư. Đỉnh cấp 6 chính là trụ cột của trường học, Phương Bình cảm thấy hình như mình thua mua hết rồi, nếu muốn mưu quyền đoạt vị thì, quê đi. Cậu sợ bị đánh chết. Sau khi cậu lên làm tông sư, ma võ còn không phải là của cậu sao? Mấy trăm triệu, thu mông ma võ, có lời. Khải lắm la nhất xuyên lại cảm khái một tiếng lại nói tôi để la sinh vào ma võ xem như quyết định đúng rồi cũng bắt kịp thời cơ tốt lấy được đệ nhất danh giáo tài chính cũng tăng điểm thường càng dễ lấy hơn so với năm đó ma võ bây giờ càng phồn vinh hơn đường phong cũng khẽ gật đầu có vẻ cực kỳ hài lòng ma võ hiện phát triển rất nhanh khiến đường phong vừa mừng rỡ vừa tự trách hình như đời của bọn họ chưa từng mang thứ gì tốt đến cho ma võ chương 708, trăm tiền tài chỉ là phù du hai Phương Bình cười nói, Ten còn chờ hai thầy đột phá đến Tông Sư mà, ma võ bây giờ mọi thứ đều tốt, chỉ chiếu hai điều. Thứ nhất, Tông Sư không đủ. Thứ hai, không có cấp 9 tọa chấn. Bây giờ em ra sức. Cũng hy vọng hiệu trưởng ngô có thể dành nhiều thời gian tu luyện hơn. Cứ như vậy, nếu hiệu trưởng ngô tiến vào cấp 9, ma võ chính là số một danh xứng với thực. Đợi thêm vài năm, ma võ một trường chấn áp một quật, không hẳn là mơ hão. Tông Sư, La Nhất xuyên khẽ cười nói, tôi còn kém một chút như lão đều sắp rồi cô của em chắc cũng sắp rồi lẫm lại thật khiến người ta kích động nếu thật sự có năm vị tông sư ma võ phương bình cười nát lời nói cũng không chỉ có năm vị nếu có thể tìm ra cha của cô em rồi em đột phá thầy và thầy lý cũng đột phá vậy ma võ sẽ mạnh đến mức bao trùm cả võ đại rồi viện trưởng lý la nhất xuyên muốn nói lại thôi phương bình nghe vậy hơi nhíu mày lập tức nói thư tích của thầy lý rất nghiêm trọng sao trước đó hoàng cảnh đã nói lão lý có thương tích nhiều năm chưa lành la nhất xuyên khẽ thở dài không ảnh hưởng hàng ngày tu luyện chủ yếu là lực lượng tinh thần bị hao tổn ảnh hưởng đến căn cơ vẫn không thể khỏi hẳn lực lượng tinh thần không thể ngoại phóng tông sư vô vọng ai đáng tiếc lực lượng tinh thần bị thương đường phong cũng ngật đầu nói đúng thật ra em cũng biết chuyện này năm đó hiệu trưởng ngô mang đội lần mà con vái của cô em chết trận hùng chính là lần đó thanh chủ thiên môn tập kích ngày đó không ít người chết trận không chết thì cũng bị lực lượng tinh thần của đối phương dọa dạ sợ, dẫn đến lực lượng tinh thần bị trọng thương, một ít người chưa chết ở địa quật, sau khi trở về, bởi vì áp chế không nổi thương thế, cũng lục tục qua đời. Bây giờ, người dòng xuất chỉ còn hiệu trưởng Ngô và viện trưởng Lý, hiệu trưởng sống vì ông ấy là cường giả tông sư. Có thể chữa trị thương thế, đã sớm khỏi hẳn rồi, còn vết thương của viện trưởng Lý vẫn kéo dài tới hiện tại, Phương Bình Cao mày nói, không thể trị sao. Đường Phong thở dài nói, hết cách rồi, cờ giả cấp 9 cũng từng trị cho ông ấy, nhưng lực lượng tinh thần của ông ấy tán loạn vô cùng, căn bản không thể tập trung lại được. Lực lượng tinh thần tán loạn, thậm chí ngay cả ngoại phóng cũng không làm được, nếu có thể ngoại phóng thì khá hơn một chút, ông ấy có thể thử đột phá cảnh giới, tự khôi phục, đa tiếc lại không được. Những năm qua, viện trưởng Lý cũng từ bỏ rồi. Nói xong, đường phong lại, nói. Lần này đi Nam Giang, viện trưởng Lý cũng là được ăn cả ngã về không, ai? Thầy ấy đi Nam Giang rồi sao? Phương Bình tức khắc mắt lời ông, đi rồi, mấy ngày trước đã đi rồi. Phương Bình tức khắc cao mày, một lát sau mới nói. Thầy đấy nói thầy đấy có một thanh kiếm, có thể chạm cấp 8, là thật sao? La Nhất Xuyên và Đường Phong liếc mắt nhìn nhau, Đường Phong trầm ngâm nói. Em học ngươi đao từ viện trưởng lý đúng không? Ồ, tông ấy cũng ngươi kiếm, ngươi 10 năm, Đường Phong thổn thức nói. Từ 10 năm trước, sau khi ra khỏi địa quật, ông ấy không xuất kiếm nữa. 10 năm này, ông từng xuống địa quật, nhưng trường sinh kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, đến mức có thể chảm cấp 8 hay không. Tôi cũng không biết, nhưng... La Nhất Xuyên trầm thấp nói tiếp, nếu thật sự có thể, nếu ông ấy ra kiếm, vậy thì không phải chuyện tốt. Cấp 6 và cấp 8, khác biệt một trời một vực, chính em hẳn là rõ ràng, ten cấp 4, ten dùng một kiếm chém chết võ giả đỉnh cấp 6, có thể làm được sao? Hơn nữa, chênh lịch giữa cấp 6 và cấp 8 không giống như giữa cấp 4 và cấp 6, đây là hai khái niệm tuyệt đối không giống nhau sẽ chết sao? Hẳn là sẽ chết. Phương Bình hít sâu một hơi, không hỏi nữa, gật đầu nói. Em biết rồi, đường nối địa quật còn chưa ổn định, chắc thầy ấy vẫn chưa vào. Thầy la, sáng mai chúng ta xuất phát. La Nhất Xuyên cũng không nói nhiều, gật đầu nói. Tôi sẽ thông báo cho mọi người. Hùng, Ten sẽ truyền tài chính sang, tiền của Nam Giang. Ten sẽ bảo bọn họ lập tức chuyển đến, phiền hai vị giáo sư giúp em. Tối thiểu, mỗi người nhất định phải nhận được một viên hồi mệnh đan, Đinh khí nếu cần đổi thì đổi khí huyết đang cũng phải chuẩn bị đầy đủ phương bình nói một lèo không ở lại lâu tất bước rời đi cậu vừa đi la nhất xuyên khẽ thở dài ngày đó chúng ta đều nhì lầm rồi phương bình lúc còn ở cấp 3, tính toán chi ly nếu chuyện nào có lợi cho cậu cậu sẽ cướp nhanh hơn tất cả mọi người nếu chuyện đó không có lợi dù trường có sập cũng không liên quan gì đến cậu loại người này có thể sẽ trở thành cương giả nhưng không nhất định có thể trở thành lãnh tụ không ngờ từ khi tiếp nhận hội trưởng hội võ đạo Phương Bình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đường phong cũng khẽ gật đầu. Đúng là nhìn lầm. Giống như chính em ấy từng nói. Con đường của mọi người không giống nhau. Đường của em ấy không ở hiện tại. La Nhất Xuyên cười cợt. Bỗng nhiên nói. Ông Thái, trong lúc vẫn còn ở trường. Em ấy có thể đến cấp mấy? Có hy vọng đến đỉnh cấp 6. Cấp 7 thì sao? Có nói. Đường phong khẽ lắc đầu. Phải đến giai đoạn này. Mới biết cấp 7 khó đến mức nào. Phương Bình có thiên phú mạnh. Lực lượng tinh thần đạt đến mức mọi phóng Nhưng không có nghĩa là nhất định có thể thuận lợi tiến vào cấp 7 Chuyện này phải xem kỳ ngộ Lão Lý không ở trường học Phương Bình cũng không đến tiểu viện nữa Cậu đi đến hội võ đạo Lĩnh hai 000 điện Nếu nê nhận Phương Bình vẫn sẽ nhận Vương Kim Dương không nhận Là vì điều kiện hiện tại của Nam Giang khá kém Còn điều kiện của Ma Võ lại không kém hai 000 điện Phương Bình cũng không muốn điện Bây giờ hắn là hội trưởng hội võ đạo Chỗ tốt lớn nhất chính là có thể trực tiếp lấy điểm thường những học sinh khác không để ý lắm đến sự khác nhau giữa điểm vào tiền. 60 triệu tiền mặt đến tay, trừ đi 300 triệu cậu chuyển cho trường học. Tài chính của Phương Bình lại lần nữa đạt đến 150 triệu. Có lúc Phương Bình cảm thấy kiếm tiền thật sự rất đơn giản. Lĩnh phúc lợi sau, Phương Bình lại kiểm tra số liệu chính xác của mình lần nữa. Tài phú, 950 triệu. Khí huyết, 3.200 calo, 3.259 calo. Tinh thần, 672 HZ, 699 HZ. Tới cốt. 177 đốt 100%, 6 đốt 90%, 23 đốt 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 mét khối. Năng lượng bình phong, 10.000 điểm tài phú trên phút, trong chi đấu giao lưu. Phương Bình tốn không ít điểm tài phú, nhưng cũng không tính quá nhiều, tính luôn cả tu luyện cũng chỉ có mấy chục triệu. Lần này lấy được 60 triệu điểm tài phú, ngược lại còn nhiều hơn trước một chút. Khí huyết cũng tăng một ít, nhưng không phải quá nhiều, thay đổi không rõ ràng. Lực lượng tinh thần vẫn kẹt vào mức này, Phương Bình suy đoán, đại khai phải đợi đến cấp 5 mới có thể tiếp tục tăng trưởng, khi lực lượng tinh thần đột phá trên 700, uy lực sẽ tăng không ít. Điểm này, Phương Bình đã cảm nhận được từ Diêu Thành Quân rồi, lúc Diêu Thành Quân còn chưa đến cấp 5, lực lượng tinh thần còn không bằng Phương Bình, đến cấp 5. hẳn là đạt trên 700 Hz, Lý Đầu Sắt cũng không phải là đối thủ bị anh ta kinh sợ, đương nhiên không phải là chuyện đơn giản, nếu Phương Bình thật sự đánh nhau với Lý Hàn Tùng thì cậu không hẳn là đối thủ của anh ta, với cái đầu sắt đó nếu phương bình không rút đao không nhất định có thể đột phá phòng ngực lực lượng tinh thần cũng vậy lại ngừng lại một quãng thời gian chờ rèn luyện ngũ tạng đến cực hạn cầu thiên địa vững chắc là có thể đột phá rồi nhanh thì 10 ngày nửa tháng trận thì một hai tháng phương bình sẽ có thể đột phá đến cấp 5. tuy tiến vào cấp 5 chậm hơn đám người lý hàn tùng một chút nhưng đến cấp 5. thì kém một hai tháng cũng không tính là gì khi đó bọn họ trăm phần trăm không đến cấp năm trung kỳ phương bình tin chắc điều đó tu luyện cùng cấp bọn họ không thể nhanh bằng cộng được. Bên Lý Hàn Tùng không biết sẽ có bao nhiêu người kinh võ đi. Ngày mai đến Nam Giang hội hợp, kinh võ cũng được xem như người của mình. Nếu kinh võ mang nhiều người một chút, tầm 100 người trở lên, tiếu nhất cũng là cấp 3 cao kỳ, đội hình như vậy cũng xứng đáng Nam Giang rồi. Đội ngũ trên trăm người. Trung cấp chiếm hơn một nửa, thực lực như vậy, không bằng lực lượng một tỉnh của Nam Giang, nhưng cao hơn lực lượng của hai, ba thành phố địa phương Nam Giang rồi. Nếu tính thêm tông sư lưu phá lỗ, vậy thì càng mạnh hơn rồi còn có lão lý lão già đó đi đánh nhau với tâm trạng chờ chết rồi hả phương bình hơi đau đầu lại nghĩ đến lữ phượng như còn chưa ra khỏi ma đô địa quật thật sự cứ khiến người khác phải lo lắng đến nam giang rồi tính sao phương bình lắc đầu bây giờ sốt ruột cũng vô dụng đến đó rồi nghĩ cách sao chương 709, đến nam giang ngay khi phương bình lĩnh phúc lợi bắt đầu thu dọn đồ đạc đi nam giang thì chuyện phương bình trợ cấp riêng 300 triệu rồi còn tranh thủ 300 triệu từ Nam Giang cho mọi người cũng bắt đầu lan truyền. La Nhất Xuyên và Đường Phong đều không phải loại người tham công, ai tranh được lợi ích cho mọi người thì là người đó. Không cần phải ẩn giấu, tin tức vừa lan truyền, người biết chuyện không ai không chấn động, Phương Bình, phù cấp cho mọi người. Người ngơ ngác nhất là Tần Phượng Thanh, đây vẫn là Phương Bình sao? Đây thật sự là Phương Bình sao? Từ khi nào mà Phương Bình hào phóng đến mức này, sao anh ta chưa bao giờ cảm nhận được? Không chỉ vậy, Phương Bình hùng hồn, hào phóng, một lòng vì công so sánh với tần phượng thanh thì tần phượng thanh chớp mắt cảm nhận được vô số ác ý ánh mắt của đám người hội võ đạo nhìn hắn rất kỳ cục nhìn hội trưởng chính là hội trưởng chẳng trách tần phượng thanh làm phó hội trưởng mấy năm vẫn chỉ là phó chỉ rét vóc nhìn đại cục thôi thì kém phương bình đến mấy bậc không hợp lý chút nào tần phượng thanh âu sầu sao phương bình lại biến thành như vậy rồi trước đây nếu gặp rắc rối còn có phương bình có thể làm nhân vật phản diện thế chỗ cho anh ta để mọi người không tìm anh ta tính sổ giờ thì hay rồi Phương Bình thành chúa cứu thế của ma võ, Tân Phượng Thanh liền biến thành kẻ ác không chuyện xấu nào không làm, vừa so sánh là đã thấy anh ta khốn kiếp hơn biết bao. Phương Bình, bị chiếm sắc rồi hả? Tân Phượng Thanh nghĩ đến mấy tình tiết trong tiểu thuyết, lẩm bẩm nói. Chắc chắn là như vậy, nhất định là ta xuất hiện ảo giác, nếu không là do cậu ta bị chiếm xác Phương Bình không phải loại người này. Trần Vân Hy đi ngang qua muốn, nói lại thôi. Cuối cùng thở dài không nói gì, Tần Sư Huynh thật sự không thể sánh bằng Phương Bình cô đã sớm biết phương bình không phải là loại người chỉ vì tư lợi bản thân bây giờ thời gian đã chứng minh tất cả ngày 20 tháng 12 dưới lầu tòa nhà hội võ đạo ma võ các học sinh chuẩn bị xuất phát lục tục tiến đến tân phượng thanh cầm trường đao mới đổi hơi phò phạc lần đây anh ta vô cùng thế thẳng, khiến tân phượng thanh có cảm giác như gặp đả kích lớn nhất đời khi nhìn thấy phương bình tân phượng thanh cũng có vẻ hơi chán nản này không phải phương bình anh ta không thèm quan tâm phương bình phương bình lại đi về phía anh ta vỗ bờ vai tần phượng thanh cười nói. Tần sư huynh, không sao chứ. Còn nhớ mối hận hôm qua sao? Tần Phượng Thanh cảm nhận được ác ý nồng động. Không có, sao có thể, một nghìn điểm mà thôi, không tính là gì. Tần Phượng Thanh nhanh chóng trả lời, tôi không thù dai, hiện tại cậu cũng là thánh nhân rồi. Tôi mà thù dai vậy chẳng phải ta là tiểu nhân sao? Phương Bình nở nụ cười, khẽ gật đầu, sau đó lại nhẹ giọng nói. Trên đường đi nhớ phối hợp với em, nếu không, nửa năm còn lại em sẽ tiếp tục chèn ép anh. Cái gì, Tân Phượng Thanh không hiểu rõ, phối hợp với cậu cái gì. Đừng có giả ngu nữa. Những người khác không phù hợp, anh thì không sao. Đến Nam Giang, nhớ nói cho Tổng đốc Nam Giang và võ giả Nam Giang rằng lần này em vì Nam Giang, phù cấp riêng mấy trăm triệu. Đừng tỏ vẻ cố tình, ra vẻ tự nhiên một chút. Còn có, nếu gặp người của kinh võ, nhớ cũng phải tuyên dương em. Tân Phượng Thanh trợn mắt móc mồm, cậu nghĩ hay quá ha. Cậu thu mua ma võ còn chưa đủ, còn muốn lấy lòng võ giả Nam Giang. Ngay cả kinh võ mà cậu cũng có ý đồ tên khốn phương bình này rốt cuộc muốn làm gì thống nhất giới võ đạo Thanh chốt là con mẹ nó cậu bảo tôi phải phối hợp còn ra vẻ những người khác không được là ý gì tân phượng thanh tôi thích hợp chỗ nào khi nào chứ không được tân phượng thanh từ chối Tông đây cũng sắp tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp không sợ cậu nữa không làm không làm thì trả hồi mệnh đan và khí huyết đa nhận ngày hôm qua cho em tân phượng thanh xấu hổ nói từ cậu phát mà có quan hệ gì với anh chứ ai cũng nhận sao anh lại không được nhận? Nói khẽ một chút. Phương Bình thấy chung quanh có người nhìn, khẽ quát một tiếng, sau đó hơi lớn tiếng nói. Tần sư huynh, không cần phải như vậy. Mọi người đều nhận mà, đây cũng không phải đồ riêng của em. Nam Giang cũng có phụ cấp, anh nhất định phải đưa lại cho em. Làm thế em sẽ khó xử lắm. Tần Phượng Thanh chấn động, một mình cậu diễn kịch, thật sự được hả? Trương Ngữ đưa bọn họ vừa ra cửa có hơi bất ngờ. Lập tức nói. Phượng Thanh, cầm đi, cái này cũng là Phương Bình có ý tốt, ngày hôm qua trừ một nghìn điểm của cậu cũng là vì duy trì công bằng công chính của hội võ đạo cậu đừng hận phương bình tần phượng thanh không phải là loại người thứ tốt đến tay mà không nhận nhưng bây giờ ngay cả thứ tốt như vậy cũng không muốn lấy thật sự rất hận phương bình lần này không ít người đều tiến lên khuyên bảo tần phượng thanh thấy phương bình tỏ vẻ vô tội một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói được tiếng được này không phải ý được mà mọi người hiểu mà là nói cho phương bình biết ông đây xem như cậu lợi hại ông đồng ý phương bình tức khắc cười nói mọi người đều là học sinh ma võ đều là vì ma võ tần sư huynh hiểu là được rồi vừa nói xong trần vân hy vội vã chạy vào hồ hội trưởng đồ đổ đổi xong rồi phương bình lập tức đi tới nhận lấy một thanh đao bình thường đưa cho lương phong hoa nói đao của lương sư huynh bị em làm rãi thanh yển nguyệt đao trước đó của em không thích hợp với lương sư huynh em nhờ vân hy đến phòng hậu cần đổi một thanh đao khác lần này sư huynh tọa trấn ma võ tuy trường học có hiệu trưởng và các giáo viên nhưng hội võ đạo cũng phải chứng minh mình có tác dụng thanh đao này sư huynh cầm đi hy vọng khi chúng ta khải hoàn trở về ma võ sẽ càng trở nên tốt hơn phương bình lầy. lương phong hoa có hơi xấu hổ tần phượng thanh bĩu môi bỗng nhiên anh ta thấy đầu đau xót cảm giác này quá quen thuộc lực lượng tinh thần tần phượng thanh tức giận đến mức mặt mũi tái xanh một lát sau mới lầu bầu nói tầng đi đao cấp biến thành cấp tôi muốn cũng không được không cần thì cũng phí dù sao phương bình cũng dùng cấp a phương bình nghiêng đầu lường hắn một cái không nói nữa kín đáo đưa đao cho lương phong hoa quát lên xe xuất phát phương bình lương phong hoa còn muốn nói phương bình đã cất bước lên xe những người khác đều hơi hâm mộ nhìn lương phong hoa sau đó lại không nhịn được nhìn về phía phương bình thật hào phóng trong đám người chỉ có tần phượng thanh than thở trong lòng xong ma võ rong bây giờ ma võ thật sự sắp rơi vào tay tên đê tiện phương bình rồi một tên võ giả cấp 4, mẹ nó muốn không chế ma võ, bực cái là cậu ta sắp làm được rồi. Phương Bình thật khốn kiếp, nếu cậu ta thật sự trở thành tông sư, ma võ sẽ thật sự họ Phương. Còn chưa đủ, cậu ta còn muốn thu mua Nam Giang, chẳng lẽ còn muốn làm hiệu trưởng hay tổng đốc sao? Phương Bình mang theo hơn người vị võ giả cấp 3 cao kỳ trở lên đi trợ giúp Nam Giang, chính mình còn phụ cấp mấy trăm triệu tài chính, nay mẹ nó thánh nhân sống rồi, không nói cái khác. Lần này này đám xếp lớn bên nam giang cũng phải cảm kích phương bình ai một tiếng thở dài thăm thẳm vang lên người đời đều say chỉ có ta tỉnh người thông minh sống giữa một bầy ngu si mình đúng là hoàn toàn không hợp bầy chút nào ma võ này không ở lại được nữa anh ta thầm thì trong lòng lần nữa ma võ cũng sắp biến thành lãnh địa tư nhân của phương bình còn ở lại làm gì chứ tốt nghiệp xong mình phải phắn ngay đi tự tìm đường thoát thôi nam giang thụy an cường giả tông sư đều đang nghỉ ngơi lấy sức bất cứ lúc nào đều chờ được vào địa quật nhưng tổng đốc nam giang lại không rảnh rỗi nổi giờ khác này ở biên giới thị an trương định nam tự mình dẫn người đến tiếp xe ý coi trọng lộ rõ trên mặt thiên tiêu của nam Gia phương bình thật sự dẫn người tới cứu viện rồi ông và lưu phá lỗ đều thương lượng không ít lần lưu phá lỗ từ chối vì ông ấy không quan tâm những chuyện đó không thể tham gia quyết sách của ma võ trương định nam vốn không còn chút hy vọng nào thế nhưng kết quả lại khiến ông bất ngờ mừng rỡ ma võ đến cứu viện rồi không chỉ có ma võ mà Phương Bình còn thuyết phục được kinh võ, hai bên lần này cử đến 7 người cấp 620 người cấp 535 người cấp 440 người cấp 3 cao, kỳ. Trương 700 người, đến Nam Giang 2, nhân số tổng cộng vượt qua trăm người. Võ giả trung cấp chiếm hơn một nửa, số lượng có lẽ không nhiều, nhưng một nguồn sức mạnh như vậy, trên thực tế đã cực kỳ mạnh mẽ. Nam Giang còn chưa chịu chập được hơn 300 võ giả trung cấp, dù sao không phải ai cũng có thời gian rảnh. Nam Giang còn phải duy trì trật tự bình thường, 300 vị võ giả trung cấp đã là cực hạn rồi. Bên phía quân bộ, trung cấp cũng đến 3, 400 người. Chấn thủ phủ, đến hơn 100 người. Cộng thêm những nơi khác. Bây giờ cường giả trung cấp ở Nam Giang có gần ngàn người. Cộng thêm viện quân của Ma Võ và Kinh Võ sẽ chính thức vượt qua ngàn người. Hơn 60 võ giả trung cấp, thật sự không tính là yếu. Rốt cuộc chỉ là hai võ đại mà đã có thể bằng với lực lượng của các tỉnh lân cận. Trương Định Nam vừa chờ người của Ma Võ và Kinh Võ đến, vừa khẽ thở dài, không ngờ cậu ấy thật sự dẫn người đến. Vương Kim Dương đang đợi cũng khẽ gật đầu nói. Em cũng không ngờ tới. Hơn nữa, hai đại danh giáo thật sự mạnh đến mức không hợp lý. Ở Nam Võ, cấp 3 đã có thể làm giáo viên. Toàn bộ Nam Võ, có khoảng 400 giáo viên, trung cấp, khoảng 100 người. Nam Võ không thể dốc hết toàn bộ lực lượng. Đạo sư trung cấp lần này đến Nam Võ cũng khoảng 50 người. Dù sao thì trường học vẫn phải dạy. Trường Võ Đại ở Nam Giang lớn nhất, nhân số nhiều nhất. Tực lực mạnh nhất chỉ có 5 võ, còn không bằng sức ngoại viện, không thể không nói. Có hơi làm người ta buồn rầu, chỉ là trong số 7 cường giả cấp 6, có 2 người là cấp 6 đỉnh phong, nếu như tính luôn lý trưởng sinh thì sẽ là 8 người. Ba người đỉnh cấp 6, thực lực đó, 5 võ không thể có nổi. Nan Giang võ đại to lớn, tính toàn bộ giáo viên cấp 6 cũng chưa đến 8 người, trên thực tế chỉ có 5 người. Một vị phó hiệu trưởng vừa mới vào đỉnh cấp 6, bốn người khác là viện trưởng, danh giáo vương kim dương nỉ non một tiếng nam võ trọng thách thì nặng mà đường thì xa bây giờ nam võ kém quá xa bằng hiệu danh giáo nhưng địa quật nam giang mở ra dù là nguy cơ nhưng đối với nam giang mà nói cũng là chuyện tốt chỉ cần đứng vững bước chân trong địa quật nam giang sẽ có lối vào địa quật thuộc về mình có lối vào địa quật mới có thể nuôi dưỡng càng nhiều cường giả đó cũng là sự thật không thể phủ nhận hơn 10 phút sau xe ma võ đến hai chiếc xe nguyết xe vừa dừng lại phương bình đã dẫn người xuống xe một bên khác la nhất xuyên cũng dẫn người xuống xe phương bình vẫn chưa tiến đến nói chuyện mà là nhìn về phía la nhất xuyên viện trưởng đang ở đây cứ để viện trưởng làm la nhất xuyên không có hứng thú hãy lắc đầu lần này phương bình không khách khí nữa nhanh chóng cất bước đi về phía trước tích thật xa đã hồ tổng đốc quá khách khí khiến chúng tôi kinh ngạc địa quật mở ra người người đều có nghĩa vụ chống địch trên tiền tuyến phương bình nhanh chóng khách sáo với trương định nang vương kim dương đứng bên không nói tiếng nào so với những thứ này hắn thật sự không kiên trì như phương bình trương định nam thật sự không cảm thấy phương bình dối trá chẳng qua là thấy tên nhóc này cũng có mấy phân bản lĩnh bên phía ma võ phương bình rốt cuộc chỉ là học sinh không ngờ quyền lên tiếng đều nằm trong tay phương bình hai người đang khách sáo tân phượng thanh lại chờ đến mức thiếu kiên nhẫn lầu bầu nói phiền phức thật sự nếu phương bình không ra 600 triệu tôi cũng không muốn đến đây trương định nam tai thính mắt tinh nghe thấy lời này hơi nhíu mày phương bình giống như không nghe thấy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tổng đốc đường nối điệp quật có ổn định không gần đủ rồi hiện tại có thể miễn cưỡng đi vào nhưng vẫn phải chờ thêm vững một chút rồi nói sao hai người trò chuyện xong không bao lâu sau xe tinh võ cũng đến số người kinh võ ít hơn ma võ một chút ít nhưng thực lực cũng không kém phương bình thấy không ít người quen lý hàn tùng hàn húc lăng y, y còn có những đội viên dự thi chủ lực khác nhưng lại không có tần trạch rất nhanh phương bình nhận được tin tần trạch giống trần văn long cũng bắt đầu chuẩn bị đột phá mà bên kinh võ cơ giả cấp 6 đỉnh phong dẫn đội chính là ông của phó xương đỉnh phó quốc thịnh mọi người nói chuyện một lát mới tiến về phía lối vào địa quật đi được nửa đường tân phượng thanh mới khoe khoang với người của kinh võ mình mang theo bao nhiêu đa dược đều không cần dùng tiền miễn phí cả ai cũng nghe thấy còn suy nghĩ thế nào thì không ai biết ma võ phương bình thật là cam lòng lập tức lấy ra mấy trăm triệu phụ cấp ma võ phương bình từ đầu tới cuối cũng không nhắc đến việc này trương tân phượng thanh một cái xem như là bỏ qua chuyện này 300 triệu này, rất đáng. Tốt quá thì hóa dở, đến mức này là được rồi. Trương Định Nam nhớ ân tình của mình, còn Kinh Võ thì tân tình không có, nhưng chỗ tốt cũng không ít, ít nhất để mọi người biết, theo phương bình sẽ không lỗ. Mở liên kết trang mạng ở Kinh Võ là chuyện nhỏ. Nói không chừng, nếu mọi người động lòng, năm sau con cái, bạn bè thân thích, anh chị em của bọn họ biết đâu sẽ đăng ký vào Ma Võ. Đến nơi này, người yêu kém nhất cũng là võ giả cấp 3 cao kỳ. Gia đình như vậy nếu có người trẻ tuổi Tực lực võ đạo hẳn sẽ không quá yếu nền tảng hẳn là sẽ vững vàng hơn nhiều năm sau có lẽ kinh võ sẽ phát hiện đạo sư và người nhà mình đều đến ma võ rồi đến vần lối vào địa quật các giáo viên đều chui vào trong xem tình hình phương bình giao người của hội võ đạo cho trương vũ cường mình thì tự hoạt động nhìn chung quanh lối vào một lần thấy lưu phá lỗ và mấy vị tông sư nhỏ giọng bàn luận cái gì phương bình không đi quấy dày tìm một vòng không thấy lão lý vừa mới chuẩn bị tìm người hỏi một chút Phương Bình đã thấy phía chân trời có một vệt sáng lóe qua. Lão Lý, Phương Bình giống lên một câu, vệt sáng dừng lại. Một lát sau, Lý Trường Sinh tóc dài bay bay bồng bình rơi xuống đất, có chút bất ngờ nói. Sao thằng nháp em lại đến đây? Nam Giang địa quật mở ra, tem có thể không đến sao? Phương Bình đánh giá ông một phen, không biết nên nói gì. Tạo hình này của thật, thật là sáng tạo nha. Tạo hình gì kỳ thế này? Tóc trắng phơ, tóc dài xõa vai, phối hợp với đạo bảo. Đúng, đạo bảo lão lý muốn làm tiên nhân đến điên rồi lão lý cười ha hà nói có chút tiên khí đúng không hai ngày nay không ít người đều coi tôi là thần tiên mà cúng bái thầy đang làm gì chạy lung tung uy hiếp tà giáo đó lão lý cười nói tông sư không có thời gian cũng sợ những người này không dám thò đầu ra tôi chỉ là cấp 6, thò đầu ra nhìn xem có thể câu vài tên ra không phương bình vội vàng nói sao rồi lão lý lắc đầu nói không phát hiện gì tôi lo bọn chúng sẽ chờ chúng ta vào địa quật mới ra mặt, nên bên này vẫn cần vài người ở lại, nhưng cũng không sao. Mấy tên hề thôi, nếu thật sự dám dở trò, lập tức sẽ có rất nhiều tông sư xử lý. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, không nhắc chuyện đó nữa. Khỏi, thầy muốn tiến vào đầu tiên. Lão Lý cười, hút trường kiểm đang lơ lửng vào trong tay, vừa đi vừa nói. Võ giả vào địa quật, có gì đáng kinh ngạc, vốn nghĩ sau khi tôi đi vào. Em mới đến, nhưng nếu đã gặp, tôi sẽ nói nhiều vài câu, không muốn ngay. Phương Bình vô cùng thiếu kiên nhẫn, cao mày nói. Thầy tới xem náo nhiệt cái gì, nhóm đầu tiên đi vào. Không phải tông sư thì là mấy ông già bảy, tám chục, thầy mới sáu mươi, cũng sáu mươi rồi. Lão Lý cười ha hà nói, cũng không còn trẻ nữa, nhiệt huyết cũng sắp tan hết, nó con. Em biết không, mười năm này, em biết tôi tiếc nhất gì không? Không cưới vợ, Phương Bình cười híp mắt nói. Em tìm cho thầy một người nhé, cút đi. Lão Lý cười mắng một tiếng, sau đó có chút thổn thức nói. Những năm này, thứ tôi nuối tiếc nhất chính là không thể rút kiếm chém một nhát. Thật, năm đó Lý Trường Sinh này là kẻ không sợ chết nhất ma võ, tôi muốn chém ai thì chém kẻ đó. Tôi nghĩ, một ngày nào đó, tôi có thể chém cấp 7, cấp 8, thậm chí cấp 9. Nhưng năm đó, tôi không thể chém ra chiêu kiếm nó. Ngay cả kiếm tôi cũng không rút được, buồn cười biết bao. Chiêu kiếm này nếu lại lại chảm không ra, tôi sợ ta không rút nổi kiếm nữa rồi nhất định phải làm thế sao? Thầy không phải còn có kiếm sao? Tem tìm mấy bà lão cho thầy, thầy trả mấy bà đi. Dầm, lão Lý đạp bay Phương Bình. Chương 711, tiền mối nói khai hoang mới có thể phát tài. Rất nhanh, Phương Bình lại chạy trở về, nhìn ông nói. Giết một tên cấp 7, hoặc cấp 8 có tác dụng gì không? Tem thì biết cái đếch gì. Lão Lý hử nói, nếu ai cũng nghĩ như em, thì địa quật đã sớm công phá trái đất rồi. Đó là chuyện của người khác. Đây là chuyện của nhân loại, lão lý quát lớn một tiếng, cau mày nói, cút đi, chớ lắc ngươi trước mặt tôi, tem còn không có tư cách giáo dục tôi. Nói xong, lão lý bay lên không, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đồ ngu, phương bình trừ ầm lên, quát, lão già thầy mà chết rồi, tông đây không cho vào nam khu, ai dám trôn cất thầy, tông đào mộ thầy lên cho xem, đào đi, ai thành quan tâm, giữa không trung, tiếng lão lý vang vọng trong phút chốc, rồi biến mất không còn bóng dáng. Phương Bình ngẩng đầu nhìn chốc lát, sau đó cúi đầu đi về phía trước, chết rồi dẹp đi. Trở lại nơi đóng quân. Trương Vũ Cường đang chuẩn bị tìm Phương Bình, thấy Phương Bình trở về, lập tức nói: "Cậu em Phương, nhớ tiện, chúng ta thương lượng sắp xếp thế nào nhé." Phương Bình ổn định tâm trạng của mình, nói: "Được, vậy đi, gọi các hội trưởng đến cứu viện đến họp, mọi người cùng nhau nói chuyện, vậy thì làm phiền em Phương rồi." Trương Vũ Cường cực kỳ khách khí, đừng thấy hắn là võ giả cấp 5 hắn không hề đủ sức hiệu triệu mọi người lần này các võ đại đến cứu viện không chỉ có kinh võ và ma võ không ít trường học khác đều đến đương nhiên những võ đại khác không nhiều người lắm hiện tại nam giang đang bận rộn nhiều chuyện những học sinh võ đại này cũng khá cứng đầu không có người đè lên thì không được vương kim dương đúng là có thể nhưng anh ta là học sinh nam võ thực lực nam võ lại không ra sao những người khác sẽ không phục mấy phút sau trong một gian phòng học vừa dựng xong phương bình nhìn một vòng do hỏi Diêu Thành Quân không đến hả? Trường quân đội đệ nhất có mấy cường giả cấp 4 đến, mọi người đều quen biết nhau, hiện tại, đại biểu trường quân đội chính là Bạch Húc, nghe vậy trả lời, hội trưởng có nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ tới. Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn về phía Vương Kim Dương nói: "Đối với sắp xếp bên Nam Giao chúng ta cũng không hiểu lắm, anh Vương, ngươi nói đi, sắp xếp thế nào?" Vương Kim Dương cũng không khách khí, lập tức nói: "Sau khi đường nối địa quật ổn định, đám người trương tổng đốc sẽ ngay lập tức tiến vào dựa theo kinh nghiệm trước đây thì lối vào bên kia địa quật cũng xuất hiện ngẫu nhiên không khống chế được khẽ nhưng chúng ta có thể phát hiện được bọn họ cũng sẽ phát hiện đường nối vừa ổn định nếu chúng ta không vào bọn họ sẽ đi ra chiến trường nếu không phải bất đắc dĩ tuyệt đối không thể ở trên mặt đất đám người trương tổng đốc tiến vào đường nối tiến vào địa quật cụ thể sẽ gặp bao nhiêu đối thủ tạm thời không thể tính toán nhưng trong tình huống bình thường chúng ta chỉ cần phải đối mặt với thành trì gần nhất. Một thành trì bình thường chỉ có một cường giả cấp 9, một số cấp 8, cấp 7 có thể đạt đến hai chữ số. Phương Bình nhấc tay, ra hiệu một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Em không hiểu cái này lắm, mỗi lần địa quật mở ra, tình huống bên đó đều giống nhau sao? Vương Kim Dương gật đầu nói. Dần như là vậy, địa quật theo chế độ thành trì, hơn nữa sẽ cực ít có đến hai cấp 9, bởi vì cường giả cấp 9 đều tự mình xây thành. Hiện nay, trừ kinh đô địa quật từng xuất hiện một thành hai cấp 9, những nơi khác chưa hề có. Nói hết, Vương Kim Dương lại, nói. Mặc kệ có bao nhiêu cao cấp thì cũng không phải là nhiệm vụ của chúng ta, chấn thủ ngô và trương tổng đốc sẽ ra tay giải quyết. Chúng ta chủ yếu sẽ tiến vào sao? Đương nhiên, ý của tôi là, tổ chức một nhóm võ giả trung cấp tiến vào địa quật lần hai, khi đường nối giang dần vững chắc, tông sư không thể tiến vào nhiều, chúng ta thì không bị hạn chế. Địa quật mở ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều người địa quật canh giữ ở cửa. Chúng ta cần phải tiêu diệt những người đó, sau đó thành lập cứ điểm. Võ giả dưới cấp 3, Nan Giang nghĩ là chờ đặt cứ điểm xong mới để bọn họ tiến vào, cho nên tôi kiến nghị, võ giả dưới cấp 3 của các trường nghe theo quân bộ sắp xếp, chờ nhận nhiệm vụ. Lý Hàn Tùng xen vào nói, chuyện này không thành vấn đề, vậy sau khi đặt xong cứ điểm, chúng ta có thể tự do hành động sao? Phải xem tình hình, nếu quá nguy hiểm, tôi kiến nghị các cậu không hành động một mình, lựa lối ra có thể xuất hiện trong thành địa quật không? ngươi hỏi là hội trưởng của nam hồ võ đại vương kim dương nghe vậy cân nhắc chốc lát trầm ngâm nói không loại trừ khả năng này trước đây không có nhưng sẽ có lúc ở rất gần thành trì cũng không ai biết địa quật mới có mở ra trong thành hay không tâm tình mọi người có chút trầm trọng đây là kết quả xấu nhất nếu như vậy thì biện pháp tốt nhất là từ bỏ không đặt chiến trường trong địa quật nữa lui khỏi địa quật đặt chiến trường ở thế giới loài người nếu lối ra nằm trong thành kỳ không thể đánh vệ quân cuồn cuộn không ngừng sao huyệt của người ta trừ phi thật sự đánh đến mức đối phương sợ hãi bằng không ai cũng sẽ không bỏ sao huyệt của mình mọi người liên tiếp hỏi một vài vấn đề vương kim dương đều trả lời đến cuối cùng phương bình hỏi nếu như tem nói nếu như ngươi của chúng ta không thể đẩy lùi kẻ địch không thể đặt cứ điểm thì nên làm gì những thứ này đều có kế hoạch cả vương kim dương giải thích thật ra có hai loại khả năng thứ nhất xuất hiện trong thành trì xác suất lớn là chúng ta sẽ từ bỏ chuyển dân chúng thụy an đi biến thị an thành chiến khu thứ hai không xuất hiện trong thành trì cách thành trì 30 dặm vậy thì không từ bỏ dù thế nào thì nhất định phải đặt xong cứ điểm nhóm tông sư đầu tiên tiến vào giò đường sau đó còn có viện quân cũng không phải chỉ có bọn họ chủ yếu là đường nối không đủ kiên cố nên nhóm đầu tiên chỉ có thể đi một nhóm người thăm dò thực lực của đối phương điều tra đối phương nói chung nhất định phải đặt cứ điểm định chiến trường ở địa quật nói như vậy vì để đạt được cứ điểm sẽ không tiếc chết bao nhiêu người Vương Kim Dương trầm trọng nói. Hết cách rồi, chúng ta không thể rời chiến trường đến thế giới loài người. Một khi như vậy, cư giả địa quật không thể triệt để tử vong, bọn họ sẽ không ngừng tấn công đường nối. Tiến vào thế giới loài người, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, sẽ là tai ương ngập đầu. Nếu như một vị cấp 9 lao ra đường hầm, chỉ sợ dù có cường giả cấp 9 ra tay, cũng rất khó giết chết đối phương trong thời gian ngắn. Thậm chí hai, ba vị cũng chưa chắc có thể cấp tốc giết chết đối phương. Nếu đối phương một lòng muốn chạy trốn, tốc độ cực nhanh dư âm chiến đấu cũng cực mạnh nếu có thiệt hại chắc chắn sẽ hủy diệt cả một thành phố những năm gần đây chúng ta tình nguyện chết nhiều người ở địa quật một chút cũng không muốn rời chiến trường chính là vì thế nếu để cường giả cấp chín tùy ý tàn sát lực lượng tinh thần ngoại phóng bao trùm cả ngàn mét võ giả còn có thể sống người bình thường trong chớp mắt sẽ chết vừa chạy trốn vừa thả ra uy thế từ thương sẽ vô cùng nặng nề nên khẩu hoa quốc dài đặc không giống địa quật ở địa quật dù cấp chính có giao chiến quanh thân đều là nơi hoang vu không người ở chưa chắc sẽ có ảnh hưởng gì người của bọn họ chủ yếu tập trung ở trong thành trì cường giả nhân loại cũng sẽ không mạo muội tấn công thành trì như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm nhưng cường giả địa quật sẽ không do dự nhiều như thế nếu sau khi chết chỉ cần không bị khí huyết hoặc là lực lượng tinh thần bị cường giả tiêu diệt triệt để họ sẽ có thể hồi sinh ở địa quật rất nhiều lúc khi đối diện với cái chết cường giả địa quật sẽ chọn tự sát đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng sẽ không làm như thế. Tử vong phục sinh phải trả cái giá rất lớn, nhưng cụ thể lớn đến đâu thì bây giờ không thể biết được. Nhưng dù có đánh đổi thế nào thì cũng không thể nặng nề bằng tử vong, cường giả địa quật không có quá nhiều điều kiên kỵ, nhân loại thì không như thế. Phương Bình hơi buồn bực, cắn răng nói. Em hiểu rồi, chỉ cần không ở thành trì, vậy thì tử chiến không lùi, nhất định phải chống trụ, chờ đợi viện quân, đúng chứ? Đúng, vậy phải mất bao lâu địa quật mới hoàn toàn ổn định? Ít nhất một tháng, ý là một tháng sau mới có thể vào không kiên kỵ bao nhiêu tông sư vào đều được mà trước lúc đó chỉ có thể vào từng nhóm một chương bảy trong mười hai tiền bối nói khai hoang mới có thể phát tài hai phương bình nói hay là cứ chờ người trong địa quật đi ra một tháng sau chúng ta quy mô lớn tiến vào một lần đặt luôn cứ điểm vương kim dương cao mày nhìn cậu một lát người nói không thể bị động chờ đợi nếu không một khi đối phương lao ra mấy tên cấp 9. tôi nói rồi lực phá hoại cực mạnh nhưng chúng ta đi vào cũng có thể gặp cấp 9. Vậy thì kéo dài thời gian, không cho bọn họ tiến vào đường nối. Chờ đường nối vững chắc, dù sao cũng là không cho người khác đi ra. Nhất định phải đi vào đánh đúng không? Vương Kim Dương trầm mặc không nói. Chính là ý đó, nếu không cản được thì sao? Vậy thì chi nhau chạy. Vương Kim Dương trầm giọng nói, lòng tông sư đầu tiên chia ra, tiến vào địa cuộc phá hoại, đánh du kích. Cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ sau huyệt mà nhảy vào mặt đất. Nói xong, Vương Kim Dương lại tiếp, nhóm đồng tiên có cấp 9, cường giả cấp 9 không dễ chết như vậy, địa quật sẽ không bỏ mặc cường giả cấp 9 phá hoại trong đó, nên chỉ cần sống một hai ngày, chờ đường nối khôi phục ổn định, nhóm tông sư thứ hai sẽ có thể tiến vào. Phương Bình không nói nữa. Thật ra có nói cũng vô ích, nếu Trung ương đã quyết định phải khiêu chiến trong địa quật, thì không phải là chuyện mà Phương Bình có thể thay đổi, mà Phương Bình thật ra cũng không thể đi mạo hiểm. Một khi có người lao ra, các tỉnh chung quanh Nam Giang đều sẽ phải đối mặt tai nạn khổng lồ. Một khi cấp 9 không có thể ngăn cả đối phương, kiềm chế đối phương tại chỗ, vậy thì sẽ tử thương vô số. Đến cấp 9 rồi, cái họ là vũ khí hiện đại, đánh chung đối phương trước rồi nói sao? Thở ra một hơi, Phương Bình lại nói, liệu có xuất hiện tình huống chúng ta chủ động phong tỏa địa quật không? Không biết, Vương Kim Dương nói xong, lại nói tiếp, đương nhiên, không tới thời khắc sống còn, chúng ta sẽ không làm thế. Lần này mà phong tỏa, sau đó, thiên nam địa quật mở ra, địa quật mới cũng có thể xuất hiện. Một khi ba cái địa quật đồng thời xuất hiện, vậy thì phiền phức lắm, giải quyết từng cái một, so với đồng thời bạo phát mạnh hơn, em thấy không thành vấn đề." Nói xong, Phương Bình đứng lên nói: "Các đạo sư sẽ là nhóm thứ hai tiến vào, học sinh chờ sau khi đặt xong cứ điểm mới vào, còn chúng ta." Phương Bình nhìn quanh một vòng, mở miệng nói: "Những người khác cùng hành động với các học sinh từ cấp 4 trở lên, có thể hành động với đạo sư." Vương Kim Dương gật đầu nói: "Tôi không có ý kiến, chỉ cần không quấy nhiễu bố trí của quân bộ là được." tôi cũng không ý kiến mọi người dồn dập gật đầu xem như là đồng ý sắp xếp thương lượng xong rồi mọi người báo kết quả cho nam giang rất nhanh nam giang đã trả lời chơi nhóm cường giả đầu tiên tiến vào nhóm thứ hai đợi mệnh nhóm cường giả đầu tiên nếu có cơ hội hãy điều tra rõ ràng tình báo phái người về báo tin nhóm thứ hai lại tiến vào nếu trong vòng hai ngày không có tin tức truyền lại nhóm thứ hai tiến vào sẽ đổi thành cường giả chủ yếu tìm hiểu tin tức nếu trong vòng ba ngày không có tin tức truyền lại nhưng lại không tiến vào nữa phong người chuyện đối phương có thực lực quá mạnh bị một lưới bắt hết sau một tháng đường nối vững chắc các cường giả đồng thời tiến vào trên đường đi nếu có cường giả địa quật lao ra cần phải hành động thì sẽ phong tỏa đường nối tất cả mọi người đều không có ý kiến đó cũng là thông lệ bao năm qua trở lại nơi đóng quân của ma võ tân phượng thanh vội vàng nói sắp xếp ra sao trường nào có thể đi vào chờ chờ nhóm cường giả đầu tiên tiến vào có tin tức truyền lại chúng ta mới có thể vào không có tin tức truyền về vậy thì phái tử sĩ đi tìm hiểu tình báo xem tình huống rồi quyết định nếu không thuận lợi sẽ phải chờ một tháng sau đường nối toàn diện vững chắc lại tập thể tiến vào tân phượng thanh vội vàng nói nếu nhóm cường giả đầu tiên đi vào phát hiện đâu đâu cũng có đá năng lượng vui đến quên cả trời đất không trở lại báo cáo tin tức trước hết chạy đi đào mỏ thì làm sao bây giờ phương bình đau đầu sắp nứt tức giận nói anh nghĩ địa cột do anh mở hà anh nghĩ những cường giả này đều giống anh thấy tiền sáng mắt Tần Phượng Thanh tức giận nói chính Thọng nói nếu phát hiện mỏ năng lượng ở địa quật thì có thể đào đi ai lại trở về thông báo cùng nhau đào chứ nói như thể có đạo lý lắng nhưng trên thực tế dám chó không kêu Nếu là người khác tiến vào thì còn có khả năng như lần này nóm đầu tiên tiến vào bao gồm cả Trương Định Nam là quan to một phương Tất nhiên là phải có cái nhìn đại cục nếu thật sự vì đào mỏ vì độc chiếm chỗ tốt không trở lại báo tin thì chỉ có thể nói những người này đều bị lợi ích làm mê muội phản bội nhân loại. Huống hồ, Ngại nó, anh cho rằng võ giả địa quật bị ngu à? Nếu thật sự có mỏ năng lượng, còn có thể đến phiên ngươi sao? Trừ phi có yêu thú cao cấp tọa chấn, Tân Phượng Thanh suy nghĩ kiểu gì vậy chứ? Thật sự cho rằng địa quật có bảo vật khắp nơi, địa quật ít người. Sơ khai địa quật sẽ có xác suất phát hiện thứ tốt lớn hơn một chút, đó là chuyện đương nhiên. Hơi mệt mỏi, Phương Bình không thèm để ý anh ta, cũng không phí lời nữa. Tùy anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, Tần Phượng Thanh bĩu môi, cân nhắc trong chốc lát, lỏ giọng nói: "Hay là chúng ta cũng lén lút mò vào?" Làm nhóm đồng tiên tiến vào, Phương Bình hơi kinh ngạc nhìn anh ta, Tần Phượng Thanh lại lần nữa nhỏ giọng nói: Toan văn chết no. nhất gian chết đói. Nếu chờ cục diện ổn định, chúng ta lại vào, khi đó, đám người địa quật đều nhìn chằm chằm cứ điểm, chúng ta sẽ không làm được gì." Ngược lại nếu ngay từ đầu, thừa dịp các tông sư đại chiến với đối phương, tình hình rối loạn, chúng ta mò vào hậu phương, vậy anh bảo đảm? tuyệt đối kiếm lời ngon lành. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải hạng người giống chỉ vì lợi ích, cái này gọi là đảo loạn hậu phương, hậu phương bất ổn. Thì cường giả địa quật tiền phương làm gì còn tâm tư chiến đấu, nói không chừng sẽ rút đi. Cậu nói có đúng hay không? Phương Bình bật cười nói, tên thật sự không phục bản lĩnh tìm đường chết của anh. Anh biết đối phương có bao nhiêu người không? Nếu có thêm một vị cao cấp, chúng ta mà gặp phải, chắc chắn sẽ chết. Chuyện gì cũng phải nghĩ về hướng tích cực chứ, nếu người của chúng ta càng mạnh hơn thì sao? Hơn nữa chúng ta yếu như vậy, cao cấp cũng sẽ không chú ý đến chúng ta. Hai hoàng đó, tuyệt đối phát tài." Tân Phượng thanh sáng cả mắt, Vân Trần nói: "Nếu cậu không biết khai hoang lợi thế nào? Anh đây có thể nói cho cậu, năm đó có tiền bối đi khai hoang. Tùy tiện nuốt một quả gì đó, Ngũ Tạng Lục Phủ trực tiếp rèn luyện xong trong một ngày, từ cấp 4 đột phá đến cấp 6, còn có tiền bối lúc khai hoang." Tùy tiện uống một hớp nước, trực tiếp tinh huyết hợp nhất chưa đến một năm đã đến tông sư còn có tiền bối đã trúng một tảng đá cậu đoán xem nó là cái gì đã năng lượng tu luyện to bằng thao rửa mặt đó còn có tiền bối được rồi anh nghe từ đâu trên sách tân phượng thanh nghiêm túc nói là thật đó lầu ba của phòng chiến pháp chắc là cậu chưa đến trên đó có di chết về những chuyện này còn có giới tông phái cũng có di chết hai hoang chính là phát tài làm giàu chính là một ngày thành tông sư chính là đường tắt để làm cường giả chúng ta mãi mới chờ đến lúc đến nam giang địa cột mở dựa theo thời gian bốn năm mới mở một cái chẳng lẽ còn phải chờ bốn năm nữa bây giờ với thế cục này có thể đợi được bốn năm sau sao phương bình thử đi phương bình nhìn hắn một lát sau người nói sẽ chết cô ai mà chẳng phải chết cậu chết là do cậu xui xẻo nói xong Tân phượng thanh lại suy nghĩ chốc lát nói hai ta lên thủ có thể chảm cấp sáu sao, sao nằm mơ có hơi phiền toái Tân Phượng Thanh bồi hồi vài bước, có vẻ hơi nôn nóng. Cường giả cao cấp, chưa chắc sẽ đuổi giết bọn họ, nhưng xác suất bị cấp 6 truy sát vẫn rất lớn. Dù sao bọn họ cũng là võ giả trung cấp, hai người không thể giết cấp 6, cũng có nghĩa là không đủ an toàn, không thì gọi lý đầu sắt. Ba người chúng ta liên thủ, Phương Bình hơi bất ngờ, không phải anh quen Vương Kim Dương sao? Tân Phượng Thanh chỉ tiếc mài sắt không thành thét, thấp giọng mắng, có ngu hay không hả? Vương Kim Dương rất khó lược, lý đầu sắt lại giống như thằng ngốc, hơn nữa còn nhiều máu, ngoại lý đầu sát, chúng ta mới có thể có lợi ích tốt nhất. Thiết đầu công cấp 6 có thể chống mấy lần công kích cấp 6, chưa chắc sẽ chết. Vậy chúng ta vẫn không giết được cấp 6. Cậu rốt cuộc có làm hay không? Không. Quỷ nhát văn. Tân Phượng Thanh chửi ầm lên. Chương 713, vào địa quật. Tân Phượng Thanh luôn cảm thấy chờ đợi sắp xếp lại tiến vào, chỗ tốt sẽ bị người khác cướp hết, nhưng nếu chỉ có một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Tên Phương Bình này da dày thịt béo, chịu đánh, lại gọi thêm lý hàn tùng lại một cái da dày thịt báo có hai tấm khiên đó tên da giòn máu mỏng như cậu mới có chút lòng tin nhưng phương bình lại không chịu tần phượng thanh hừ một tiếng không chịu thì thôi cậu cho rằng tần phượng thanh tôi thật sự rất yếu sao chờ đó chờ tôi trở thành tông sư trước cậu xem hai bắt nạt ai mà có thể vượt qua phương bình hay không lần súng địa quật khai hoang này chính là bước mặt lớn thụy an năng lượng phun trào như thủy chiều khiến mây gió thị an biến sắc sấm sét ầm ầm Lúc này, tại nơi đóng quân lâm thời, Phương Bình đang nghe điện thoại, cười ha ha nói. Ra ngoài làm chút nhiệm vụ kiếm tiền, mấy ngày này tình không được anh đừng có mà khóc nhè đấy, ai khóc nhè chứ. Phương Viên nghe điện thoại, có đánh chết, cô nhóc cũng không thừa nhận, anh mới khóc nhè. Lần trước, anh nhớ có người khóc nhè mà, còn định tới ma võ tìm anh nữa. Nếu như anh không gọi điện thoại thì đã sắp lên xe rồi. Không có, Phương Viên thạnh quá hóa giận hét lên, qua một lúc mới hỏi. Lần này đi bao lâu anh? không biết đi rất xa khi nào anh về anh sẽ gọi điện cho em nói xong phương bình lại nói được rồi mấy ngày này nhớ chăm chỉ tu luyện tranh thủ sớm tôi cốt lần hai biết rồi nói nhiều nói xong phương viên lại nói anh phải cẩn thận chú ý an toàn nếu có gặp kẻ địch mạnh hơn nhớ phải chạy cái này còn cần em dạy sao phương bình bật cười nói then cũng vậy chăm chỉ tu luyện bộ pháp hai anh em nói với nhau vài câu thì phương bình tắt điện thoại tóc anh đều muốn là nhóm đầu tiên đi vào Phương Bình tắt điện thoại, nhưng đầu hỏi một câu. Lúc này bên cạnh cậu vẫn còn mấy người. Ánh mắt Tần Phượng Thanh có chút khác thường nhìn cậu. Anh em nhà họ Phương đều có ý muốn cướp muối làm ăn của mình à? Thấy Phương Bình cười như không cười nhìn mình, Tần Phượng Thanh khẽ ho một tiếng, rồi lại có chút khó chịu chừng Vương Kim Dương một cái, bực bội nói: "Tên đâu có mời thằng nhóc này? Vì sao nó lại tới đây?". "Tên cũng không biết". Vương Kim Dương làm lơ, cười nói: "Vào trước hay vào sau thì cũng như nhau. Trước đó anh muốn là nhóm thứ hai đi vào" nhưng nghe nói các cậu chuẩn bị vào nhóm thứ nhất, vậy thì cùng nhau đi là được. Lý Hàn Tùng cũng cười nói. Tôi thì không sao. Tân Phượng Thanh nói cũng có lý. Lóng thứ hai tiến vào chủ yếu là cố định cứ điểm. Tôi nghĩ rồi, cố thủ cứ điểm có thêm mấy người chúng ta thì cũng không có tác dụng quá lớn. Tân Phượng Thanh vội vàng nói. Đúng, chính là ý này. Cố thủ cứ điểm, thêm mấy người hay bớt mấy người chúng ta thì cũng như nhau. Nhưng chúng ta phá rối hậu phương địa quật vậy thì khác nhau rồi. Cho dù có dụ đi một cấp cao cũng còn mạnh hơn là cố thủ một chỗ lần này chúng ta kiếm một khoản lớn, bưng cả sao huyệt của bọn họ rồi dụ đi hơn mười mấy cao cấp. Ha ha chúng ta sẽ trở thành anh hùng của nhân loại. Nói xong, Tân Phượng Thanh lại phấn khích, mấy người chúng ta hợp lại, thực lực cũng không tệ. Người khác cũng sẽ không quá chú ý đến chúng ta, tra trộn vào trong nhóm tông sư thì sự an toàn của chúng ta càng cao, chơi có sục cũng có người gánh cho. Phương Bình trừng mắt nhìn Tân Phượng Thanh, thực lực gạt người của anh ta ngược lại cũng không tồi. Phương Bình do dự một lát mới gật đầu nói. Cũng đúng, Lai nóng đầu tiên vào thì chúng ta càng được tự do hơn một chút. Cường giả phía bên kia chỉ nhắm vào cường giả của chúng ta, chúng ta chỉ là những con tép diều. Chưa chắc đã có người để ý, vậy chúng ta theo nhóm đầu tiên đi vào. Vương Kim Dương hỏi, được, em không thành vấn đề. Phương Bình bỗng cực kỳ dễ nói chuyện, nói xong còn cười, ba người chúng ta đi. Tần Phương Thanh thì thôi, thực lực của anh ấy quá yếu, cũng chỉ biết chạy, dẫn theo chỉ hơi thêm phiền phức. Được, ừ. Tần Phượng Thanh mông lung, ý gì đây, đây là muốn đá tôi ra đúng không? Tôi không đồng ý. Tần Phượng Thanh tức giận, tự tôi tìm được chỗ dựa dễ lắm sao? Hiện tại chỗ dựa này còn muốn bay một mình. Phương Bình cười như không cười nói. Vậy anh nói xem, dẫn anh theo thì có ích gì? Ba người chúng em cho dù có gặp phải cấp 5 hay thậm chí là cấp 6 cũng vẫn có thể đánh nhau. Còn Hoanh, anh cũng có thể. Tần Phượng Thanh nói xong, lập tức nói tiếp. Đao của Tần Phượng Thanh này đã luyện đến trình độ một đao chém được cấp 6 rồi. Mọi người nhìn cậu ta với vẻ mặt khinh bỉ, đi mà lừa quỷ. Nói đùa vài câu, Phương Bình tiếp tục nói. Đường hầm không gian cũng sắp vững chắc rồi. Những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu không có chuyện gì thì đi đến đường hầm không gian bên kia đi. Mọi người cũng dứt khoát nhanh chóng, rất nhanh cùng nhau đi về đường hầm không gian bên kia. Các em cũng muốn vào, mua xuyên cao mày không thôi. Mấy thằng nhóc này muốn làm loạn gì đây? Phương Bình cười nói, chấn thủ ngô, chúng em là võ giả, cũng đã là võ giả cấp 4 cấp 5 rồi, không còn là con nít nữa chúng em hợp lại với nhau cũng không yếu hơn cấp 6 bình thường. Chúng em cũng có ý chí và yêu cầu đối với võ đạo, và địa quật trước hay sao cũng đều như nhau. Đây không phải là trò đùa đâu mấy đứa. Mua xuyên cao mày, kẻ địch chúng ta phải đối mặt có thực lực thế nào, chúng ta cái gì cũng không biết. Một khi thực lực của đối quá mạnh chúng tôi không thể bảo vệ nổi các em. Đừng! Phương Bình cười nói. Nhìn vạn lần đừng bảo vệ bọn em, võ giả sống chết có số, chúng em sẽ không làm vướng víu chân tay mọi người đâu cũng đừng nghĩ vì chúng em là thiên kiêu võ giả nên cần được bảo vệ không có chuyện đó võ giả chết rồi đều không đáng giá thiên tài nhiều không đến sỉ. có chết thì cũng chứng tỏ là do số mệnh của chúng em không đủ lớn dù sao cũng không thể mỗi lần xuống địa quật đều phải bảo tông sư bảo vệ được không xuống địa quật vậy chúng em trở thành võ giả có tác dụng gì đương nhiên thực lực của chúng em có hạn sau khi vào địa quật trước tiên chúng em có thể sẽ thoát ly khỏi chiến trường hy vọng học trưởng ngô không trách chúng em là những kẻ đào ngũ mua xuyên do dự không chắc lúc này mấy người hiệu trưởng nam võ nắm tay nhau đi tới hiệu trưởng nam võ nhìn vương kim dương một cái khẽ thở dài nói cũng được vậy thì cùng nhau vào lưu phá lỗ cũng khẽ gật đầu coi như là cho phép hai người của ma võ đi cùng kinh võ bên này phó quốc thành trầm mọc dây lát cũng gật đầu những thiên kiêu võ giả này nhất định phải vào ngoại trừ cột các em ấy lại bằng không thì cũng ngăn không được nếu đã như vậy lời phương bình nói cũng không phải không có lý thừa dịp lúc bọn họ đánh nhau với cường giả thì rời khỏi chiến trường biết đâu lại càng có nhiều cơ hội và thu hoạch mọi người đều đồng ý rồi mô duyên cũng không biết nói gì cho phải khẽ thở dài nói vậy các em phải cẩn thận nhiều một chút thầy cứ yên tâm phương bình cười một cái sau đó cũng không rời đi mà tiến đến bên cạnh vương kim dương mấy người bắt đầu chờ đợi ầm ầm từng trận sấm chớp ầm ầm vang lên vòng xoáy lại lần nữa bộc phát ra một luồng thủy triều năng lượng lan xong cuối cùng rồi có người thấp giọng nói sắp ổn định rồi ổn định có nghĩa là người có thể vào rồi lúc này gần đường không gian đã có không ít cường giả tụ tập ở đó. Mà trong đó, có mấy người trẻ tuổi đặc biệt dễ thu hút sự chú ý, trên trời tia chớp ầm ầm, hạt năng lượng đang bộc phát thủy triều, mà những người này đang đánh bài, tới, Phương Bình đánh bài xuống, sau đó trong tay cậu không còn một con bài nào, cười nói, "Xin lỗi, xin lỗi. Em lại thắng rồi. Tân Phượng Thanh anh nợ em 80 triệu, Lý Hàn Tùng 20 triệu, anh Vương cũng nợ em 10 triệu." Vương Kim Dương mặt không biến sắc nói, Tần Phượng Thanh nợ anh 10 triệu, bán nợ cho em. Lý Hàn Tùng cũng vội vàng nói. Tần Phượng Thanh cũng nợ anh 20 triệu, cũng ván nợ cho em. Mặt Phương Bình biến sắc rồi liên tục. Đồ gì đây? Cái tên Tần Phượng Thanh nhào kết sắc không một xu dính tư lấy đâu tiền trả nợ đây. Vừa muốn từ chối thì Vương Kim Dương cười nói. Trước kia em cũng ván nợ một lần. chương 714, vào địa quật 2, Phương Bình lập tức nộng miệng, nhìn qua Tần Phượng Thanh còn đang mẩn người. Cắn răng nói. 110 triệu. Tần Phượng Thanh vẻ mặt phẫn nộ, thua đến mức quần cũng không có mà mặc rồi thêm ra lận tần phượng thanh không can tâm chỉ phương bình tức giận nói nhất định là em dùng lực lượng tinh thần nhìn trộm bài của anh khốn kiếp ten dùng được sao vậy sao anh lại thua miết chứ sao mà em biết được do anh không may mắn trách ten sao mấy người cãi nhau náo nhiệt khiến không ít con mắt phải liếc nhìn mấy ông lão cũng đều bật cười khanh khách thế hệ trẻ bây giờ còn mạnh hơn thế hệ trước chúng ta ba phần chỉ tính về phần can đảm và điềm tĩnh liền thắng được vô số võ giả lão Lý trừng mắt nhìn phương bình một cái có hơi bất lực thằng nhóc này cứ muốn đi vào cùng nóng đầu tiên đi vào không phải là chuyện đơn giản như vậy đang tức phương bình mấy người này lại đưa ra quyết định như vậy mô duyên cũng đã đồng ý ông có nói gì cũng vô ích phương bình phương bình vẫn còn đang cãi nhau với tân phượng thanh về việc mình không có gian lợn kỳ bên cạnh có tiếng gọi cậu phương bình nghiêng đầu nhìn thì khẽ cao mày đứng dậy bước qua phương bình cậu thật sự muốn đi vào đó sao Trần Vân Hy vẻ mặt không yên tâm, cô vừa mới biết được Phương Bình muốn cùng nhóm đầu tiên xuống địa quật. Vốn định là nhóm thứ hai đi vào, nhưng bây giờ đột nhiên lại đổi thành nhóm thứ nhất rồi, Phương Bình gật đầu nói. Sớm muộn gì cũng vào, có khác nhau sao? Được rồi, nếu không có chuyện gì thì cậu trở về trước đi, Phương Bình. Trần Vân Hy vội giữ cậu lại, lấy một bình thuốc từ trong túi trước ngực ra, nhét vào tay Phương Bình, lò tiêu nói. Cái này cậu cầm lấy, Trần Vân Hy không khuyên ngăn gì, là võ giả đặc biệt là cảnh giới như phương bình bọn họ cái lợi và cái hại bọn họ sớm đã cân nhắc kỹ cậu ấy quyết định như vậy có khuyên cũng vô ích nếu cô có thể làm ngay lúc này cũng chỉ là chuẩn bị cho cậu một vài viên thuốc bảo vệ tính mạng không cần phương bình trả lại thuốc cao mày nói tôi có được rồi cậu không cần quan tâm cho tôi bảo vệ tốt bản thân cậu là được nhưng không như nghĩ cái gì hết tôi đi đây phương bình nói xong liền trở về chỗ cũ tiếp tục đánh bài với mấy người những người khác cũng nhắm mắt bịt tai làm lơ làm như không nhìn thấy cô tân phượng thanh là tên nói nhiều cũng không nói gì lúc này chưa đùa mấy câu người ta lại cho là thật nếu thật sự phương bình chết trong địa quật chẳng phải là do lỗi của mình trần vân hy thấy vậy bối rối một chút rồi chỉ đành rời đi cô vừa đi tân phương thanh lắng mồm nói phương bình em từ lúc nào không cần lợi ích dâng đến tận cửa vậy hả em không cần thì cho anh cũng được mà anh đang thiếu thuốc đây anh cứ trả lại cho em 110 triệu trước đi rồi nói. Phương Bình Hừ nói, em cảnh cáo anh, lần này nếu như không trả, từ địa quật đi ra em sẽ chém anh. Trả, nhất định trả. Tần Phương Thanh vui vẻ đồng ý dù sao cũng không có kỳ hạn, ngày nào trả tiền thì xem tâm trạng. Sau khi rời bàn thì chuyện đánh cược và trả nợ ai còn nhớ, thấy thái độ không có chút thành ý của anh ta. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, lần này là tiền thật, nếu như lần này Tần Phượng Thành không trả thì anh ta chết chắc rồi. Đánh thua cũng là tiền, chỉ một lúc như vậy cậu đã thắng được 80 triệu kết quả một mình tên khốn kiếp tần phượng thanh này thua mấy người còn đang cười nói đột nhiên có người trầm thấp nói ổn định rồi ngay sau đó phương bình mấy người cũng cảm nhận được rõ ràng vòng xoay không còn phóng năng lượng nữa mà dần dần bắt đầu yên lặng lóng người đầu tiên tập hợp cùng lúc đó mô xuyên quát cao một tiếng người nhóm đầu tiên đều tập trung lại một chỗ phương bình mấy người cũng vứt bài nhanh chóng đi qua nhóm đầu tiên đều là cường giả bảy vị tông sư 18 vị cấp 6 ngoài ra chính là nhóm phương bình bốn người Toàn Nam Giao tổng cộng có 5 vị tông sư. Lần này có 3 người tới, Tổng đốc Trương Định Nam, Hiệu trưởng Nam Võ Trần Kim Trung và Giám đốc Trung tâm Võ Đạo Chu Chính Dương. Những vị còn lại là Ngô Xuyên cấp 9, Quân đội Chu Định Quốc cấp 8, Ma Võ Lưu Phá Lỗ cấp 7 và thêm một vị Phó Bộ trưởng Cục Điều tra và Truy bắt cấp 7. Phương Bình Liết nhìn một cái cũng không nhìn lâu. Lưu Phá Lỗ xuất hiện trong nhóm đầu tiên đi vào cậu cũng không bất ngờ. Lưu Phá Lỗ và Trương Định Nam có quan hệ không tồi. Trước đó Lưu Phá Lỗ đã bày tỏ thái độ với Ma Võ một mình ông bày tỏ ý muốn giúp đỡ Nam Giang, nhưng không liên quan đến lập trường của Ma Võ. Ngô Duyên nhìn từng người, trầm giọng nói, các vị còn có điều gì muốn nói không? Trương Định Nam khẽ cười nói, những điều nên nói. Đã sớm nói xong rồi. Bất nói linh tinh đi, chẳng qua chỉ là vào địa quật thôi mà. Làm như chưa từng có ai vào địa quật vậy, đi thôi. Được không thể chậm trễ, đường không gian đã ổn định rồi, nên xuất phát thôi. Các ông giả bình tĩnh ung dung, đều cười nói khí thế như chỉ là ra ngoài ngoại ô du lịch. Phương Bình thậm chí nhìn thấy một ông già đứng cạnh lão Lý vừa nãy đang kéo mái tóc dài của lão Lý. Hình như là rất muốn túng lấy, chọc lão Lý mặt hầm hầm không vui, không có quá nghiêm túc và trang trọng, vui buồn tức giận đều tử tâm. Mô Diên khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Phương Bình bọn họ, lại mở miệng lần thứ hai nói. Mấy người các em bây giờ vẫn có thể đi nhưng nếu vào đường không gian rồi thì không được phép chạy trốn. Phương Bình cười nói. Chấn thủ ngô, là võ giả thì không được chậm chạc, đi thôi. Ngô Diên thấy vậy cũng không nói nữa, trầm giọng nói. Xuất phát. Ngay sau đó 25 người đều ngự không bay lên đáp xuống hướng đường không gian. Đợi đến gần bên cạnh vòng xoáy, Trương Định Nam đột nhiên không người cúi xuống, Bốc một nắm đất nhét vào trong người. Lão Lý đứng bên cạnh thấp giọng mắng, đen đùi, mù ngốc. Bốc lấy nắm đất cầm theo như vậy, khả năng một đi không trở về rất cao. Trương Định Nam cũng không tức giận, khẽ cười nói. Tôi sợ chết rồi. Đến cả mùi quen thuộc cũng không ngửi được. Mọi người đều cười ầm cả lên. Phương Bình mấy người nhìn nhau, Tần Phượng Thanh nói thầm, không khí không tốt à nha. Chúng ta không phải là nên hùng dũng hiên ngang, đi cướp địa bàn sao? Cần gì phải thương cảm. Lời này vừa nói ra, Mô xuyên đột nhiên cười nói, "Nói rất hay, chúng ta là đi cướp địa bàn, thế hệ trẻ phải có nhận thức như vậy, chúng ta đi cướp đồ chứ không phải bị người ta đánh tới cửa. Đúng, là đi cướp địa bàn, cướp tài nguyên, cướp phụ nữ. Phụ nữ thì bỏ đi, phụ nữ địa quật quá độc ác tàn nhẫn, có lý, vậy thì giết phụ nữ." Ha 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 một đám ông già bà già nói cứ như đùa một chút thương cảm của trương định nam vừa nãy nắm đất cũng lập tức bay đi trải qua sống chết mấy lần còn có cái gì mà nhì không thấu vậy thì xuất phát tiếng nói vừa dứt mô xin một cước bước vào vòng xoáy chớp mắt đã không thấy đâu những người khác cũng lần lượt đi theo phía trên vòng xoáy lúc này còn rất nhiều người như lại trầm mặc không lên tiếng lặng lẽ tiễn mọi người trần vân hy trước đó rời đi không biết từ lúc nào đã quay trở lại nhìn thấy phương bình sắp rời đi đột nhiên hết to phương bình nhớ dòng sót trở về phương bình cũng không quay đầu vẫy vẫy tay bước chân vào vòng xoáy rất nhanh biến mất ngay tại đó mọi người đều biến mất ngay tại đó đám người gần hố sâu vẫn trầm mặc như tượng lần này có bao nhiêu người có thể trở về trong đường hầm không gian đầy năng lượng phương bình vừa đi vào liền cảm nhận được sự khác biệt với ma đô đường hầm năng lượng của ma đô khiến lực lượng tinh thần không đạt đến mức ngoại phóng rất khó nhận thấy được đó là hạt năng lượng cố định hóa tạo thành nhưng ở nam giang vừa bước vào đường không gian liền cảm nhận được năng lượng tràn trề không gì sánh bằng lúc này ngô diên mấy người đang phóng thích lực lượng tinh thần không phải vì phong bế đường không gian mà là dùng lực lượng tinh thần củng cố đường không gian lão lý không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh phương bình vô cùng cảnh giác nói phải cẩn thận trước mặt có thể sẽ có người vào đường không gian vừa được ổn định cũng là lúc nguy hiểm nhất đáng nói đường không gian đột nhiên rung lên rất nhiều hạt năng lượng bắt đầu bộc phát lực lượng tinh thần của phương bình và cầu thiên địa bắt đầu chấn động điên cuồng hất thục nhưng lượng hấp thụ được cũng chỉ như hạt cắt trong sa mạc. Đường hầm năng lượng nối liền hai thế giới. Năng lượng thật sự quá lớn. Chương 715, trà trộn, Phương Bình bị năng lượng cực đại xung kích khiến lục phủ ngũ tạo có chút rung lên, Tân Phượng Thanh yếu nhất đang đứng bên cạnh thì máu trong miệng trào ra, cũng may lúc đó có mấy vị tông sư cùng nhau ra tay giải phóng lực lượng tinh thần, bắt đầu trấn áp hạt năng lượng bạo động, phía trước có người vào rồi. Ngay sau đó Ngô duyên thở phào nhẹ nhõng, nói một câu, lại bổ sung nói tiếp. Có lẽ là cấp 9, nhưng đã rút đi rồi. Phương Bình mấy người không hiểu lắm, lão Lý thấp giọng nói. Chúng ta đi vào cũng có phạm vi giới hạn, bọn chúng cũng vậy. Hiện tại chúng ta vào tới rồi. Nếu bọn họ còn tiếp tục đi tới vậy thì đường không gian sẽ không được ổn định. Một khi đường không gian bị hủy, thì người của hai bên đều sẽ xong đời. Đối phương hiển nhiên không dám mạo hiểm. Con người Phương Bình co lại, lập tức nói. Vậy chẳng phải là, chỉ cần đối phương ta nhẫn quyết tâm là có thể trực tiếp hủy diệt chúng ta. Vậy ít nhất cũng phải là cấp 9, Lão Lý vừa đi vừa cười nói. Nếu là cấp 7, cấp 8 cũng chỉ làm được trong thời gian ngắn vì khoảng cách hai bên không xa nên chấn thủ ngô của chúng ta vẫn có, thể chống đỡ được một lúc, đến cuối cùng chính là lúc chém giết đối phương. Nếu thật sự muốn cao chúng ta chết cùng vậy thì cũng phải là cấp 9 chết cùng chúng ta, có điều thông thường không có khả năng này xảy ra. Cường giả cấp 9, cho dù là ở địa quật nhưng cũng là chủ của một thành, ten có cho rằng bọn họ sẽ vì không cho chúng ta vòng mà lấy tính mạng mình ra đổi lấy tính mạng của chúng ta không? Cứ cảm thấy quá mạo hiểm, Phương Bình lẩm bẩm một câu, lão Lý không thấy gì đáng lo nói. Và địa cuộc vốn dĩ là rất nguy hiểm, đường không gian này có chút nguy hiểm thì đã tính là gì? Nói xong, mọi người đã nhanh chóng đi đến cuối đường núi này. Con đường này dài khoảng 1 km, lúc này rất nhiều hạt năng lượng vẫn chưa được cố định hóa, Phương Bình vẫn chưa nói gì, Tần Phượng Thanh lại đỏ man nói: "Cái khác thì không cần nói." Nếu như ở trong đường không gian tu luyện mấy ngày còn không bằng tu luyện ở bên ngoài mấy tháng, quá nguy hiểm. Mô xuyên khẽ lắc đầu nói hơn nữa trước đó không thể nào đi vào đợi đến lúc ổn định rồi những hạt năng lượng này tản mát tràn đầy rất nhanh sẽ bị đường không gian hấp thụ ngày mai hoặc ngày mốt sẽ khôi phục là chuyện bình thường vì vậy tu luyện trong đường thông đạo là không đáng tin phương bình nói tiếp lực lượng, lượng tinh thần có thể tách hạt năng lượng từ trong đường nối không đây không phải là một mỏ năng lượng lớn sao độ khó quá cao sau khi cố định hóa thì năng lượng không còn sinh sôi nữa ngay cả tôi cũng rất khó tách ra mất nhiều hơn được không có lợi không phải không được mà là không muốn cường giả cấp 9 hấp thụ hạt năng lượng tự do nhanh vô cùng cực, nhưng tốc độ hấp thụ hạt năng lượng trong đường núi lại cực chậm. Mặc dù năng lượng trong đường không gian gần như vô tận, nhưng hấp thụ chậm thì thà không hấp thụ. Đến cuối đường không gian, Mộ Xuyên hít sâu một hơi nói: "Hồi nãy người đối diện đã đi vào, chuyện tốt nhất mà chúng ta mong muốn đã không xảy ra. Điều mà họ gọi là chuyện tốt đương nhiên là không có người ở bên kia. Cửa vào không ai phát hiện. Đây cũng không phải là chuyện chưa từng có, tích ra là có ở đường không gian của Tây Sơn bên kia, Chêu hy chết. Lúc phát hiện phía trước không có ai, những đường nối lúc trước bị phát hiện, lúc đó phía trước cũng không có một bóng người. Có điều, những năm gần đây không có chuyện như vậy xảy ra. Một khi đường không gian mở ra, phía trước đều có một đội quân hùng hậu phòng thủ. Mô Duyên khẽ thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào nơi cửa ra một lúc, trầm giọng nói, đợi sau khi đi ra. Chúng ta sẽ lập tức gặp phải công kích, vì vậy tôi sẽ ra trước ngăn chặn đối phương, tư lệnh chung mấy người các ông đợi chừng 10 giây sau thì ra, võ giả cấp 6 đợi tư lệnh chu bọn họ ra khoảng 20 giây thì ra khỏi đường nối. Còn về phương bình các em, nhìn tình hình đi. Ra khỏi đường nối thì chạy ra khỏi chiến trường ngay và luôn. Sống chết có số. Mai ra phải nhớ kỹ, ánh mắt Mô xin lúc này rất nghiêm túc, giận dò nói. Nếu như người phía trước vẫn mãi không trở về thông báo tin tức, đợi người của nhóm thứ hai cũng không thấy trở ra mà võ giả địa quật lại bắt đầu xông ra ngoài, vậy thì quân đội phải đến là chuyện tất yếu, có lẽ sẽ phong bế đường không gian, một khi phong bế nếu như có người còn sống phải tìm một chỗ nào đó trốn, không được xuất hiện và đợi đến khi đường nối mở lại lần thứ hai. Đã hiểu. Mọi người đều lên tiếng trả lời, còn về việc có thể đợi đến khi mở lần thứ hai hay không thì phải xem vận may, có lẽ xác suất là không đợi được. Ở địa quật chỉ có một mình mà bốn phía đều là kẻ địch, một khi bị phát hiện thì gần như trốn không thoát sự truy giết của võ giả địa quật, phải làm theo kế hoạch, Trương Định Nam, ông vào lưu phá lỗ đi sau. Chủ yếu phụ trách chấn thủ cửa không gian những võ giả cấp 6 khác hỗ trợ hai người bọn họ, kiên trì chấn thủ hai ngày thì quân cứu viện của chúng ta sẽ đến. Hai ngày, đường không gian sẽ lại được củng cố, nhóm thứ hai có thể vào. Lúc này, đám người ngô xuyên đi thẳng một mạch tới, hàn năng lượng trong đường không gian lại bắt đầu dao động. Lúc này không phải là lúc thích hợp các cường giả tiếp tục tiến vào. Mọi người tiếp tục lên tiếng trả lời, còn về việc có thể bảo vệ được hai ngày hay không thì cũng thật khó nói. Võ giả giao chiến thường kết thúc rất nhanh, nhưng mặc kệ có thể được hay không, cho dù có chết trận cũng phải suy yếu sức mạnh cấp cao của địa quật đề phòng lần sau vào cường giả địa quật quá nhiều lại gây ra tổn thất nặng nề trong thời gian bọn họ nói chuyện phương bình đã lấy ra một bộ quần áo từ cái túi cậu mang theo nhanh chóng mặc lên trước đó trên mặt đất cậu ngại không muốn người khác nhìn thấy việc mình làm lúc này phương bình đã thay xong quần áo đeo lên bộ tóc dài thấy mọi người đang nhìn mình phương bình vội vàng nói đợi chút nữa đem đi ra nhưng lúc tình hình hỗn loạn tên sẽ truy giết tần phượng thanh bọn họ sau đó chúng em chạy ra khỏi chiến trường, các vị tiền bối nhất định không được quan tâm đến bọn em. Nếu như các thầy quản bọn em, khi chúng em càng nguy hiểm, cứ coi chúng em là loại tết hiếu đi. Chuyện cười, Tông Sư không coi trọng bọn họ còn may, một khi coi trọng vậy thì cường giả của địa quật còn không lập tức tới giết bọn họ. Mô Xuyên bật cười trong yên lặng, Trương Định Nam có hơi cạn lời nói, dầu không được, vậy cũng chưa chắc. Phương Bình biết mọi người đang nghĩ gì. Một khi chiến đấu, lực lượng khí huyết sẽ bộc phát, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa cường giả địa quật và cường giả nhân loại võ giả có cảm giác rất mạnh với sóng năng lượng song khí huyết không giống với sóng năng lượng phương bình một khi ra tay thì lực lượng khí huyết không thể che giấu được nhưng bọn họ là bọn họ phương bình cũng không phải là không có cách đợi khi thế cục hỗn loạn cậu sẽ trà trộn vào trong đám người kia chưa chắc có thể tìm được đương nhiên nếu như phía trước đều là võ giả quân đội thì quân đội địa quật ăn mặc không giống nếu nhìn trong đám người cậu sẽ lập tức sẽ bị phát hiện nhưng theo tình hình trong quá khứ đám võ giả địa quật đứng trước cánh cửa kia đều là võ giả dân gian và quân đội võ giả dân gian mặc đủ kiểu quần áo và trang phục mỗi nơi địa quật đều không khác nhau lắm có thể qua được cửa ải này đối với tâm tư của phương bình mọi người cũng không nói gì mặc gì cũng như nhau có thể trà trộn vào là chuyện tốt trà trộn không được thì cũng như nhau dù sao cũng bị truy sát Ngô diên cũng không thành quản cộng nữa mà lúc này cũng không có thời gian để quả hít sâu một hơi trước người ngô xuyên xuất hiện một thanh loan đao Non đao không hiện rõ khí thế nhìn lướt qua cũng chỉ bình thường vô dụng nhưng phương bình mấy người lại nhị không được ngướt nước miếng đây mới là binh khí của tông sư dùng đan sen giữa hư ảo và thực tại giống như lực lượng tinh thần ẩn giấu trong hư không nhưng có thể có trong hiện thực thực tại tông sư không phải không dùng binh khí mà vũ khí hiếm có binh khí như vậy chế tạo ra cũng không phải dùng nguyên liệu hợp kim bình thường có thể tìm được cần phải có rất nhiều điều kiện cường giả tông sư phổ thông căn bản không thể chế tạo nổi chương bảy trà trộn hai hiện tại ở đây có bảy tông sư nhưng chỉ có ngô xuyên với chu chính dương của nam giang có binh khí trung tâm võ đạo chính dương của chu chính dương giải rác khắp nơi nam giang thậm chí là toàn quốc cũng là một người có tiền Tư tốn rất nhiều mới có thể chế tạo ra một thanh binh khí cho tông sư dùng cũng có thể gọi là thần binh có thể ẩn hiện giữa thực tại và hư ảo Đinh khí như vật được gọi là thần binh cũng không phải không thỏa đáng tôi ra trước ngô xuyên cũng không chỉ hoãn kích sâu một hơi một bước bước vào vòng xoáy cuối đường không gian lập tức biến mất ngay tại chỗ Mô Diên vừa đi, mọi người đều có chút căng thẳng, bao gồm Phương Bình ngước người bọn họ, lúc này đều rất nghiêm túc. Đối diện với tình huống hoàn toàn không biết gì như này, mặc dù Mô Diên là cường giả tuyệt đỉnh cấp 9, không sợ lồng lỡ chỉ sợ lỡ như. Lúc này, trong đường không gian tiếng tim đập của mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Một lát sau, Chu Định Quốc của quân đội bước lên nói: "Tôi đi trước." Nói xong thả người nhảy xuống biến mất trong vòng xoáy, Chu Định Quốc vừa đi, chỉ còn lại năm vị tông sư nhìn nhau sau đó đều nhảy xuống vòng xoáy ra khỏi đường không gian lão lý hít sâu một hơi đá vào chân phương bình khẽ quát đợi chút nữa đi Hà trước tiên đợi chúng ta dụ bọn họ đi nếu không được ở quá lâu gần cửa ra vào nơi này là chiến trường cửa vào là nơi nhân loại muốn có mà địa quật cũng muốn cho dù địa quật đánh lui ngô xuyên bọn họ hay ngô xuyên bọn họ đánh lui cường giả địa quật thì nơi đó cũng sẽ là trọng điểm chiến đấu sau đó em phải cẩn thận đừng khoe khoang trột tài phương bình cũng vội vàng nói một câu tem biết rồi. Nói xong câu đó. Lão Lý nhìn những ông già bà già khác, Qua. Đi, ngay sau đó, những người này không nói lời nào cùng nhau bước vào vòng xoáy. Bây giờ trong đường không gian chỉ còn lại nhóm Phương Bình bốn người. Phương Bình thở ra một hơi, đè những lo lắng và nương nóng trong lòng xuống, vội vàng nói. Chút nữa đi. Các anh chạy ra ngoài, em sẽ tìm cơ hội. Nếu như trà trộn vào được trong đội ngũ địa quật, ten liền truy giết bọn họ, dẫn dụ một vài người phản giết bọn họ, cường giả địa quật có nhiều thì cấp cao cũng có hạn trung cấp vẫn là trụ cột chắc chắn càng giết được nhiều người thì người của chúng ta sẽ chết ít đi một ít vẻ mặt phương kim dương bình tĩnh nói em đừng làm ẩu liều lĩnh xông vào trong đội ngũ quân đội một khi bị phát hiện thì càng nguy hiểm chúng ta từ địa quật đi ra tất nhiên sẽ là đối tượng được bọn họ chú ý tiên tâm em có tính toán phương bình nói xong đột nhiên cởi bỏ áo ngài lộ ngược lại mang lên lộ ngược lại phong cách quả thật rất trái đất Phương Bình lắc lắc đầu nói. Đúng, vừa nãy hơi hồ đồ, mới đầu không thể thu hút sự chú ý. Bọn họ đánh nhau gần cửa vào địa quật, nhất định có người chết. Ten tìm cơ hội trà trộn vào rồi nói tiếp. Tần Phượng Thanh cũng có ý muốn theo. Phương Bình lập tức quát lớn, anh đừng gây thêm phiền phức. Cậu có năng lượng bình phong che trở nên mới có suy nghĩ này. Tần Phượng Thanh không có, mà muốn giả làm võ giả địa quật thì cũng nhanh chóng làm hỏng kế hoạch của Phương Bình. Mọi người không nói nữa, mà bắt đầu lặng lẽ chờ. Qua gần một phút, Phương Bình trầm thấp nói. Đi. Ngay sau đó, Phương Bình bước vào vòng xoáy, những người khác cũng nhanh chóng đi theo. Ông. Ừ. Trong khoảnh khắc Phương Bình ra khỏi đường không gian, một tiếng nổ rất lớn khiến cơ thể cậu không ngừng lắc lư. Ngay sau đó Phương Bình nhìn rõ tất cả những gì trước mắt. Gần vòng xoáy lúc này đã rất nhiều thi thể nằm trên khắp mặt đất, chỗ nào cũng có xác chết. Gần như đều là bên phía võ giả địa quật, nhưng mà Phương Bình nhanh chóng co rút con ngươi, trên đất có mấy thi thể mặc quần áo thật quen mắt, có người chết trận rồi oanh tiếng nổ vang diền không ngừng vang lên vòng xoáy trên bầu trời lúc này có rất nhiều thân ảnh mập mờ đánh đến long trời lở đất nhưng chung quanh vòng xoáy cũng có rất nhiều võ giả địa quật chạy đến nào phương bình mấy người vừa tới cũng chỉ quan sát tình hình trong nháy mắt chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy có rất nhiều mũi tên mang theo tiếng xe gió xé trời bay tới chung quanh đều là quân đội mang áo giáp không chỉ quân đội mà còn có rất nhiều cường giả dân gian mặc quần áo bình thường trên người đồng thời với mũi tên đang bay tới bọn họ cũng ngự không đánh tới chính lúc phương bình mấy người đang cố gắng phản kích một đường kiếm sáng chói lóe lên rồi chập biến mất toàn bộ mũi tên đều bị rẽ rớt xuống hơn mười mấy vị cường giả trung cấp ngự không bay tới lập tức bị chém thành hai Kết đó không xa lý trường sinh vẫn chưa rút kiếm vào kiếm tùy ý vung vẩy một kiếm chém chết kẻ địch lý trường sinh khẽ quát đột phá vòng vây phía đông phương bình không lên tiếng một bước nhảy tới một quyền đánh bay một binh sĩ mặc áo giáp phía bên phải thành bốn năm mảnh cấp tốc nói tình hình thế nào cấp chín một người 3 người cấp 8, 9 người cấp 7, sắc mặt của lão Lý cực kỳ khó coi, nhanh chóng nói: "Đối phương huy động toàn bộ lực lượng, tư lệnh Chu sắp chống đỡ không nổi rồi, hiện tại đang bị bao vây, chúng ta muốn lui cũng khó, tông sư cũng rất khó rút lui. Các em đi nhanh đi." Lúc này, các cường giả đều đang vây giết mấy vị tông sư. Tực lực hai bên gần như là trên lệch gấp đôi, 5 vị cấp 7 đánh với 9 vị cấp 7, một vị cấp 8 đánh với 3 vị, cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị vây giết mấy người. Trước kế hoạch ban đầu, lúc này các tông sư phải vừa đánh vừa lui, sau đó nghĩ cách tụ tập lại đánh vào cửa ra, đợi cứu viện của quân đội. Vốn dĩ hai người Trương Định Nam phải chấn thủ cửa địa quật, nhưng bọn họ không thể không tham gia chiến đấu, nếu không mấy người khác rất nhanh cũng sẽ bị vây giết. Hai người nói chuyện với tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc mắt Lý Trường Sinh đã tiêu diệt được rất nhiều người, mà bên ngoài, số lượng võ giả gần như là vô hạn, bọn họ không ngừng nhào đến vòng xoáy. Bối phương tắm hướng, tất cả cường giả cấp 6 đều đẫm máu chiến đấu anh dũng, phía chân trời các tông sư cố gắng hết sức ngăn chặn các cấp cao để cho lý trường sinh bọn họ thời gian cho dù giết không được kẻ địch cũng phải tìm được cơ hội đột phá vòng vây cách đó không xa vương kim dương ba người cũng mở đường máu và bị rơi vào trong biển người rất nhiều võ giả địa quật đều chạy về phía bên này một vài cường giả đỉnh cấp 6 đang tìm cơ hội chờ một đòn giết hết phương bình không có thời gian nghĩ nhiều lúc này trước hết là giết để thoát khỏi vòng vây trùng điệp này rồi nói lão lý loa chiến đánh loạn bọn họ để em trà trộn vào Phương Bình thấp giọng hét lên một câu. Lão Lý cũng không nói chuyện, nhưng trước người trước mắt xuất hiện một đờ ánh sáng lóa mắt, khiến các võ giả địa quật chung quanh nhắm mắt. Chỉ trong nháy mắt Phương Bình thu hồi lại khí tức, nhanh chóng thay quần áo, nằm sấp trên mặt đất, trên người tự động nứt tóc ra rất nhiều vết thương, trên mặt cũng máu thịt mơ hồ. Lão Lý đang tiêu diệt kẻ địch khẽ cao mày, không thấy Phương Bình nữa. Tông đương nhiên không tin Phương Bình đã chết, thằng nhóc này thật sự có đến mấy chiêu bỏ túi, không hề dừng lại, nếu không có gì bất ngờ, Phương Bình đang nằm trong đống xác chết, lão Lý nhảy lên một cái, bay sang bên cạnh đánh. giữa không trung, mấy vị cường giả ngự không cũng khẽ cao mày lại chết thêm một người sao? Mọi người cũng không có quá để ý, mấy người mới tới khí tức không mạnh, trong hỗn loạn có bị giết thì cũng không lạ. Tầm mắt của mọi người lại nhìn ra cửa vòng xoáy lần nữa, có lẽ không có người rồi. Cho dù có thì cường độ hiện tại của đường nối cũng không đủ sức chống đỡ, cường giả cấp thống lĩnh trở lên. Ngay sau đó, mấy người nhìn nhau, không do dự nữa dồn dập đánh chém mặc dù một vài trung cấp thông thường bị giết cũng không quan trọng gì nhưng nếu tổn thất quá lớn bọn họ cũng không biết ăn nói thế nào với cấp trên ngay lúc lão lý cố gắng dẫn dụng mọi người thì phương bình nằm úp trên mặt đất cũng âm thầm trà trộn vào trong đám người mấy vị cường giả đạp không thấy cậu cũng đạp không bay lên chỉ nhìn lướt qua một cái cũng không để ý tiếp chương 717, trăm hố chết phương bình thở phào nhẹ nhõm lực lượng tinh thần không ngừng hấp thụ hạt năng lượng nhưng không hấp thụ vào cơ thể mà quanh quẩn bên ngoài cơ thể năng lượng bình phong của cậu vừa mở ra khí huyết với sóng năng lượng cũng không hề bị lộ không có sóng năng lượng cũng rất phiền phức phương bình lúc này hấp thụ hạt năng lượng quấn quanh bên ngoài cơ thể mặc dù sóng không mạnh nhưng dù thế nào cũng không quá gây chú ý địa quật quả nhiên có tin tức liên thông với nhau ngay sau đó phương bình chợt hiện lên suy nghĩ như thế nếu không nam giang địa quật sẽ không chuẩn bị đầy đủ như vậy lúc này thực lực của địa quật hùng mạnh hơn mình nhiều gần như là tập trung toàn bộ lực lượng của một thành tới đánh Dết lúc này các ông già trước đó còn cười đùa khí thế nhưng giây phút này dường như biến thành người con người khác đều hóa thành sắt thần dần vòng xoáy máu chảy như sông vương kim dương ba người lưng dựa vào nhau hỗ trợ lẫn nhau không ngừng đánh giết những tên binh sĩ mặc áo giáp võ giả quân đội có mạnh có yếu võ giả trung cấp cũng không phải giao cải trắng ngoài chợ hơn 10 vị cường giả cấp 6 đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cường giả địa quật võ giả cấp 6 gần như đều ở bên đó phá vòng vây có một ông giả tóc trắng quát lớn tiếng một đao chén ra phía trước huyền xuất hiện một con đường đầy máu và thịt nhưng ngay sau đó phía sau ông lão có vô số đao kiếm lóe lên chớp mắt chém ông lão máu thịt bay tứ tung ông lão vẫn chưa chết giống như không cảm nhận được tất cả điều này ông lại một lần nữa vung đao đao mang cực đại lóe hiện lại chém ra một đường tách đám người đó thành hai bên nhưng hướng bọn họ phá vây là phía tây nhưng trước đó lão lý nói với phương bình bọn họ phá vây phía đông quân lính địa quật bắt đầu có biến động những cường giả ở hướng khác đều dồn dập tập trung về phía tây lão lý bọn họ cũng bắt đầu tập trung về bên nó rõ ràng là muốn tụ lại với nhau đánh thông đường không gian phía tây phá vây đi ra phương bình quét mắt nhìn lướt qua ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng không nhìn nhiều mà nhanh chóng giết về hướng vương kim dương bọn họ bên kia lúc này ba người bọn họ đang gặp phải phiền phức hai tên cấp 5, một tên cấp 4. thực lực cũng coi như không tồi mặc dù các cường giả đều bị đám người của lão lý thu hút nhưng ở đây vẫn có một tên võ giả cấp 6 cầm đầu bọn cấp 4 cấp 5 vây giết ba người bọn họ bên ngoài lại có rất nhiều binh sĩ còn có một vài cung thủ cấp trung đang không ngừng phóng tiên vào đầu giết bọn họ tạp cổ phương bình quát lên một tiếng lớn sách đao cấp tốc xông vào giết đao này không phải là đao của cậu vừa nãy phương bình thu bình loạn đao vào trong không gian chứa đồ mặc dù không gian chứa đồ giống như hình lập phương và chỉ được một mét khối nhưng bình loạn đao cũng không quá dài khoảng một mét hai chỉ cần để như một chút là có thể chứa vào đao phương bình đang cầm là do cậu lấy đại trên đất lúc này võ giả chết mấy trăm người nên có rất nhiều binh khí trên mặt đất Phương Bình mang đầy thù hận quát một tiếng lớn xông ra giết, trên mặt cậu đầy vết dạo Vương Kim Dương và Lý Hàn Tùng nhất thời không nhận ra, nhưng Tần Phượng Thanh từng nghe Phương Bình nói tiếng địa quật, sắc mặt liền thay đổi, ngay sau đó cầm đao đánh về phía Phương Bình. Ầm. Ừ. Một tiếng nổ lớn, Tần Phượng Thanh nhắm thẳng hướng đông mà bay ra, Vương Kim Dương và Lý Hàn Tùng cũng hơi sững người, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đuổi về phía Tần Phượng Thanh, Phương Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy võ giả địa quật chung quanh chỉ chú ý truy giết ba người bọn họ mà không hề chú ý đến cậu, vậy là cậu lại truy đuổi ba người bọn họ. Còn về những võ giả cấp 6 phía sau, Phương Bình cố gắng không quay lại nhìn. Cuộc chiến cấp 6 còn có rất nhiều cường giả đỉnh cấp 6 trong đó, cậu không thể nào tham gia. Phía trước, thực lực của nhóm ba người Vương Kim Dương cũng không yếu, từ lúc còn là cấp 4 cũng đã từng chém giết cường giả cấp 5. Hiện tại Vương Kim Dương và Lý Hàn Tùng đều đã đột phá, tinh cấp 5, chiến lực càng mạnh, chỉ là mấy người này vẫn chưa bộc phát toàn lực. Ba người liên thủ, gian nan đánh giết một tên võ giả cấp 5, tiếp đó lại phải đấu với cái tên cấp 6 kia, mấy người bọn họ lại lần nữa bay ngược ra. Phương Bình cũng một đường truy giết, đi sĩ và cường giả ở phía đông quả nhiên ít hơn nhiều. Nóng người lão lý đã dụ rất nhiều cường giả về phía tây, lúc này ở phía sau năng lượng và sóng khí huyết dung chuyển trời đất, thậm chí còn chém giết khốc liệt hơn phía chân trời. Võ giả địa quật cũng không phải kẻ ngốc, dường như nhìn ra ý đồ của Vương Kim Dương bọn họ. Tên võ giả cấp 6 dẫn đầu quát, ngăn bọn họ lại. Ngay sau đó, rất nhiều cường giả cấp 4 cấp 5 từ chung quanh qua đánh giết, không cho Vương Kim Dương bọn họ tiếp tục có cơ hội chạy trốn. Phương Bình cũng nghe hiểu chút ít, khẽ thở phào nhẹ nhõm, xét ra ngôn ngữ của địa quật với nhân loại không khác nhau là mấy, ngoại trừ khẩu âm hơi khác chút, cũng giống với tiếng phổ thông của Hoa Quốc, có nơi có tiếng địa phương hơi khác thôi. Nhưng đây không phải là chuyện tốt, trong lòng Phương Bình lại thở dài một tiếng, việc thống nhất ngôn ngữ tuyệt đối không khiến người ra vui mừng, điều này đồng nghĩa với việc ở địa quật có lẽ vẫn tồn tại một thế lực cường đại, thế lực thống nhất tất cả, thống nhất ngôn ngữ không phải là chuyện nhỏ, đến nay trái đất còn chưa làm được có lẽ điều này có liên quan đến khu trung tâm của địa quật không kịp nghĩ nhiều phương đình cùng với đám người xông lên giết vương kim dương mấy người cũng không ham chiến vừa đánh vừa lui ba người liên thủ với nhau võ giả cấp 4 cấp 5 căn bản không chống đỡ được chỉ có duy nhất một tên cường giả cấp 6, nhiều lần ra tay kết quả cũng chỉ đánh bay ba người bọn họ khiến vương kim dương bọn họ càng bay ra xa phương bình phán đoán vị cấp 6 này cửa tam tiêu của hắn có lẽ vẫn chưa phong bế Cấp 6 lúc này vì không muốn cửa Tam Tiêu mở nên khi xuất thủ đều sẽ bảo toàn sức lực. Nếu không, đám người Vương Kim Dương không ra sức như nãy giờ cũng khó mà chống lại sự công kích của cấp 6. Mắt thấy bọn họ chạy càng lúc càng xa khỏi khu vực trung tâm chiếu đấu, tên võ giả cấp 6 dẫn đầu đã hơi phẫn nộ, quát lớn, lên thêm mấy vị chiến tướng nữa, tiếng nói vừa dứt. Trong đám cường giả ở phía tây đang vây đánh đám người lão Lý, có 3 vị cấp 6 bay ra, sắc mặt Phương Bình khẽ thay đổi, võ giả địa cột rất thiết thực cậu cho rằng tên võ giả cấp 6 này giết không được mấy tên võ giả cấp 4 cấp 5 thì sẽ không gọi người tới. Chóc khoảnh khắc ba người bay ra khỏi vòng chiến, thì bên phía tay lão Lý liền quát lên một tiếng lớn, anh kiếm nói lên như sống sét đánh xuống. Ông, ừ. một tiếng nổ đùng truyền ra, ba tên cấp 6 vừa bay ra lập tức bị giết chết. Lần này toàn bộ chiến trường gần như yên tĩnh được một phút, Phương Bình nhưng đầu qua nhìn, lão Lý vẫn chưa rút kiếm nhưng lúc này sắc mặt có chút trắng bệch, tông đang giao thủ với hai tên đỉnh cấp 6, trên người ông xuất hiện rất nhiều vết máu. Những người này do chiến vẫn chưa dùng lực tinh thần, cường giả cấp 6 mặc dù có vài cường giả đỉnh cấp có lực lượng tinh thần đạt đến trình độ ngoại phóng, nhưng đến cảnh giới như bọn họ thì chỉ cần chưa tinh huyết hợp nhất. Thì hiệu quả lực lượng tinh thần vây chấn nhiếp có hạn, ngược lại vẫn phải cẩn thận lực lượng tinh thần bị đánh tan lập tức ngã xuống, mà chuyện này thật ra cũng theo lão lý cơ hội. Trong đỉnh cấp 6 ông cũng được xem là tuyệt đỉnh cường giả, chỉ khi gặp phải cấp 6 có thể phóng lực lượng tinh thần ra ngoài, dùng lực lượng tinh thần áp chế ông, lực chiến của ông sẽ giảm rất nhiều đa số võ giả hoa quốc đều biết điểm này nhưng võ giả địa quật lại không hề hay biết không có ai dùng lực tinh thần áp chế ông lúc này một mình lão lý đấu với hai đỉnh cấp 6, vẫn có dư lực chém chết ba tên cấp 6 bay ra có thể thấy thực lực cường đại đến thế nào ba tên cấp 6 bị giết trong chớp mắt mấy tên cấp 6 khác đang vây giết liền không dám hành động lung tung nữa tình hình phía đông bên kia mọi người cũng nhìn thấy ba tên võ giả cấp 4, cấp 5 không đáng để người ta lo sợ ngược lại là cường giả đỉnh chiến tướng như thế này nên cần được chú trọng Chương 718, tiêu diệt cấp 6. Tên võ giả cấp 6 phía đông thấy vậy cũng hơi kinh hãi, lần này cũng không họ thêm người tới nữa, mà bực bội đi truy sát đám người Vương Kim Dương. Truy sát mấy người này còn khỏe hơn nhiều so với bên kia. Thực lực của cường giả phục sinh chi địa quả nhiên dũng mãnh, nhưng lúc này, Vương Kim Dương bọn họ cũng bắt được cơ hội, ba người chạy điên cuồng thục mạng ra bên ngoài, căn bản không giao thủ với võ giả địa quật. Lý Hàn Tùng bị xem là tống khiên, bị hai người kia bỏ lại phía sau che chắn, công kích của võ giả phía sau cũng toàn do lý hàn tùng chống chọi lại phương bình đang trà trộn vào trong đám người truy sát thấy vậy cũng thấy hơi tội lý hàn tùng hai người kia thật không phải là người tốt gì phương bình vừa chạy theo truy sát vừa quay đầu lại nhìn một cái ở xa xa đám người lão lý đang ra sức chém giết nhưng kiếm của lão lý vẫn chưa rút ra phương bình lại nhìn về phía chân trời tiếng nổ tung vẫn liên tục không ngừng mà trói mắt nhất không phải là trận đấu của cấp 9 mà là bốn ánh sáng màu vàng kim kia trói lọi như bốn mặt trời trong đó một mặt trời hơi ảm đạm u ám đang bị ba mặt trời khác vây chung quanh tư lệnh chu trong mắt phương bình lộ ra một tiên nôn nóng chu định quốc lấy một đánh ba đã không địch lại lão lý đã sớm nói phải chém chết tên cấp 8. nếu cứ tiếp tục như thế này tay là sắp tìm cơ hội xuất thủ rồi hít sâu một hơi phương bình quát lớn một tiếng tạp cổ nói xong nhanh chóng truy sát ba người lý hàn tùng đồng thời truy sát cùng cậu còn có hơn chục tên cường giả cấp 4, cấp 5 cộng thêm một tên cường giả cấp 6. xung quanh còn có một đám giáp sĩ bao vây chiến khu nhưng thực lực không mạnh trong chớp mắt đã bị đám người của vương kim dương đánh bay nhưng bên ngoài cũng không phải không có cường giả ngay sau đó một luồng sóng năng lượng cường đại thoáng hiện chỗ này còn có một tên cấp 6. lập tức hai tên cấp 6, mười mấy tên cấp 5 cùng với hơn 20 tên võ giả cấp 4 tạo thành đội truy sát nhanh chóng truy sát ba người bọn họ thôi chết rồi tần phượng thanh vừa chạy như điên vừa thấp giọng mắng thật là quá xen trọng chúng ta rồi cộng mới là cấp 4 mà thôi nhưng bây giờ ở đây cấp 4 cũng sắp trở thành rau cải trắng rồi Môn đam cấp 5 còn có tới 2 cấp 6. Vương Thim Dương không biến sắc quàng tay lên vai cậu ta, thấp giọng nói. Đa số đều là võ giả vân gian, thực lực bình thường, võ giả quân đội chỉ có đằng sao. Cái tên cấp 6 vừa mới đuổi tới mới là đúng là võ giả quân đội, đợi chút nữa chạy được mấy chục mét rời khỏi chiến khu thì phản kích giết bọn họ. Hai tên cấp 6, Phương Bình vẫn còn ở đó. Ánh mắt Vương Kim Dương lóe lên tia khác thường, thằng nhóc này tài thật vậy mà cũng trà trộn vào được. Có Phương Bình ở đây có lẽ có thể hố chết toàn bộ kẻ địch, võ giả trung cấp cũng không phải vô dụng chiến trường lần này tập trung khoảng một ngàn võ giả trung cấp những võ giả thế hệ trước dũng cảm không sợ chết lúc này đã đánh chết được hơn trăm người rồi nếu như bọn họ cũng hố chết những cường giả đang buổi thân này vậy thì địa quật tổn thất rất nặng nề những võ giả địa quật này dễ đối phó hơn nhiều so với ma đô ở ma đô võ giả địa quật dù sao cũng chén giết với nhân loại rất nhiều năm rồi đã đủ tàn nhẫn đủ gian xảo nan giang địa quật mới mở võ giả ở đây sát khí không nặng cho dù là cấp 6 cũng không tạo quá nhiều áp lực cho Vương Kim Dương mấy người bọn họ. Võ giả địa quật không giống như nhân loại, trinh chiến khắp nơi. Trong đám người Phương Bình, dù Phương Bình là người có kinh nghiệm chiến đấu ít nhất, nhưng cũng từng tham gia đại chiến, công kích thành trì của địa quật, đã từng thấy máu tanh. Tay là còn nhiều kinh nghiệm hơn so với những võ giả địa quật ở đây. Nghe thấy Phương Bình cũng có ở đó, mắt tần Phương Thanh liền sáng lên. Đúng, Phương Bình vẫn còn trong đám người đó. Chút nữa biết đâu thật sự có thể đấu lại những tên nó, mấy phút sau nóng ba người tần phượng thanh ta chạy được hơn chục mét mà mấy tên võ giả địa quật đang truy giết phía sau không hề có suy nghĩ muốn từ bỏ so với những tên võ giả phục sinh chi địa không thông thuộc ở đây bọn họ mới là chủ Nhi muốn chạy thoát trên địa bàn của họ nào có khả năng nó. lúc này hai tên võ giả cấp 6 đã tập trung lại tên võ giả cấp 6 trước đó truy sát bọn họ không mặc áo giáp hiển nhiên không phải là võ giả quân đội lúc này hắn đối với tên võ giả quân đội vừa mới đuổi tới cũng khái niệm nọt lấy lòng vừa truy đuổi vừa cười nói chiến tướng liễu mộc mấy tên này cảnh giới không cao thực lực không yếu bắt sống hay là giết nếu có thể bắt sống thì tốt bắt không được thì giết giọng nói của chiến tướng liễu mộc cực kỳ lạnh lùng giọng điệu cũng không quá ôn nhu một tên võ giả cấp 6 còn lại vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào chỉ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời có chút thổn thức nói phục sinh chi địa cường giả quả nhiên không ít may mà chúng ta sớm có chuẩn bị chiến tướng liễu mộc vẫn không thèm để ý hắn ta chỉ nhìn chăm chăm ba người phía trước Lúc này, tốc độ của ba người dần dần chậm lại, mà Phương Bình chạy sau cách bọn họ không xa, lỗ tai giật giật, địa quật bên này quả nhiên đã sớm nhận được tin tức, tin tức của bọn họ do trung tâm truyền ra sao? Hoặc có thể nói, mở ra đường không gian thật sự do bọn bọ khống chế, hiện tại, tiếng giao chiến phía sau dần dần yếu, Phương Bình bọn họ đã thoát khỏi trung tâm chiến khu, phía trước, Tân Phượng Thanh ba người bọn họ cũng đã dừng lại, các võ giả truy sát chạy tới vây quanh ba người bọn họ, hai vị cường giả cấp 6 từ trên cao nhìn xuống, cũng không nhiều lời, hai người cũng không đứng nhìn rồi để những võ giả cấp 4 cấp 5 đánh trước, gần như chỉ trong chớp mắt, vòng vây được hình thành, hai người chia nhau đánh về hướng Vương Kim Dương và Lý Hàn Tùng, còn lại Tần Phượng Thanh cấp 4, cậu ta là mục tiêu của những người khác. Mười mấy tên cấp 5 và hơn chục tên cấp 4 chỉ giết một tên cấp 4 thì không có bất kỳ khó khăn nào. Tần Phượng Thanh bây giờ không còn cười đùa cợt nhà nữa, nhìn thấy Vương Kim Dương và Lý Hàn Tùng bị chia ra đánh với hai vị cường giả cấp 6, đã bộc phát toàn lực, cắn răng một cái, cậu nhất đao lao vào trong đám người phương bình không vội vàng giúp Phương kim dương bọn họ trong khoảnh khắc tần phượng thanh lao vào giết lực lượng tinh thần của phương bình lập tức bộc phát chấn nhiếp mấy tên chung quanh tần phượng thanh ở đây không có cường giả đỉnh cấp 6 cũng không có cường giả cấp cao phương bình bộc phát lực lượng tinh thần nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người mấy người kia còn chưa biết xảy ra chuyện gì liền bị tần phượng thanh chém làm hai tần phương thanh cũng dưỡng sờ trong dây lát nhưng xuống tay không chậm chút nào cậu ta lập tức biết là do phương bình giở trò lần này tần phượng thanh kích động quát to một tiếng đại đao chém ánh lên lực lượng khí huyết mãnh liệt phương bình trà trộn ở chung quanh lực lượng tinh thần cũng không ngừng bộc phát ngay cả không hề bộc phát nhiều cường giả cấp 4 cấp 5 như vậy cậu rất khó chấn nhiếp lúc này phương bình chính là làm nổ những lực lượng tinh thần này lực lượng tinh thần nổ tung mới chấn nhiếp được những tên võ giả cấp 4 cấp 5 này tần phượng thanh đại phát thần uy trường đao như sấm sét chém xuống lần như là một đao một người trong chớp mắt đã chém hơn chục người tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh rất nhanh khiến đội ngũ vây giết của địa quật có chút hỗn loạn một tên cấp 4 có thể mạnh như thế giao chuyện gì vậy che giấu thực lực tất cả cẩn thận đám người nhốn nháo nói vài câu hơi cảnh giác nhìn tần phượng thanh lực lượng tinh thần của phương bình chỉ nhắm vào riêng lẻ vài người tần phượng thanh bổ đao cũng cực kỳ nhanh nên những tên này còn chưa phát hiện ra cho dù có phát hiện ra cũng chưa chắc sẽ tin nếu như thật sự ở đây có cường ngoại phóng lực lượng tinh thần thì những tên này không thể giết được vì đối phương ít ra cũng là đỉnh cấp 6 nhanh lên chính lúc đám người đó đang cảnh giác phương bình quát khẽ một tiếng là dùng ngôn ngữ địa quật như là đang nhắc nhở tân phượng thanh đừng lề mề nữa chương 719, tiêu diệt cấp 62, cách đó không xa vương kim dương và lý hàn tùng sắp không chống đỡ nổi rồi hai người cùng nhau đối với phó với một tên may ra còn được nhưng một mình đấu với cường giả cấp 6, dù là thiên kiêu võ giả thì cũng chỉ mới bước vào cấp 5, nào có thể đơn giản như vậy nếu là đỉnh cấp 5, hai người đấu đơn với cấp 6 còn có hy vọng nhưng hiện tại chỉ có nguồn sướng. Tần Phượng Thanh thấy vậy cắn răng hét to, ta xuất đại chiều đây. Các ngươi đợi chết đi. Vừa nói xong, Phương Bình biết phải làm việc rồi, rất nhiều lực lượng tinh thần lập tức phun ra, tiếp đó liền hét to. Tạc cổ, sau một tiếp quát lớn, những người khác ý thức được xông lên giết. Cùng lúc đó lực tinh thần lại bộc phát ra lần nữa, sắc mặt Phương Bình trắng bịch. Tần Phương Thanh đứng giữa trong đám người nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao bộc phát ra tia máu chói mắt, chén ra quét một vòng. Phốc, phốc, tiếng kim loại va chạm vào thân thể liên tiếp vang lên tiếng xương cốt và kim loại cọ sát vào nhau gây ra tiếng cọt kẹt vang vang sau đó lập tức bị chém đứt đoạn lùi có võ giả địa cuột quát lớn một tiếng sau đó đám người đều lùi lại tần phượng thanh đứng giữa lúc này sắc mặt trắng bệch nhưng lại cười đắc ý một cái khiêu khích nhìn đám người không hợp lý có người khẽ quát một tiếng người đối diện mặc dù mạnh nhưng vẫn không thể đạt đến trình độ một đao chém được nhiều người như vậy phải biết trong đám người còn có cường giả cấp 5, không ít người nhìn chung quanh vừa nãy sóng lực lượng tinh thần nổ tung không yếu có người đã cảm nhận được lúc này đều nhìn chung quanh cha rét trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác phục sinh chi địa có cường giả đỉnh chiến tương tới sao phương bình không thèm quan tâm điều này cậu nhìn chung quanh một cái vẫn còn không ít người thật không dễ giết tên tần phượng thanh này quả thật là phế vật nếu đổi lại là võ giả cấp năng phối hợp với phương bình tay là không cần nhiều thời gian đã có thể giết hết toàn bộ rồi lúc này không có thời gian trách móc vương kim dương và lý hàn tùng sắp chống đỡ không nổi rồi Trung tâm chiến khung bên kia không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng Kim Thân Cường giả Chu Định Quốc càng lúc càng ảm đạm rồi, Phương Bình lại nhìn Tân Phượng Thanh lần nữa rồi nhét miệng, anh tự phúc đi, tên phải đi giải quyết một tên cấp 6 trước đây. Nếu không thể nào đánh được, chiến tướng Liễu Mộc chính là mục tiêu của Phương Bình. Lúc này, tên võ giả quân đội này đang đè đánh Lý Hàn Tùng, đầu của Lý Hàn Tùng đã thoáng hiện ánh sáng màu vàng kim, hiện tượng lạ thường như vậy khiến chiến tướng Liễu Mộc cực kỳ kích thích, rõ ràng hắn cũng biết được lần này mình bắt được con cá lớn rồi mà lúc này phương bình bay lên trời cậu bay về phía bên kia quát to chiến tướng liễu mộc người bên đây phát hiện dị thường đang lúc chiến tướng liễu mộc dùng toàn lực đánh với lý hàn tùng hắn hơi sững sờ một chút không phải vì tin tức phương bình nói mà là cách xưng hô của phương bình chỉ là một tên võ giả cấp 4 mà dám gọi hắn như vậy cấp bậc ở địa quật rất nghiêm khắc có gọi thì cũng phải gọi là chiến tướng đại nhân võ giả dân gian cũng không đến nỗi không biết chừng mực như vậy suy nghĩ như vậy chỉ lóe qua đầu chiến tướng liễu mộc rồi biến mất nhưng lúc này hắn cũng không kịp nói thêm gì hoặc có thể nói là đối phương căn bản không nghĩ tới là có người trà trộn vào mà ngay lúc này lý hàn tùng đối diện nhìn thấy phương bình xông tới ánh mắt lập tức sáng lên sau đó giống một tiếng hung bạo sư sọ tỏa ra ánh sáng vàng trói lọi sau quyền đưa vươn lên giữ chặt hai vai của liễu mộc dù trong nháy mắt hai cánh tay nổ tung máu thịt bay bét lý hàn tùng cũng không buông tay chiến tướng liễu mộc hừ lạnh một tiếng sắp chết còn rãy ruộng ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên chiến tướng liễu mộc liền nghe thấy phía sau có người hét thần tới giúp ngài liễu mộc nhớ mày ta cần người giúp sao vừa mới có suy nghĩ này thì phía sau lặng lẽ xuất hiện một thanh trường đao đỏ như máu không mang một chút sóng năng lượng nào chớp mắt như sấm sét chém vào đỉnh đầu hắn không phải người nào cũng như lý đầu sắt không một tiếng hét chảm thiết như không cam lòng vang lên vị cường giả cấp 6 tên liễu mộc này rõ ràng không ngờ người của mình sẽ ra tay với hắn xương sọ là nhược điểm chí mạng của tất cả cấp 7 trở xuống thậm chí là cường giả cấp 7 cũng chưa chắc rèn luyện được chuyên sâu lúc này lý hàn tùng liều mạng không chế hắn phương bình xuất đao không chút tiếng động một đao chém xuống xương sọ liền vang ra tiếng nổ tung cùng với tiếng kêu thảm thiết không cam lòng lập tức biến mất không còn chút tung tích tiếng kêu thảm thiết hét ra khiến tên võ giả cấp 6 bên cạnh đang giao chiến với vương kim dư không khỏi nghiêng đầu qua nhìn đợi đến khi nhìn rõ tình hình hắn cũng ngờ ra trên tướng liễu mộc bị người của mình giết rồi đám người phía dưới vốn dĩ đang truy sát tần phương thanh lúc này cũng đều mơ màng và kinh hãi chuyện gì đây bọn họ kinh hãi không biết gì. Nhưng đám người Phương Bình thì không, trong nháy mắt giết được Liễu Mộc, cả người Lý Hàn Tùng bộc phát ra hào quang màu vàng cường đại, nhưng không đi giúp Phương Kim Dương mà xông về phía dưới đánh giết những tên võ giả cấp 4 cấp 5, còn kéo dài nữa thì Tần Phượng Thanh sẽ bị người ta chém chết. Tần Phượng Thanh suýt nữa cảm động chảy nước mắt, quả nhiên Lý Đầu Sát đáng tin hơn Phương Bình, Phương Bình dám để cậu đối phó với hơn chục tên cấp 4 cùng với bảy tám tên cấp 5, cậu ta sắp bị dọa dạ chết rồi. Mà lúc này Phương Bình cũng hét lên, anh vương ngăn chặn hắn không cho bọn chúng chạy về nói xong phương bình nhanh chóng hạ xuống trong tay cầm bình loạn đao lập tức bộc phát huyết mang mãnh liệt Lăng không chèn xuống cực vương kim dương cũng không kêu khổ nổi giận vầm lên một tiếng bên ngoài cơ thể lập tức bị máu bao lấy nhưng vẫn chưa đủ lực lượng cốt tỷ bắt đầu thẩm thấu ra có chết cũng phải ngăn tinh cấp 6 này lý hàn tùng và phương bình hai người đi giết mấy tên cấp 4 cấp 5 không thành vấn đề gì nhưng cần có thời gian mãi đến khi phương bình nói chuyện sắc mặt của tên cường giả cấp 6 đã thay đổi. Võ giả của phục sinh chi địa, võ giả của phục sinh chi địa vậy mà dám trà trộn vào trong đội ngũ, sao lại có thể như thế? Thân là cường giả cấp 6, khả năng cảm ứng khí tức của hắn cực kỳ mạnh, trong mắt hắn, Vương Kim Dương mấy người bọn họ, không quá rõ như lực lượng khí huyết cường đại cũng không thể giấu được, nhưng bây giờ sự thật nói với hắn, có người trà trộn vào được trong đội ngũ, hơn nữa hắn lại không phát giác được. Mấy tên võ giả cấp 4 cấp 5 trên mặt đất cũng đần người ra, ngay chính lúc này phương bình đột nhiên lại dùng ngôn ngữ địa quật hô lên nhanh ra tay vây giết bọn họ lời này võ giả địa quật đều nghe hiểu ngay sau đó đám người tràn đầy kinh hãi từ người né ra một vài tên lăng không bay lên quay người muốn chạy trở về trung tâm chiến khu ở đây quá nguy hiểm trong đội ngũ vậy mà vẫn có võ giả phục sinh chi địa trà trộn vào lần này thành cự liễu dốc toàn bộ lực lượng điều động rất nhiều võ giả nhưng mỗi người bọn họ không phải ai cũng ý thức được những tên võ giả này đều trở nên đề phòng hơn dù sao vừa nãy bọn họ có vài người chết mà không biết vì sao. Mấy tên lăng không bay lên một số bị Lý Hàn Tùng ngăn lại, mấy tên còn lại thì bị Phương Bình gầm thét lên một tiếng, lại nổ ra lực lượng tinh thần lần nữa, tạm thời chấn nhiếp bọn họ, sau đó bình loạn đao bộc phát ra ánh đao mãnh liệt, lập tức đem bọn họ chén chết. Sắc mặt Phương Bình lại trắng bệch, mỗi lần nổ lực lượng tinh thần đều sẽ gây tổn hại đến cậu, có nghĩa là làm ít còn được, nếu làm nhiều sẽ khiến bản thân cậu chấn động, sẽ biến thành tên đần độn, Tần Phượng Thanh, bùng nổ chiêu mạnh nhất, giết nhanh lên phương bình vừa chém vừa gầm thét tần phượng thanh sắp khóc rồi Tông đây làm quái gì còn sức mà bùng nổ nhiều lần thật sự cho ông đây là tiểu cường đánh không chết sao nhưng lúc này những tên võ giả địa quật đối diện với nguy cơ cũng bộc phát rồi một số tới giết tần phượng thanh một số thì chạy về trung tâm chiến khu người khác đang bùng nổ cậu không bùng nổ thì phải chết rồi nổ a Tân tần phượng thanh gầm thét miệng nuốt vào một viên bạo huyết đan khi huyết cả người lập tức ngưng tụ thành một thể và tuôn trào cùng với ánh đao chém xuống chương 720, tiêu diệt cấp 63. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng thật lớn vang xa, mấy tên cấp 4 đang xông lên lập tức bị chém chết, hai tên cường giả cấp 5 cũng ho ra máu, bay ngược ra ngoài. Giữa đám người, Tân Phượng thanh mặt trắng bệch, cậu ta vịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thở dốc kịch liệt, vô dụng, sao trước đó còn nói là một đao chém chết cấp 6, lúc này Phương Bình vẫn còn rảnh rỗi mắng người. Điều này khiến đại não đang bị khí huyết thiêu đốt của Tần Phượng Thanh chít tức hộc máu. Đậu xanh chỉ dậu nhà cậu, có nhiều tinh lực như vậy thì đi giết người đi phương bình quả thật đang giết người cậu giết mấy người này cũng rất đơn giản Ngọc cấp 4 trực tiếp dùng lực lượng tinh thần chấn hiếp sau đó một đao chém chết nếu như gặp cấp 5 thì nổ lực lượng tinh thần làm nổ tinh thần của đối phương rồi dùng một đao chém chết mấy lần như vậy một lát sau trên đất hơn chục thi thể võ giả cấp 4 cấp 5 lúc này bị giết hầu như không còn ai phương bình hạ xuống mặt đất thở dốc tịch liệt lý hàn tùng bên cạnh toàn thân đầy máu chân tay cũng nhấc lên không nổi trong không trung vương kim dương không ngừng ho ra máu thấy ba người phía dưới chỉ nửng đầu nhìn cậu cậu cũng muốn đập đầu đi chết nhìn cái gì nữa giết đi mời cha còn không tới giúp thì cậu ta sắp bị đánh chết rồi lý hàn tùng và tần phượng thanh thật sự không còn sức đánh nữa rồi đều nhìn về phía phương bình lúc này sắc mặt của phương bình cũng trắng bật cộng thêm trước đó vì giấu giếm thân phận nên tự khiến mặt mình có không ít vết thương lúc này nhìn vào cực kỳ dữ tợn thấy hai người bọn họ nhìn mình phương bình thở dốc nói đợi chút ten đậu xanh rau muống cũng mệt vần chết tưởng giết người không mệt à. Vương Kim Dương sắp chịu không nổi rồi, không sao. Anh ấy vẫn chưa để cốt tỷ nhập vào cơ thể mài, chết không nổi đâu. Phương Bình nói một câu vô trách nhiệm, Nhìn ngơi trong chốc lát, thấy tên cấp sau đó muốn chạy. Lúc này Phương Bình mới bay lên, xét đao qua giết. Đừng làm lỡ thời gian nữa. Cốt tỷ nhập thể đi, Phương Bình quát lớn. Sau đó trước người cậu liền xuất hiện năm cây cầu thiên địa, lực lượng tinh thần và lực lượng khí huyết nhanh chóng hòa vào nhau, cấp 6 không dễ giết như vậy lúc này đối phương cũng bộc phát toàn lực ngay cả việc ổn định cửa tam tiêu cũng không quan tâm mỗi chiêu đều có uy lực cực đại đánh vương kim dương bay tứ tung nếu còn không chịu dùng tuyệt chiêu áp đảo thì cho dù đối phương không có cách nào giết chết bọn họ nhưng muốn chạy cũng khó vương kim dương cũng không do dự khẽ quát một tiếng tiếng khí huyết lưu động như thủy triều lập tức vang lên rõ rệt bên ngoài cơ thể chảy ra rất nhiều máu hai tay cầm đao bãi liệt chém xuống phía dưới phương bình chuyển động cầu thiên địa rất nhiều lực lượng thiên địa chảy vào bình loạn đao Lần này không xuất hiện chuyện nứt vỡ như lần trước, bình loạn đao bùng nổ sắc khí hí huyết mãnh liệt, chém một đao về phía tên cấp 6 muốn chạy trốn, nhưng thế vẫn chưa đủ, Lý Hàn Tùng phía dưới cũng ngầm lên, năm đấm phát ra ánh kim mạnh mẽ, giữ tợn đánh qua, ba vị võ giả thiếu kiêu tinh anh nhất của nhân loại, hai người cấp 5 một người đỉnh cấp 4, đều bộc phát sát chiêu mạnh nhất, đối diện là một cấp 6, nhưng cũng chỉ là cường giả cấp 6 thông thường, lúc này hắn cũng đã cảm nhận được nguy cơ sinh tử, liền gầm thét một tiếng trên đỉnh đầu xuất hiện ba cánh cửa hư vô trong đó cánh cửa đang mở rộng đã sắp được đóng hoàn toàn cấp 6, đinh sơ kỳ một khi một cánh cửa bị đóng kín thì đối phương chính là cường giả cấp 6 trung kỳ đóng kín hai cánh cửa là cấp 6 cao kỳ nhưng ba cánh cửa tam tiêu đều bị đóng kín sẽ là đỉnh cấp 6. người này sắp bước vào cấp 6 trung kỳ lúc trước vẫn không xuất toàn lực nhưng lúc này hắn chẳng thèm để ý đến điều gì nữa ba cánh cửa xuất hiện bên trong cánh cửa sắp bị đóng tràn ra thật nhiều năng lượng đập vào cánh cửa sắp đóng kia khiến khe hở ngày càng to ra Cốn kiếp đối phương ầm thét một tiếng hắn sắp bước vào cấp sau trung kỳ thế mà bây giờ lại không thể không để công sức bao năm đổ xuống sông xuống biển bộc phát toàn lực những tên võ giả phục sinh chi địa đều đáng chết chết rồi mà còn nhiều lời thế phương bình hư khẽ một cái bình loạn đao đã bộc phát ra ánh sáng màu máu chói mắt ánh đao lập tức chém vào vị trí các cửa trên đỉnh đầu đối phương vương kim dương cũng không trọng ánh đao nhanh chóng chém xuống lý hàn tùng cũng mạnh mẽ xông tới một quyền như núi nghiện vào đầu của đối phương là các ngươi ép ta cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt tên cấp 6 này cuối cùng đã ý thức được lần này e là tiêu rồi tiếp sau đó cánh cửa sắp đóng kia đột nhiên nổ tung vốn dĩ chỉ là cửa hư ảo nhưng ngay lúc cánh cửa nổ tung sóng năng lượng cực mạnh ánh mắt phương bình thay đổi hai chân tăng tốc bước nhanh ra ra vương kim dương không chút do dự bay thẳng lên không trung lý hàn tùng đứng lần nhất tức giận mắng một tiếng vừa chạy trên người vừa xuất hiện vầng ánh kim màu vàng dè đặc tiếng nổ vang dền đứt tai vang lên thậm chí bên chiến trường phía đường nối cũng có thể nghe thấy tiếng nổ lúc bên phương bình vang lên tiếng nổ rung trời kỳ bên khu trung tâm chiến trường lóng người lão lý đã chết trận rất nhiều 18 vị cường giả lúc này chỉ còn lại bảy tám người nghe thấy tiếng nổ từ phía đông truyền tới có ông lão tóc dâm lập tức cười nói rất giỏi đã giết chết được cấp 6 rồi đó là uy lực tự nổ của cửa tam tiêu về phần cấp cao đều còn ở trên trời vẫn chưa đánh đến mức phân được thắng thua cười thì cười nhưng mọi người cũng không lơ là. Phương Bình bọn họ ép cấp 6 tự nổ, thực lực quả thật cường hãn đến cực hạn, nhưng cấp 6 tự nổ rồi, vậy mấy thằng nhóc thì sao? Không lẽ cũng có người chết rồi. Lão Lý Nhiên đầu quét mắt một cái, trầm giọng nói: "Không thể kéo dài nữa. Lần này chúng ta cũng đáng giá lắm, giết mấy chục tên cấp 6 của bọn chúng và mấy trăm tên trung cấp, mấy người các ông có thể chạy thì chạy, không chạy không nổi thì tự nổ, mổ chết con mẹ nó, còn ông" Một ông lão vừa hỏi xong thì phía sau xuất hiện một đường kiếm xuyên thẳng qua tim ông. Cùng lúc đó, lão Lý cầm trường sinh kiếm nhưng vẫn chưa rút kiếm, dùng lực đánh ra, cực kỳ nhanh, mũi kiếm nháy mắt đâm xuyên qua đầu cái tên vừa đánh lên ấy. Tôi muốn giết thằng lớn cơ. Lão Lý lặng yên nói một câu, đáng tiếc đối phương không nghe thấy nữa. Lúc này phía trên, ánh kim của Chu Định Quốc sắp biến mất rồi, xa hơn nữa là trận chiến của hai vị cấp 9, đánh gần như rách bầu trời rồi. Mô Duyên mặc dù mạnh như không mạnh đến mức chèn ép được đối phương nên lúc này bị người ta quấn lấy. Ở những người khác, mấy vị cấp 7 liên thủ, ánh đao đậm màu máu của Trương Định Nam dày đặc không chung, thần binh của Chu Chính Dương bạo phát tạm thời vẫn chưa đến bước đường cùng, nhưng những người này không cách nào chạy tới giúp Chu Định Quốc, quả nhiên vẫn phải dựa vào ông đây xoay chuyển thế cục. Lúc này mọi người không có cách nào rút lui. Một khi Chu Định Quốc chết, ba vị cường giả kim thân không có đối thủ rất nhanh có thể tiêu diệt mấy vị tông sư cấp 7 mấy người này liên thủ với nhau cho dù không giết được ngô xuyên nhưng ngô xuyên cũng sẽ thoát không nổi một khi thời gian dây dưa bị kéo dài viện binh chưa đến ngô xuyên có thể sẽ bị kéo tàn hơi thở cấp chín ngã xuống là điều hoa quốc không thể nào chấp nhận được lão lý hít sâu một hơi cũng không vội vàng ra tay còn thiếu một chút thời cơ may sau đó lão lý lại bay lên trời xông thẳng vào nhóm cấp 6. lúc này võ giả cấp 6 vây công ông ngày càng nhiều bên ngoài hơn chục dặm phương bình lắc lắc đầu hơi choáng váng xa xa Vương kim dương nhanh chóng hạ xuống đất rất nhiều máu chảy xuống mặt đất vết thương không nhẹ dưới đất tần phượng thanh mặt mày chán nản từ trong hố chu ra phu ra không ít máu cùng bùn đất cường giả cấp 6 tự bạo cửa tam tiêu không thể không nói uy lực lớn đến dạ người bọn họ suýt nữa bị nổ chết rồi ba người tập trung lại một chỗ phương bình nhìn chung quanh ngưng mày nói lý hàn tùng chết rồi không biết vương kim dương yếu ớt trả lời thật sự không biết chết thì cũng chết rồi và địa quật ai cũng không nghĩ thật sự có thể sống trở về. Lúc này có thời gian đau khổ còn không bằng nghĩ cách sau này giết thêm mấy người báo thù.